nhưng đây là không có khả năng, đối với một cái thiên môn tới nói, phân phát tương đương hủy diệt, đây là vứt bỏ tổ tông cách làm, Đỗ Nhân Kiệt nhất định sẽ không làm như thế. Vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp, này so giết hắn còn khó chịu. Chính là không nghĩ biện pháp, toàn bộ Thái Thanh Thiên Môn cũng đem gặp phải đại họa dẫn đầu cục diện. Dương Nghị Vân còn buồn lo vô cớ tự cấp Đỗ Nhân Kiệt suy xét những việc này nhi, đương nhiên hắn sở dĩ suy xét vẫn là bởi vì bạn tốt Đỗ Kiệt Bân. Hiện giờ Đỗ Kiệt Bân không hề Thái Thanh Thiên Môn, hắn Dương Nghị Vân làm bằng hữu, lý nên phân ưu. Bất quá cùng Đỗ Nhân Kiệt nói chuyện với nhau bên trong, hắn phát hiện đương sự Đỗ Nhân Kiệt vẻ mặt nhẹ nhàng vô cùng, tựa hồ căn bản liền không có đem đắc tội một cái Hỗn Nguyên nói tiên chuyện này để ở trong lòng. Nói nói cười cười, chuyện trò vui vẻ, tâm tình thực hảo. Bất quá điểm này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, lại là âm thầm bội Đỗ Nhân Kiệt nói, không hổ là tiên môn chi chủ, Thái Sơn áp đỉnh sắc mặt không thay đổi, ta xem ra muốn học tập còn rất nhiều, nếu trở thành một vị đủ tư cách tiên môn chi chủ, nơi này học vấn rất lớn a. Đỗ Nhân Kiệt có lẽ nhìn qua không chút nào để ý, biểu hiện phong khinh vân đạm, có lẽ đây là không nghĩ làm thuộc hạ lo lắng, đây mới là tiên môn chi chủ a. Hiền chất, hiền chất. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, Đỗ Nhân Kiệt lại là nhìn ra Dương Nghị Vân thất thần bộ dáng, nhịn không được ra tiếng kêu to. Liên tiếp ba tiếng Dương Nghị Vân rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng nói, a, tiền bối ngài kêu ta. Ha ha, xem ngươi thất thần tưởng cái gì đâu. Còn có a, nếu ngươi cùng con ta Đỗ Kiệt Bân là bạn tốt, lão phu thác các đại, xưng hô ngươi hiền chất, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, nếu là có thể kêu ta một tiếng Đỗ bá phụ tốt không? Đỗ Nhân Kiệt ha ha cười nói. Tự nhiên được không, tiểu chất gặp qua Đỗ bá phụ. Dương Nghị Vân đứng dậy hành lễ, cái này hắn biết Đỗ Nhân Kiệt xem như chính thức tán thành hắn. Ha ha ha, hảo, hảo hảo hảo, Đỗ Nhân Kiệt hảo sảng cười to. Ngay sau đó lại hỏi, xem hiền chất thất thần, chính là có tâm sự. Dương Nghị Vân nghe Đỗ Nhân Kiệt hỏi chuyện, nhịn không được trợn trắng mắt nói, Đỗ bá phụ ngài là biết rõ cố hỏi a. Ta cùng Tuyết Hương chém giết tiền bước man một tôn Hỗn Nguyên phân thân, hiện tại chính là bị một vị Hỗn Nguyên nói tiên cấp bậc cao thủ nhớ thương thượng. Ngài lão nói ta có thể không lo lắng sao, còn có liền nói tiểu chất có chuyện cứ việc nói thẳng, ta cùng Đỗ Kiệt Bân là sinh tử bạn tốt, hiện giờ hắn không ở, bá phụ người Thái Thanh Tiên Môn đồng dạng cũng sẽ bị tiền bước man bực này cao thủ nhớ thương thượng, loại này thời điểm, không biết bá phụ nhưng có cái gì giải quyết chi đạo. Lại nói tiếp cũng coi như là ta liên lụy bá phụ Thái Thanh Tiên Môn. Tiểu chất trong lòng băn khoăn, bất quá ta Dương Nghị Vân không phải không có đảm đương người, kế tiếp nếu là tiền bước man có trả thù, tiểu chất tuyệt đối cùng Thái Thanh Tiên Môn đứng chung một chỗ. Dương Nghị Vân trung quy không nhìn xuống nói ra chính mình lo lắng, cũng biểu đạt cá nhân lập trường, nguyện ý cùng Thái Thanh Tiên Môn cộng đồng tiến thối. Ha ha ha, con ta quả nhiên không có nhìn lầm người, càng không có đan sen hữu, hảo, hảo hảo hảo. Đỗ Nhân Kiệt nghe Dương Nghị Vân nói xong, cười ha ha. Nói như vậy một phen lời nói, trên mặt ý cười càng ngày càng nùng. Ngay sau đó nhìn Dương Nghị Vân nói, hiền chất chớ lo lắng, những việc này nhi đều đã không phải sự, ở chúng ta chiến đấu sau khi chấm dứt, ta mà Đỗ Kiệt Bân rốt cuộc đưa tin tiến đến, hắn bên kia sự tình hạ màn ổn thỏa. Con ta thành công mở ra phong lôi tiên thể, dựa theo ước định, năm đó đụng tới vị nào Hỗn Nguyên nói tiên đã thu hắn vì đồ đệ. Hiện tại con ta đã trở thành Phương Đông Giao tiên quân ngồi xuống. Hỗn Nguyên nói tiên Vĩnh Lăng nói tiên đệ tử, giờ phút này đã theo ta phụ cùng với Vĩnh Lăng nói tiên ở tới rồi trên đường. Cho nên hạn chế hoàn toàn không cần lo lắng mấy vấn đề này, hắn tiền bước man gần chỉ là một cái sơ phẩm Hỗn Nguyên nói tiên, ở một phương xưng vương xưng bá mà thôi. So sánh với Phương Đông Giao tiên quân thí đều không phải, liền tính là con ta Đỗ Kiệt Bân sư phụ Vĩnh Lăng nói tiên, kia cũng là cao giai Hỗn Nguyên nói tiên, một cái tiền bước man còn không xem. Nếu là tiền bước man thật dám đến ta Thái Thanh Tiên Môn, bảo đảm kêu hắn có đến mà không có về, ngươi nếu là con ta bạn tốt, cũng kêu ta một tiếng bá phụ, lần này chờ Vĩnh Lăng nói tiên tiến đến, lão phu chẳng sợ táng ra bại sản, cũng muốn làm ngươi bái nhập Hỗn Nguyên nói tiên ngồi xuống, đến lúc đó kia tiền bước man tự nhiên không dám tìm ngươi phiền toái. Đỗ Nhân Kiệt mang theo hưng phấn, đối Dương Nghị Vân giảng giải một phen. Lúc này Dương Nghị Vân mới biết được, nguyên lai không phải Đỗ Nhân Kiệt bình tĩnh, mà là Đỗ Kiệt Bân bên kia thành công bái sư. Trách không được Đỗ Nhân Kiệt như thế bình tĩnh. Dựa theo Đỗ Nhân Kiệt nói, Đỗ Kiệt Bân đi trước bái sư địa phương, kỳ thật khoảng cách nơi này rất xa, hơn nữa bái sư lúc sau có một chút sự tình từ từ phải làm,
cho nên lúc này mới chậm trễ thời gian. Hiện giờ Đỗ Kiệt bân bái sư lúc sau, mang theo hắn sư phụ Vĩnh Lăng nói tiên tự mình tiến đến Thái Thanh Thiên Môn tới chi viện. Xem như rốt cuộc tìm được rồi một cái cường ngạnh hậu trường chỗ dựa, lại nói tiếp Đỗ Kiệt bân sư phụ Hỗn Nguyên nói tiên Vĩnh Lăng, là một cái phương đông giao tiên quân ngồi xuống, tiên quân kia lại là một cái càng thêm cao tầng tồn tại. Đỗ Kiệt bân thời trẻ đi theo hắn ra ra du lịch thời điểm đụng tới quá Vĩnh Lăng nói tiên, lúc này mới kết hạ này một phần cơ duyên. Năm đó Đại La Tiên Phủ lúc sau, Đỗ Kiệt bân liền cùng ra ra đi trước Vĩnh Lăng nói tiên đạo tràng bái sư. Hiện tại cuối cùng là có kết quả. Đỗ Nhân Kiệt cũng coi như không tồi, cam đoan cũng làm Dương Nghị Vân cũng bái ở Hỗn Nguyên nói tiên môn hạ, như thế là có thể làm tiền bước man kiêng kỵ. Nói như vậy lên, sự tình cũng liền không tính chuyện này. Rốt cuộc tiền bước man chỉ là một cái sơ phẩm Hỗn Nguyên nói tiên, là một phương nơi Hỗn Nguyên nói tiên, nhưng mà Đỗ Kiệt bân sư phụ không chỉ có là cao giai Hỗn Nguyên nói tiên, càng là một người tiên quân ngồi xuống cường giả. Trước sau hai người căn bản liền vô pháp làm tương đối. Dương Nghị Vân nghe xong, trong lòng lo lắng tan đi hơn phân nửa, bất quá đối với Đỗ Nhân Kiệt đưa ra bái sư việc, hắn chỉ có thể cự tuyệt. Bởi vì hắn có sư phụ. Hơn nữa hắn sư phụ còn không phải tầm thường tiên nhân, Hỗn Nguyên gì đó, Dương Mỗ Nhân thật đúng là chướng mắt. Đương nhiên những việc này không thể đối Đỗ Nhân Kiệt nói. Tiếp được sự, nếu đơn giản trong sáng, Dương Nghị Vân cũng liền đưa ra từ biệt. Các loại nguyên nhân Dương Nghị Vân vô pháp đối Đỗ Nhân Kiệt giảng thuật, chỉ nói qua, hắn hiện tại không thể lưu tại Đại Thanh thế giới, đi ý nhất quyết. Cũng không tính toán chờ Đỗ Kiệt bân tiến đến, dù sao hắn có hắn suy xét. Đối này Đỗ Nhân Kiệt thấy giữ lại không dưới, cũng liền không có ở cưỡng bách Dương Nghị Vân, nhưng lại cấp Dương Nghị Vân chuẩn bị một kiện chứa đựng tiên khí. Chủ nhân thuộc hạ có cái nghi vấn. Từ Thái Thanh Tiên Môn ra tới lúc sau, theo bên người Yến Xích Hà nhìn Dương Nghị Vân, nhận nhìn không được nói chuyện. Dương Nghị Vân có thể đoán được Yến Xích Hà muốn hỏi cái gì, cười cười nói, có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì lưu lại, nếu là lưu tại Thái Thanh Tiên Môn, tạm thời chúng ta đều có thể an toàn. Hơn nữa vô cùng có khả năng còn bái nhập một vị cao giai Hỗn Nguyên nói tiên môn hạ, từ đây lúc sau không cần lo lắng tiền bước man nhớ thương, càng có thể bước lên một cái hoạn lộ thanh thang. Yến Xích Hà gật gật đầu nói, chủ nhân anh minh, đây là thuộc hạ muốn biết. Ha ha, Yến Xích Hà ngươi cảm thấy ở tiên giới Hỗn Nguyên nói tiên hoặc là nói tiên quân có phải hay không rất cao tồn tại. Dương Nghị Vân cười nói lời nói. Yến Xích Hà đương nhiên gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, toàn bộ tu tiên chi lộ. Chín đại chi cảnh, một cảnh thắng qua một cảnh, đừng nói Hỗn Nguyên nói tiên, liền tính là Đại La chi cảnh, cũng là rất nhiều tiên nhân cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Đến nỗi tiên quân tồn tại, ở thuộc hạ trong lòng kia đã là trong truyền thuyết nhân vật, thật sự cũng là không dám tưởng tượng. Ha ha ha, Dương Nghị Vân nghe Yến Xích Hà đúng sự thật nói chuyện, lại là cất tiếng cười to lên. Ngay sau đó nhếch miệng nói, Yến Xích Hà bổn chủ nhân nếu nói cho ngươi, chủ nhân ta có tiên vương cấp bậc huynh đệ. Ngươi tin sao? Ách, cái này, tin đi, Yến Xích Hà cảm giác hắn cái này chủ nhân ở khoác lác. Đừng sao miễn cưỡng được không, ta hỏi ngươi tiên giới cường đại nhất, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất chính là kiểu gì tồn tại có biết sao? Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy hướng phía chân trời nói chuyện. Yến Xích Hà không cần suy nghĩ nói, tự nhiên biết đến, ở tiên giới nhất đứng đầu nhậm nhân vật, đó là tiên tôn chi cảnh, là tiên giới chí cường giả, chính chân truyền truyền thuyết tiên nhân. Tiên tôn chi cảnh A, cuộc đời này nếu có thể gặp một lần tiên tôn giống nhau tồn tại, chết cũng không tiếc. Yến Xích Hà lời nói đến mặt sau, tràn ngập hướng về chi sắc. Dương Nghị Vân nghe Yến Xích Hà trong giọng nói hướng về, ha ha cười nói, yên tâm đi, đi theo bổn chủ nhân hốn, nó ngày cho ngươi giới thiệu tiên tôn nhận thức, còn không phải là tiên tôn sao, cũng không có gì ghê gớm. Dương Mỗ Nhân nói chuyện chung, trong đầu lại ở hướng về chết lão nhân hiện tại đi địa phương nào. Đến nỗi Yến Xích Hà đi. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là nhìn không được một cái kính ở trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm nói, chủ nhân A ngươi cho rằng tiên tôn là cải trắng không thành, kia chính là chân chính thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tiên tồn tại, người cái này nhiêu thổi quá lớn. Dương Nghị Vân nghe được Yến Xích Hà nói thầm, đôi mắt chừng nói, tiểu tử ngươi còn đừng không tin, bổn chủ nhân sư tôn kia chính là chính thức tiên tôn nhân vật, ha ha ha. Yến Xích Hà nửa ngày vô ngữ, ách. Nửa ngày vô ngữ, coi như cái này chủ nhân ở khoác lác, không thật sự. Ba người một trước một sau chậm gì gì đi tới. Yến Xích Hà đi theo Dương Nghị Vân phía sau,
nhỏ giọng nói, chủ nhân a, đừng nói thiên tôn tồn tại, chính là có thể làm ta thấy một mặt phong hào tiên đế, kia cũng là vô cùng phong cảnh sự, hắc hắc. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngày sau bổn chủ nhân làm ngươi tu luyện đến tiên đế chi cảnh. Dương Nghị Vân đối Yến Xích Hà thả ra mạnh miệng. Ha ha, Yến Xích Hà nhếch miệng một chút, không cho là đúng. Nhưng mà chủ tớ chi gian hôm nay nói chuyện, ở ngày sau một ngày nào đó, Yến Xích Hà thành tựu phong hào tiên đế lúc sau, lại là hồi tưởng lên, mỗi khi đều là vô cùng hư than, chủ nhân nhà mình chính là chân chính đại thần. Ba người đi rồi một đoạn đường sau, Yến Xích Hà nhịn không được hỏi, chủ nhân kế tiếp chúng ta đi chỗ nào, bằng không ta sợ tiền bước man sẽ không thiện bãi cam hưu. Đúng vậy, đích xác hẳn là rời đi, hiện tại Thái Thanh Tiên Môn xem như an toàn. Ta cũng không cần lo lắng Đỗ Kiệt Bân, lần này cũng coi như là không làm thất vọng bằng hữu. Kế tiếp chúng ta đích xác phải rời khỏi Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, tiền bước man cái kia lão bất tử vẫn là muốn trốn một trốn, tu vi trung quy không đủ, không thể mọi việc đều dựa vào Tuyết Hương, làm ta nhìn xem bản đồ. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện Đỗ Nhân Kiệt đưa tặng chứa đựng tiên khí. Hắn rời đi phía trước, hướng Đỗ Nhân Kiệt thảo muốn một phần tiên giới bản đồ. Mà Đỗ Nhân Kiệt trực tiếp cho hắn một cái chứa đựng tiên khí. Nghĩ đến bản đồ đặt ở bên trong. Ta có thể bảo hộ ngươi. Tuyết Hương ở Dương Nghị Vân nói cho hết lời lúc sau, thực nghiêm túc đối Dương Nghị Vân nói chuyện. Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Hương, cười cười, ân, Tuyết Hương nhất lợi hại. Đối Tuyết Hương cái này thiên chân đơn thuần nha đầu, Dương Nghị Vân hiện tại đích xác thực thích. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân tiên thức tiến vào Đỗ Nhân Kiệt đưa tặng chứa đựng tiên khí chung. Ngay sau đó hắn há to miệng, trong lòng có cảm động. Ở Đỗ Nhân Kiệt đưa tặng chứa đựng tiên khí chung, Dương Nghị Vân không chỉ có thấy được một phần tiên giới bản đồ, hơn nữa vẫn là cao giai cái loại này, bực này cao giai bản đồ giá trị là xa xỉ, hắn hiểu biết quá. Còn có 3.000 viên hạ phẩm tiên thạch, tiên đan một lọ, tuy rằng là hạ phẩm tiên đan, suốt một lọ lại cũng giá trị xa xỉ, tiên giới tiên đan thực quý. Dư giả còn có một ít thường dùng tiên dược linh tinh. Đều là trước mắt hắn cái này tu luyện cảnh giới có thể sử dụng. Đối này Dương Nghị Vân là thực cảm động. Tuy rằng bởi vì cá nhân nguyên nhân cự tuyệt Đỗ Nhân Kiệt hảo ý, không có lưu lại, nhưng Đỗ Nhân Kiệt cũng không có bạc đãi hắn. 3.000 viên hạ phẩm tiên thạch, này đối với Thái Thanh Tiên Môn bực này tiên môn tới nói cũng là một bút toàn cục tự. Dương Nghị Vân đem này phân tâm ý ghi tạc trong lòng. Theo sau mở ra bản đồ, ở mặt trên xem xét một vòng. Cuối cùng Dương Nghị Vân xác định ở khoảng cách Đại Thanh Tiên Sơn thế giới 60 vạn dặm ở ngoài địa phương Tiên Đan Thành. Sở dĩ lựa chọn Tiên Đan Thành là bởi vì, khoảng cách tương đối thích hợp tương đối gần, hắn trước mắt tu vi còn không dám chạy quá xa, vô tận tiên giới, hắn chân tiên chi cảnh tu vi, chạy xa kỳ thật rất nguy hiểm. Về phương diện khác là bởi vì, hắn từ được đến kỳ quân đan sách lúc sau, còn không có bắt đầu xuống tay luyện đan, ba cái có thể nói nghịch thiên tiên đan, nếu có thể luyện chế ra tới. Ít nhất cũng có thể nhiên hắn bước vào hỗn nguyên chi cảnh. Hơn nữa tiên đan thành trên bản đồ chú giải thượng, là cái luyện đan sư hội tụ địa phương, cơ hồ có được tiên giới phương đông lớn nhất tiên dược thị trường. Ở chỗ này luyện đan tìm tiên dược làm ít công to. Cho nên Dương Nghị Vân lựa chọn đi nơi này. Hắn bức thiết yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình tu vi, đi tiên đan thành, cũng có thể tránh né tiền bước man. Yến Xích Hà, đối tiên đan thành nhưng hiểu biết. Dương Nghị Vân xác định hảo lộ tuyến sau, dò hỏi Yến Xích Hà. Chủ nhân tiên đan thành ta biết, là tiên giới phía đông lớn nhất luyện đan sư hội tụ nơi, càng là một tòa hội tụ ngàn tỷ sinh linh bát phẩm tiên sơn thế giới. Nơi nào tiên nguyên khí nồng hậu vô cùng, tu luyện chính là làm ít công to, càng có thể mua sắm đến muốn tiên đan, đương nhiên tiền đề là phải có cũng đủ tiên thạch, ta tuy rằng không đi qua, nhưng là nghe nói tiên đan thành tiêu phí có thể hù chết người, chủ nhân ngươi xác định muốn đi tiên đan thành. Yến Xích Hà hỏi, đừng vô nghĩa, tự nhiên là muốn đi, ngươi liền nói ngươi biết về tiên đan thành thế lực phân chia tình huống. Dương Nghị Vân mở miệng nói, ta cũng chính là nghe nói qua, trong lời đồn tiên đan thành có tam đại thế lực, đều là luyện đan thế lực, có tiên đan lâu, có ma đan điện, còn có mây lửa các. Này tam gia ở luyện đan chi đạo, toàn bộ tiên giới đều nổi danh hào, thế lực vô cùng khổng lồ, tiên đan thành chỉ là bọn hắn tam gia phân bộ. Dù sao tiên đan thành chính là tam đại thế lực khống chế, hình thành một cái độc lập vận chuyển quy tắc, bất quá tính lên còn tính công bằng. Bất quá ở tiên đan thành còn có một cái trong truyền thuyết thần bí thế lực, tuy rằng không tham dự tiên đan thành tranh đấu từ từ,
nhưng lại độc lập với tiên đan thành tam đại thế lực ở ngoài. Cái này thần bí đặc thù thế lực gọi là luyện tạo tiên minh. Là một cái hội tụ thế giới hết thảy cùng luyện chế chi đạo có quan hệ đặc thù thế lực. Luyện tạo tiên minh không phải một nhà một môn thế lực, mà là từ toàn bộ tiên giới những cái đó ở luyện chế chi đạo đứng đầu giả hội tụ mà thành thế lực. Bao hàm luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú, con rối, trận pháp năm đại chế luyện chi đạo, nói cách khác luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, trận pháp sư, con rối sư đều có thể tiến vào luyện tạo tiên minh. Xem như một cái công minh tổ chức, mặc kệ là bất luận cái gì chế luyện chi đạo tiên nhân, chỉ cần có thể thông qua luyện tạo chi minh khảo hạch, là có thể đạt được tương đối huân chương, luyện tạo chi minh ban phát huân chương là được đến toàn bộ tiên giới tán thành. Đi ra ngoài, sẽ ở bất luận cái gì địa phương đã chịu siêu cao đãi ngộ từ từ. Hảo, liền như vậy định rồi, chúng ta hiện tại liền đi tiên đan thành. Yến Xích Hà nói còn không có nói chuyện đã bị Dương Nghị Vân đánh gãy, quyết định. Không vì cái gì khác, liền vì tiên đan thành có cái thế lực kêu đi tiên đan lâu, Dương Nghị Vân phải đi nơi này. Bởi vì lúc trước hắn đạt được kỳ quân đan sách thời điểm đối kỳ quân tiên nhân phát quá thể nuốt, một ngày kia cấp kỳ quân tiên nhân báo thù, phá hủy tiên đan lâu. Vốn dĩ Dương Nghị Vân cho rằng thời gian lại đây lâu như vậy, tiên đan lâu đều không tồn tại, không nghĩ tới như cũ tồn tại. Tiên đan thành có lý do tiến đến, Dương Nghị Vân cho rằng cũng thích hợp chính mình. Tuy rằng Yến Xích Hà cũng chỉ là nói ra một cái đại khái, nhưng Dương Nghị Vân lại biết đã vậy là đủ rồi. Đáp ứng kỳ quân tiên nhân muốn phá hủy tiên đan lâu, đây chính là phát quá lời thề. Lúc ấy thề thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng chính là nghĩ tiên đan lâu đã biến mất ở lịch sử sông dài chung. Kia biết Yến Xích Hà cư nhiên nói tiên đan lâu như cũ tồn tại. Kể từ đó Dương Nghị Vân căng ra đầu cũng muốn thượng. Cũng may cái này lời thề là không có kỳ hạn, nếu không Dương Nghị Vân muốn khóc cũng không kịp. Suy nghĩ một chút kỳ quân tiên nhân đều đã biến mất mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm chính là tiên giới mấy ngàn năm, thật muốn là tính lên chính là tương đương với tu chân giới mấy vạn năm thế gian. Lâu như vậy thời gian chung, tiên đan lâu không có biến mất, chỉ có thể thuyết minh sẽ càng ngày càng cường đại. Dương Nghị Vân biết chính mình khẳng định không đối phó được. Kéo dài đến nay như vậy một cái thế lực, tuyệt đối đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Về sau có lẽ hắn có thể đi lay động, nhưng là trước mắt tưởng đều đừng nghĩ. Đương nhiên tạm thời không thể trêu vào, không đại biểu về sau liền không được. Này đi có thể đi trước hỏi thăm một chút tiên đan lâu hư thật, chung có một ngày hắn sẽ đi thực hiện đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn, tuy rằng cái này lời thề không có kỳ hạn, nhưng nếu tiên đan lâu như cũ tồn tại, kia hắn đã có thể muốn thực hiện. Nếu không không đi làm nói, thực xin lỗi kỳ quân tiên nhân, hơn nữa thanh liên tiên hỏa đến lúc đó sẽ thiêu chết hắn. Hắn Dương Nghị Vân cũng không phải là kia chờ người nói không giữ lời. Cho nên tiên đan thành cần thiết đi. Hạ quyết tâm lúc sau, ba người lập tức xuất phát. Bất quá trước khi đi thời điểm, Tuyết Hương ra tiếng nói, cấp tiểu bằng cung cấp tiên lực đã đến giờ. Dương Nghị Vân lúc này mới nhớ tới, thật đúng là, đối Tuyết Hương nói, hảo. Ngươi đi vào cấp tiểu bằng cung cấp tiên lực, chờ tới rồi địa phương ta thả ngươi ra tới, cũng hảo nơi nơi nhìn xem. Hảo, Tuyết Hương cảm nhận chung đầu tiên đệ nhất là côn bằng chứng. Dương Nghị Vân vung tay lên đem Tuyết Hương thu vào càn khôn không gian chung. Theo sau Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà cùng nhau xuất phát, hai người bay thẳng phía chân trời mà đi. Không lâu lúc sau, liền đến tiên sương mù bên trong. Đỉnh đầu là sao trời chi hải, từng viên loang loáng sao trời. Kỳ thật chính là từng tòa tiên sơn tồn tại. Yến Xích Hà đối Dương Nghị Vân cái này chủ nhân, hiện tại là càng ngày càng kính nể, đối với Dương Nghị Vân đem Tuyết Hương biến pháp biến mất việc, Yến Xích Hà chỉ là đồng tử co rút lại một chút. Hắn tự nhiên minh bạch cái này chủ nhân trên người có động thiên tiên khí tồn tại, cũng biết động thiên tiên khí mới có thể đem tồn tại sinh linh thu vào đi. Có thể có động thiên tiên khí giả, ở tiên giới nào đều là thực hiếm lạ sự. Đương nhiên Yến Xích Hà lúc này lại là không hỏi nhiều, cái này chủ nhân tuy rằng ôn hòa, nhưng hắn cũng minh bạch có chút là nhìn thấu không nói toạc đạo lý. Nếu là làm người biết một cái chân tiên trên người có động thiên tiên khí tồn tại, tuyệt đối sẽ nghênh đón sát thân chi hóa. Cho nên Yến Xích Hà coi như không thấy được, không biết. Chủ tớ hai người phân rõ phương hướng lúc sau, trực tiếp hướng về tiên đan thành mà đi. Khoảng cách phải có trăm vạn, đối tiên nhân tới nói không tính cái gì, nhưng là muốn dựa vào phi hành mà đi nói. Cũng có phải hay không đơn giản việc. Mấy cái đại chu thiên lúc sau, Yến Xích Hà vẫn là nhìn không được mở miệng nói,
chủ nhân chúng ta cứ như vậy phi hành đi Tiên Đan Thành sao? Bằng không đâu, Dương Nghị Vân ngây ra một lúc nói. Chúng ta kỳ thật có thể tốn chút tiên thạch thuê bằng một con thuyền phi hành thuyền, hoặc là chỉ cần có tiên thạch, thậm chí là có thể cưỡi tiên giới phi hành cao giai tỏa kỵ đi trước Tiên Đan Thành. Yến Xích Hà thật cẩn thận nói. Chờ dứt lời nhìn đến Dương Nghị Vân mày nhăn lại, Yến Xích Hà cổ co rụt lại vội vàng nói, chủ nhân ta trên người có tiên thạch, phía trước cùng Thượng Huyền Tiên Môn chém giết thời điểm, ta quét tước qua chiến trường, sưu tập một ít tiên thạch, không cần chủ nhân đào tiên thạch ra tới. Ha ha, người cái lão tiểu tử còn sẽ tư tàng a. Dương Nghị Vân thanh âm kéo trường nói. Yến Xích Hà tức khắc sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, chủ nhân ta toàn bộ giao ra đây, đều là chủ nhân. Được rồi, bổn chủ nhân có tiên thạch, không kém trên người của ngươi về điểm này, truyền ra đi còn làm người ta nói ta khắc nghiệt, nhưng thật ra ngươi cái lão tiểu tử có phi hành thuyền cùng phi hành tọa kỵ có thể lên đường vì cái gì không còn sớm điểm nói, trăm vạn phi hành rất dài, tại đây vô tận tiên sao biển uổng có nguy hiểm không phải. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói chuyện. Yến Xích Hà nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lấy lòng nói, chủ nhân minh giám, ta còn tưởng rằng ngài biết đến. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn Yến Xích Hà liếc mắt một cái nói thật cho ngươi biết tiểu tử, bổn chủ nhân ta là từ hạ giới phi thăng đi lên tiên giới, dựng lên thời gian không dài, Đại Thanh Tiên Sơn thế giới xem như bổn chủ nhân đi vào tiên giới chạm thứ nhất, đối với tiên giới rất nhiều chuyện, ta là không biết, về sau nói thêm tỉnh ta đó là. Hảo, hiện tại nói phi hành thuyền sự tình, tốn chút tiên thạch có thể an toàn đi trước Tiên Đan Thành, đây là sự tình tốt. Yến Xích Hà nói, nếu là nói như vậy, khoảng cách chúng ta hiện tại cách đó không xa, liền có một cái kêu phi tiên đảo Tiên Sơn, nơi nào chính là vùng này chạm trung chuyển, có truyền tống trận, cũng có phi hành thuyền cùng phi hành máy bàn, chỉ cần có tiên thạch bất luận cái gì phương thức đều là có thể lựa chọn. Bất quá truyền tống trận nói, cực hạn vẫn là quá tiểu, không có đại hình truyền tống trận tồn tại, phần lớn đều ở 10 vạn dặm trong vòng. Hơn nữa thực quý, cho nên rất nhiều tiên nhân đi xa phương đều là cưỡi phi hành thuyền hoặc là phi hành tọa kỵ. Chủ nhân phi hành đảo ta nhưng thật ra đi qua, chuyện này khiến cho ta đi xử lý đi. Hành đi, vậy đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu ý bảo Yến Xích Hà dẫn đường. Ước chừng phi hành một cái đại chu thiên lúc sau, chủ tớ hai người liền đến phi hành đảo. Yến Xích Hà đã tới nơi này, Dương Nghị Vân cũng không có nhọc lòng, chỉ là công đạo Yến Xích Hà, điều kiện hảo điểm liền thành. Đến địa phương sau, Yến Xích Hà cấp Dương Nghị Vân tìm một cái cùng loại khách điếm giống nhau địa phương. Làm Dương Nghị Vân uống tiên trà nghỉ ngơi, chính hắn tắc đi thu phục phi hành vấn đề. Dương Nghị Vân đối với phi hành đảo hoàn cảnh, cũng không có phát hiện cùng Đại Thanh Tiên Sơn có cái gì bất đồng, chỉ là phát hiện tiên nguyên lực so với Đại Thanh Tiên Sơn thế giới còn muốn nhược thượng một ít. Nơi này có ngồi xuống ngồi thật lớn vô cùng ngôi cao nơi sân, mỗi một cái đều có một cái sân bóng như vậy đại. Nhưng không có nhìn đến có cái gì phi hành tiên thú hoặc là phi hành thuyền tồn tại, đảo cũng có chút kỳ quái. Dù sao Yến Xích Hà đã đi xử lý, hắn chờ đó là, nghĩ đến điểm này sự Yến Xích Hà vẫn là có thể làm đến. Ngồi ở một cái trà lâu điểm một hồ tiên trà chờ. Phi tiên đảo cấp Dương Nghị Vân cảm giác kỳ thật chính là một cái bến tàu giống nhau địa phương. Tới nơi này tiên nhân kỳ thật rất phức tạp. Đủ loại người đều có. Thường thường bực này địa phương, lại nhất có thể thu thập đến một ít tin tức. Luôn là sẽ ở đủ loại màu sắc hình dạng người trong miệng nói chuyện phiếm chung ra tới. Liền ở Dương Nghị Vân ngồi xuống lúc sau, nghe được chính mình sự tích. Chỉ nghe có người nói, các ngươi nghe nói sao, Đại Thanh Tiên Sơn thế giới chính là ra đại sự. Chuyện gì nói nhìn xem. Ở tiên giới cũng tồn tại một ít bát quái hạng người. Đại Thanh Tiên Sơn thế giới đệ nhất tiên môn Thượng Huyền Tiên bị diệt môn. Đây chính là mới mẻ chuyện này a. Vị này huynh đệ cụ thể như thế nào sẽ hồi sự nói. Hải nghe nói là một cái kêu Dương Nghị Vân chân tiên, cư nhiên chém giết Thượng Huyền Tiên môn tiên chủ Yến Vô Lượng, sau lại Yến Vô Lượng sau lưng đại chỗ dựa Hỗn Nguyên nói tiên lên sân khấu, cũng bị kia tiểu tử cấp chém giết. Không đúng, là Dương Nghị Vân bên người có cái cường đại yêu tiên chém giết. Nói như thế tới, cái này Dương Nghị Vân còn thật sự là cái quỷ dị hạng người a. Loại này ngôn luận mồm năm miệng mười ở trà lâu vang lên. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là cười khổ lắc đầu, tóm lại nghe khởi tựa hồ là chính mình phát hỏa một đống. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không có để ý, dù sao những người này cũng không có gặp qua chính mình, nói liền nói đi thôi, không sao cả. Không bao lâu Yến Xích Hà rốt cuộc trở về,
chủ nhân thu phục, chúng ta đi thôi. Ở trà lâu bực này long ngư hỗn tạp địa phương, Dương Nghị Vân cũng không có hứng thú đãi đi xuống, đứng dậy đi theo Yến Xích Hà ra tới trà lâu. Chủ tớ hai người tới rồi một chỗ thật lớn quảng trường, đã đến quảng trường lúc sau, đã hội tụ mấy trăm tiên nhân, bên trong một cái hơi thở tựa hồ đều ở bên trong liếm, Dương Nghị Vân cảm thụ không đến này đó tiên nhân hơi thở mạnh yếu. Tưởng tượng hắn đem chính mình hơi thở cũng nội liếm lên. Như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái, người khác nhìn không thấu chính mình, tổng không đến mức dùng tiên thức đi xem, làm như vậy liền phạm húy. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, hắn cảm giác tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng quay đầu lại thời điểm cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người. Nơi này tiên nhân rất nhiều, cũng không phát hiện có người ở cố tình chú ý hắn. Chủ nhân làm sao vậy? Chúng ta phải đợi trong chốc lát, ta thuê bằng chính là một nhà đại hình phi hành tiên thú huyền giáp phi ưng, là một loại hình thể thật lớn tính cách ôn hòa tiên thú, trên lưng là một tòa thật lớn gác mái, có thể trực tiếp đi trước tiên đan thành. Ta thuê bằng chính là trong đó một gian thượng thừa độc lập phòng đơn, hoa rất 1000 hạ phẩm tiên thạch, bất quá chúng ta phải đợi chờ, quá một hồi liền sẽ tiến đến. Dương Nghị Vân gật đầu đồng thời, nghe được 1000 tiên thạch, nhịn xuống không nói nói, phá của A, như vậy quý. Liền vào giờ phút này hắn lời nói còn không có nói chuyện hết sức, lại một lần cảm nhận được một cổ hơi thở từ trên người hắn đảo qua. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn lại, cái loại này bị người theo dõi cảm giác trong giây lát có biến mất không thấy. Lúc này Yến Xích Hà cũng cảm giác được không đối nói, chủ nhân. Đừng quay đầu lại xem, chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Dương Nghị Vân híp mắt nói. Nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, Yến Xích Hà trong lòng cả kinh, nhỏ giọng nói. Chủ nhân có thể hay không là tiền bước man người? Dương Nghị Vân lắc đầu nói, hẳn là không phải, tiền bước man chính là hỗn nguyên nói tiên cấp bậc cao thủ, hắn phân thân cùng ta đã giao thủ, tự nhiên biết ta không dễ chọc. Nếu là hắn tưởng đối phó ta, liền tính không phải bản nhân tự mình ra tay, phái ra tới người, ít nhất cũng sẽ là đại la cấp bậc cao thủ. Mà đại la cấp bậc cao thủ căn bản liền không cần che che giấu giấu, ta có thể cảm nhận được đối phương tu vi hẳn là không phải quá cường. Tóm lại chúng ta lưu ý tiểu tâm đó là, cũng không thể cống ngầm lật thuyền. Thuộc hạ đã biết, chủ nhân yên tâm, một khi chúng ta thượng phi hành tọa kỵ, liền sẽ không có nguy hiểm. Thuê bằng phi hành tọa kỵ, chính là tiên giới tiên thú thương hội, đó là ở toàn bộ tiên giới đều thực khổng lồ tổ chức, chỉ cần cưỡi tiên thú thương hội tọa kỵ, thương hội sẽ bảo đảm chúng ta an toàn, sẽ không có người ở tiên thú thương hội tọa kỵ thượng quấy rối, nếu không sẽ tự có cao thủ trấn áp. Yến Xích Hà nói. Ân, đã biết. Tới. Hai người nói chuyện chung, Yến Xích Hà ra tiếng. Dương Nghị Vân cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại lại là phát hiện không trung phía trên, quả nhiên xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, thật sự là che trời. Có kiếp trước cái loại này đại hình máy bay hành khách hai cái lớn nhỏ tiên thú xuất hiện ở phía chân trời, chậm rãi đi xuống mà rơi. Hắn biết đây là Yến Xích Hà trong miệng huyền giáp phi ưng tiên thú, quả nhiên khổng lồ. Dương Nghị Vân đánh giá bực này tiên thú trên lưng cưỡi cái mấy trăm người đích xác dư giả, sẽ thực rộng thùng thình. Đương hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến huyền giáp phi ưng một đôi giống như cây cột giống nhau lợi chảo, toàn thân ngăm đen vô cùng, lập lòe quang mang, càng thêm có thể rõ ràng nhìn đến bụng lân giáp, từng mảnh giống như vảy cá. Không một hồi mà rơi xuống đất lúc sau, Dương Nghị Vân ở đi nhìn lên chờ rồi lại là một khắc phân chấn động. Huyền giáp phi ưng chỉ có một đôi cánh là có lông chim, hơn nữa là trắng tinh vô cùng nhan sắc, trừ cái này ra địa phương khác toàn thân tất cả đều là đen nhánh tỏa sáng lân giáp. Càng huyễn khốc chính là Dương Nghị Vân ở huyền giáp phi ưng trên lưng thấy được một tòa 5 tầng gác mái. Cái này càng thêm chấn động. 5 tầng gác mái kim bích huy hoàng, hoàn toàn kiến tạo ở huyền giáp phi ưng trên lưng. Đương nhiên chuẩn xác mà nói không phải kiến tạo ở huyền giáp phi ưng trên lưng. Mà là dùng đùi như vậy thô tráng xích sắt cột vào huyền giáp phi ưng trên lưng. Bất quá này còn không phải làm Dương Nghị Vân cảm thấy chấn động, suốt chấn động có hai điểm. Đệ nhất huyền giáp phi ưng phát ra hơi thở ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung có thể so với kim tiên, đến nỗi trên lưng 5 tầng gác mái càng thêm không phải phàm vật, mà là một kiện tiên khí. Đây mới là danh tác. Dương Nghị Vân chép chép miệng, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra tiên giới vẫn là có đại phú hào a bực này bút tích cũng không phải là người bình thường có thể chơi nổi, chỉ cần từ một đầu phi ưng tiên thú trên người là có thể tưởng tượng ra tới, cái này cái gì tiên thú thương hội tuyệt đối là chân chính thế lực lớn. Thượng phi lâu,
Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ lung tung rối loạn sự tình thời điểm, một tiếng to lớn vang dội thanh âm từ huyền giáp phi ưng trên lưng ra tới. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền chạy đến một cái rất dài kim sắc cầu thang từ phía trên phi rừng ở mà. Thật là có điểm đăng ký cảm giác. Chủ nhân chúng ta đi thôi, Yến Xích Hà xuất thân nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, mọi nơi nhìn thoáng qua, cái loại này bị người theo dõi cảm giác không còn có vô pháp, cùng Yến Xích Hà theo dòng người bước lên cầu thang thượng huyền giáp phi ưng. Toàn bộ cầu thang thành 45 độ thẳng thượng, ước chừng có 100 mét lúc sau, chủ tớ hai người tới rồi một cái càng có 100 mét vuông ngôi cao. Dương Nghị Vân nhìn nhìn nơi này chính là 5 tầng gác mái dưới một chỗ địa phương, muốn lên lầu còn muốn thông qua một chỗ an kiểm giống nhau địa phương. Xem phía trước người, có người lấy ra ngọc bài thông qua lên lầu kiểm tia, a đo lường, bị mang lên phi lâu, hoặc là đi lầu 1, hoặc là lầu 2. Yến Xích Hà lúc này nói, chủ nhân đến chúng ta. Nga, chúng ta ở mấy lâu? Dương Nghị Vân hỏi, hắn có thể nhìn ra được tới, tựa hồ tầng lầu càng cao, điều kiện hẳn là càng tốt. Yến Xích Hà trả lời, chủ nhân chúng ta lầu 3 phòng đơn chung, ngài yên tâm 1000 tiên thạch sẽ không bạch hoa, cái này phi lạc, giá cả nhất tiện nghi chính là lầu 1, tất cả đều là thông thấu phòng khách lớn, hơn 100 người muốn tễ ở bên trong đừng nói tu luyện, ngồi ở bên trong đều là không thoải mái. Liền như vậy hoàn cảnh một người cũng yêu cầu 300 tiên thạch. Lầu 2 cũng không sai biệt nhiều, nhưng là tương đối lầu 1 hoàn cảnh tốt rất nhiều, cũng có cung cấp nhập tòa địa phương còn có nước trà, nhưng cũng muốn 500 tiên thạch. Chỉ có lầu 3 cùng lầu 4 là độc lập phòng đơn, 1000 viên hạ phẩm linh thạch, có thể cung cấp một phòng một sảnh, còn có tốt nhất nước trà cung nghênh gì đó. Dương Nghị Vân nghe minh bạch đây là khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất khác nhau, thật đúng là hiện thực. Không cần hỏi 5 tầng hẳn là thương vụ tầng. Thực mau chủ tớ hai người tới rồi kiểm tia, a đo lường khẩu, ở chỗ này có hai gã thượng phẩm kim tiên gác, từng cái kiểm tia, a vé máy bay Nga không đúng, nói bước lên phi lâu ngọc bài. Kiểm phiếu người nguyên đều là thượng phẩm kim tiên, cái này làm cho Dương Nghị Vân líu lưỡi, đối cái này tiên thú thương hội ấn tượng lại gia tăng một phần. Yến Xích Hà nhảy ra hai cái ngọc bài, một cái đại một cái tiểu, thông qua kiểm nghiệm lúc sau, trong đó một người kim tiên lạnh như băng nói, thượng lầu 3 chữ Đinh Hào. Mở cửa chìa khóa chính là chủ ngọc bài, chờ phi lâu cất cánh lúc sau, sẽ xem cất cánh lâu phòng ngự cấm chế, các người hoạt động phạm vi chỉ có thể ở lầu 3, không cần bước lên lầu 4. Hắc hắc, biết biết, chúng ta sẽ không loạn đi. Yến Xích Hà vội vàng nói. Lúc sau Yến Xích Hà mang theo Dương Nghị Vân tìm được rồi thuộc về bọn họ chữ Đinh Hào phòng gian. Đi vào lúc sau ước chừng có 20 bình phương phòng khách, có pháp lực cái chắn hình thành cửa sổ lớn hộ. Cũng có một gian đồng dạng lớn nhỏ đả tọa thất, tương đối tới nói còn tính không tồi. Chủ nhân ngươi có thể ở đả tọa thất tính thu, chờ tới rồi tiên đan thành ta kêu ngươi, thuộc hạ sẽ ở phòng khách cấp chủ nhân hộ pháp. Yến Xích Hà đầy đủ làm được một cái tôi tớ nghĩa vụ. Hảo, vất vả, Dương Nghị Vân đối hiện tại Yến Xích Hà thực vừa lòng. Không không không, không vất vả, thuộc hạ nên làm, Yến Xích Hà thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Dương Nghị Vân khách khí như vậy. Nga đúng rồi, người thả muốn lưu ý, có phải hay không có người như cũ ở nhìn chằm chằm chúng ta tổng cảm giác đối phương như cũ tồn tại, chưa chừng cũng thượng này tòa phi lâu. Dương Nghị Vân đối phía trước cái loại này bị người nhìn quét cảm giác thực cảnh giác, nên phòng bị vẫn là muốn phòng. Hắn phát hiện đến tiên giới lúc sau, đích xác ở sinh tồn hoàn cảnh thượng muốn so tu chân giới vẫn là muốn gian nan nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, tiểu tâm cẩn thận điểm không có sai. Nếu như bị người âm, hắn nhưng thừa nhận không được. Đối Yến Xích Hà công đạo một tiếng, Dương Nghị Vân đi bên trong đả tọa thất, vừa lúc hắn muốn chống phi lâu đi trước tiên đan thành trong khoảng thời gian này, hảo hảo nghiên cứu một chút kỳ quân đan sách. Chờ đi tiên đan thành lúc sau, hắn đầu tiên muốn tăng lên thực lực của chính mình, mà tăng lên thực lực luyện chế tiên đan chính là ắt không thể thiếu một vòng. Kỳ quân đan sách 3 loại tiên đan đan phương hắn đều được đến, chỉ cần có thể tìm được rồi cũng đủ tiên dược hắn là có thể luyện chế tiên đan tới. Có 3 loại đan phương tồn tại, hắn không dám nói chính mình có thể bước vào hỗn nguyên chi cảnh, nhưng cũng nếu có thể bước vào đại la cảnh giới mới được. Hơn nữa kỳ quân đan sách chung nhưng không đơn giản có 3 loại đan phương, còn có thêm lên gần 100 loại đan phương tồn tại, có kỳ quân tiên nhân luyện đan tâm đắc từ từ, này đó chính là hắn đều yêu cầu đi học tập nghiên cứu. Ở tiên giới lúc sau, đích xác rất nhiều luyện đan tri thức đều là yêu cầu một lần nữa học tập, tiên giới tiên dược chính là cùng tu chân giới bất đồng. Hoặc là nói có rất nhiều tiên dược thuộc tính, là hắn không hiểu biết.
hắn yêu cầu một lần hệ thống học tập phương diện này nghiên cứu. Tiên đan thành sẽ là hắn đến tiên giới lúc sau một cái cú sốc bản. Tiến vào đả tọa thất sau, Dương Nghị Vân vứt bỏ tạp niệm, tâm thần yên ổn xuống dưới, điều động ra kỳ quân đan sách xem là cẩn thận quan khán nghiên cứu, hơn nữa từng điều cùng hắn trước kia luyện đan tri thức đối ứng xác minh. Thời gian cứ như vậy ở bất tri bất giác chung qua đi. Dương Nghị Vân càng là thâm nhập nghiên cứu, liền càng là phát hiện kỳ quân đan tiên nhân chính là chân chính luyện đan giới thiên tài. Đáng tiếc như vậy một người xem như tuổi xuân chết sớm. Nếu không kỳ quân tiên nhân nhất định sẽ là tiên giới luyện đan giới chân chính đại lão cấp bậc nhân vật. Có chỗ tốt là, ngay từ đầu hắn cảm giác khó hiểu, nhưng là theo dần dần thâm nhập hiểu được nghiên cứu, Dương Nghị Vân phát hiện mặc kệ là tiên giới đan đạo cũng hoặc là hắn ở tu chân giới lão nhân truyền thụ những cái đó luyện đan cơ sở, đều là có quy luật nhưng theo. Đương hắn mở ra một cái ý nghĩ lúc sau, hết thảy liền có vẻ thực thuận lợi. Với hắn mà nói nghiên cứu kỳ quân đan đạo lúc sau, ở luyện đan chi đạo mở ra một cái mới tinh đại môn. Hơn nữa đối kỳ quân đan đạo càng thêm tôn sùng, thật sự là luyện đan bảo điển. Chủ nhân chúng ta tới rồi tiên đan thành. Giờ phút này ngoài cửa vang lên Yến Xích Hà thanh âm, Dương Nghị Vân lúc này mới chưa đã thèm mở hai mắt, kết thúc tìm hiểu kỳ quân đan sách. Mở ra cửa phòng sau khi ra ngoài, lại là phát hiện Huyền Giáp Phi Ưng đã ngừng ở một tòa thật lớn trên quảng trường, mà vài trăm thước ở ngoài là một tòa nguy nga cửa thành. Tiên đan thành ba cái kim quang lấp lánh chữ to, xuất hiện ở cửa thành thượng, phi thường bắt mắt. Tiên đan thành, không chỉ là một tòa thành, quả thực chính là một phương thế giới. Đứng ở Huyền Giáp Phi lưng chim ưng bộ phi trên lầu, Dương Nghị Vân cái căn bản nhìn không tới, tiên đan thành có bao nhiêu đại. Dù sao xem sơn đi toàn bộ tiên thành, có sơn có thụ có mây mù, cung điện gác mái từ từ rất là to lớn bộ dáng, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đầy trời phía trên tiên thú kêu to, phi kiếm lưu quang từ từ, hiểu rõ chỉ bất tận tiên nhân tới tới lui lui từ tiên đan thành ra hết. Nhìn qua chính là một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Nếu không phải biết nơi này là tiên giới, Dương Nghị Vân còn tưởng rằng tới rồi địa cầu nào đó đại đô thị. Có điểm xa lạ cũng có chút quen thuộc, càng có rất nhiều trùng trùng muốn động. Đi rồi chúng ta tiến tiên đan thành. Dương Nghị Vân đối Yến Xích Hà nói xong dẫn đầu xuống lầu. Xuống lầu Huyền Giáp Phi Ưng, còn có ước chừng 500-600 mét mới có thể đến tiên đan thành cửa thành. Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà không được mà đi, dọc theo đường đi lại cũng thấy được rất nhiều tiên nhân hoặc là ngự kiếm hoặc là cưỡi tọa kỵ xuất nhập tiên đan thành. Nhìn đến người khác tọa kỵ, Dương Nghị Vân liền nghĩ tới chính mình càn khôn hồ không gian côn bằng chứng, lại là không biết khi nào mới có thể phá chứng mà ra. Đương nhiên tạm thời Dương Nghị Vân còn không hy vọng côn bằng xuất thế, bởi vì côn bằng bất phàm vật. Hiện tại ra tới hắn cũng bảo hộ không được. Có được một đầu côn bằng hắn có thể tưởng tượng đến sẽ ở tiên giới khiến cho bao lớn oanh động, nhưng thật ra hắn sẽ trở thành mọi người đòi đánh kêu giết tồn tại. Này cũng không phải là hắn sở hy vọng. Một đường đi đến Dương Nghị Vân xem như kiến thức tiên giới tiên thành phồn hoa một mặt, chỉ cần ngoài thành cũng đã là ngựa xe như nước cảnh tượng, bên trong thành tự nhiên cũng không cần phải nói. Thực mau tới rồi cửa thành, đồng dạng có tiên nhân gác. Nhưng không có giống tu chân giới giống nhau có vào thành phí vấn đề xuất hiện. Hơn nữa mặc kệ bất luận cái gì tiên nhân ở tiên đan thành cửa thành sau, đều là từ phía chân trời xuống dưới đi đường vào thành. Bởi vì tiên đan thành trên không có cường đại trận pháp cấm chế, không cho phép có người phi hành vào thành. Vào thành lúc sau việc đầu tiên, Dương Nghị Vân đối Yến Xích Hà công đạo là muốn tìm địa phương nhập trú xuống dưới. Đối này Yến Xích Hà cách nói là, chủ nhân cư trú xuống dưới không khó. Mấu chốt là yêu cầu tiên thạch, ở tiên đan thành cái gì đều không rời đi tiên thạch. Cầm đi, nơi này có tổng cộng 5.000 tiên thạch, đây là chủ nhân ta toàn bộ gia sản, tỉnh điểm dùng, thuê bằng phòng ở hẳn là đủ đi. Dương Nghị Vân trực tiếp đem chính mình trên người sở hữu tiên thạch đem ra ném cho Yến Xích Hà. Hắc hắc, chủ nhân hẳn là đủ rồi, nếu là không đủ ta trên người còn có điểm tiên thạch. Yến Xích Hà nhếch miệng cười nói lời nói. Tốc độ điểm mau đi, ta mọi nơi nhìn xem. Chờ ngươi tìm hảo địa phương đưa tin cho ta liền hảo. Dương Nghị Vân vẫy vẫy tay làm Yến Xích Hà rời đi. Đối với tiên giới bực này tiên thành hắn vẫn là hiếu kỳ. Chờ Yến Xích Hà rời khỏi sau, Dương Nghị Vân ngẫm lại tìm cái yên lặng nơi, vung tay lên đem Tuyết Hương thần ma điểu phóng ra. Tuyết Hương liền không nói, thần ma điểu thứ này sớm cũng đã ồn ào muốn ra tới, chẳng qua bị Dương Nghị Vân cấp làm lơ. Lúc này nếu tới rồi tiên đan thành,
cũng tính toán ở Tiên Đan Thành thường trụ một đoạn thời gian, tự nhiên liền phải làm Thần Ma Điểu cùng Tuyết Hương ra tới nhìn xem. Đặc biệt là Tuyết Hương, nhà đầu này quá mức thiên chân đơn thuần, vẫn luôn đều không có như thế nào tiếp xúc quá bên ngoài thế giới, ở Dương Nghị Vân xem ra đây là không được. Nếu đem nàng mang theo ra tới, nhất định phải muốn cho nàng đi thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, đối mặt về sau có hại. Ở này đó phương diện, về sau phải hảo hảo giáo giáo nàng, đặc biệt Tuyết Hương là tiên thú, cũng có thể nói yêu tiên, nói chung đều là tương đối ngay thẳng tính cách. Nếu là thích ứng không được nhân tộc thế giới hoàn cảnh, sớm hay muộn là muốn có hại. Thần Ma Điểu vừa ra tới há mồm liền đối Dương Nghị Vân chửi ầm lên, oa nha nha, người cái đại nhược kê, rốt cuộc đem lão tử thả ra, nhưng nghẹn chết điểu ra. Tuyết Hương tự nhiên sẽ không giống như Thần Ma Điểu giống nhau, từ Càn Khôn Hồ không gian ra tới sau, mang theo tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh hỏi, nơi này chính là Tiên Đan Thành sao? Dương Nghị Vân gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã tới rồi Tiên Đan Thành, về sau khả năng sẽ nhiều đãi một đoạn thời gian, ta đã làm Yến Xích Hà đi tìm điểm dừng chân, chúng ta trước tiên ở Tiên Đan Thành mọi nơi nhìn xem. Hảo a, Tuyết Hương nói chuyện tuy rằng bình tĩnh, nhưng Dương Nghị Vân nghe được ra tới. Nàng đối Tiên Đan Thành tràn ngập tò mò. Hoặc là nói nàng là đối nhân tộc thế giới tràn ngập tò mò. Từ Tuyết Hương trong ánh mắt Dương Nghị Vân thấy được lập lòe quang mang, này cũng không khó lý giải, một cái từ có linh trí liền vẫn luôn đãi ở đáy hồ thế giới chưa bao giờ có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới nha đầu, một chút đi vào nhân tộc phồn hoa hay thay đổi thế giới, tự nhiên sẽ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đối với Tuyết Hương Dương Nghị Vân từ đầu đến cuối đều không có đem nàng trở thành là tiên thú. Nàng tính cách thiên chân đơn thuần, tâm trí không thăng chức là cái giấy trắng. Dương Nghị Vân càng nhiều thời điểm muốn đi bảo hộ nàng. Đi, ta dẫn người đi xem. Dương Nghị Vân lão tử nghe thấy được đan dược hơi thở, lão tử muốn ăn đan dược. Thần Ma Điểu thứ này lúc này cũng sinh động lên. Ngươi nếu là ở ồn ào, cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Nghị Vân đối Thần Ma Điểu thứ này hiện tại cũng coi như tìm được rồi một cái ước thúc biện pháp. Trực tiếp dỗi không được liền dùng bạo lực, thứ này lập tức liền ngừng nghỉ. Tiểu hỗn đản dùng được với lão tử thời điểm ngươi như thế nào không như vậy kiên cường. Thần Ma Điểu tạc mau. Ngươi nếu là lại nhiều lần, đừng nói tiên đan, tiên dược bột phấn đều không cho mua, ngừng nghỉ một chút, quay đầu lại liền thỏa mãn ngươi. Đối thứ này Dương Nghị Vân là thực bất đắc dĩ. Đích xác có đôi khi thường cái này tạc mau điểu vẫn là hữu dụng. Tuy rằng nó đầu óc khi linh khi không linh. Nhưng chỉ cần đầu óc không động kinh thời điểm, nói ra nói vẫn là có thể giúp đỡ đại ân, cho nên Dương Nghị Vân đối Thần Ma Điểu có thể nhẫn thời điểm là tận lực nhường nhịn. Dương Nghị Vân câu này nói ra tới, quả nhiên vẫn là dùng được. Thần Ma Điểu câm miệng không nói, chớp động cánh dừng ở hắn bả vai. Theo sau Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương đi ra yên lặng hẻm nhỏ. Ngay sau đó liền đến cửa hàng san sát một cái trên đường cái. Cùng trên địa cầu phẩm thị trường giống nhau không khí hoàn cảnh xuất hiện, rực rỡ muôn màu đường phố thảm, từng hàng ăn vặt sạp, đủ loại thét to thanh, náo nhiệt phi phàm. Ngàn năm lục quả, thơm ngọt ngon miệng, một viên chỉ cần 3 viên tiên thạch lạp. Vạn năm đằng một căn, thượng thừa luyện khí tài liệu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, 100 hạ phẩm tiên thạch lấy đi. Linh hầu rượu cuối cùng một vò. Nối liền không dứt thét to thanh tràn ngập dụ hoặc. Tuyết Hương thân hình chợt lóe trực tiếp tới rồi một nhà bán linh quả quầy hàng trước, nắm lên một viên đỏ như máu tiên quả há mồm liền ăn. Ai 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 tiểu cô nương đây là huyết linh quả ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả, một viên 100 hạ phẩm tiên thạch A. Hàng vỉa hè lão bản tức khắc lớn tiếng nói chuyện, mang theo xảo trá chi ý. Dương Nghị Vân đầy đầu hắc tuyến, đây là hắn sai lầm A. Không có cấp Tuyết Hương nói rõ ràng ăn cái gì phải trả tiền, Nga không đúng, phải cho tiên thạch. Thực rõ ràng cái này hàng vỉa hè lão bản ở nhân cơ hội tể khách. Lập tức hắn đi lên lúc sau, nhìn chằm chằm quán lão bản nheo lại đôi mắt nói, này vì tiên gia hảo hảo nói chuyện, ta cái muội muội không hiểu quy củ, ta hiểu, người viên tiên quả căng chết 100 năm mà thôi, tưởng mua cái giá tốt không cần nâng lên nhiều như vậy. Tiểu gia ta không kém tiên thạch, nhưng cũng bất quá coi tiền như rác, người làm buôn bán muốn đem danh dự cùng thành tin, hiểu quy củ đâu, tiểu gia ta nhiều mua điểm. Nếu là tưởng ngoa người, được chưa tiểu gia ta tạp ngươi sạp. Cái này quầy hàng lão bản chính là cái chân tiên hành trình, Dương Nghị Vân tự nhiên không sợ, hơn nữa nói chuyện trung phóng xuất ra, tự thân cường đại hơi thở, đồng dạng đều là chân tiên chi cảnh, Dương Nghị Vân cái này chân tiên chính là có thể sát kim tiên tồn tại.
Lão bản nhìn xem Dương Nghị Vân, ở cảm thụ một chút Dương Nghị Vân trên người hơi thở, cũng thấy được Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung lập lòe tinh quang, trong lòng cân nhắc một phen, sắc mặt từ lúc bắt đầu âm trầm biến thành gương mặt tươi cười nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ ái nói, chúng ta mua đồ vật chính là đồ cái tiền ngoài miệng, này viên tiên quả năm viên tiên thạch, ngài xem lại cấp lệnh phu nhân tới điểm khác nếm thử, tiểu huynh đệ yên tâm này đó tiên quả nhưng đều là khẩu vị tươi ngon vô cùng trái cây. Không nhiều lắm thu ngươi tiên thạch. Nếu đối phương thức thời, Dương mẫu nhân cũng không phải gây chuyện người, nhếch miệng một chút tùy tay chảo vài loại tiên quả, hoa 50 viên tiên thạch, mang theo tuyết hương rời đi. Tới rồi tiếp theo cái con phố thời điểm, ở một cái quầy hàng thượng xuất hiện rất nhiều kỳ thạch, Dương Nghị Vân kỳ thật chính là nhìn xem, hắn biết bực này hàng vỉa hè mặc kệ là tiên giới vẫn là tu chân giới, đa số thời điểm đều là lừa dối người. Hắn cũng căn bản liền không nghĩ tới mua sắm cái gì, mục đích chính là mang tuyết hương nhìn xem. Hắn cũng lãnh hội một chút tiên đan thành phong thổ. Chẳng qua giữa đường quá một nhà quầy hàng thời điểm, thần ma điểu lại là mở miệng nói, tiểu hỗn đản bên trái kia ra quầy hàng có thứ tốt nga. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện tức khắc sửng sốt nói, cái gì thứ tốt? Hắn biết này chỉ tạp mao điểu nói như vậy, tất nhiên là có thứ tốt tồn tại, trong lòng cũng tới hứng thú. Bên trái cái thứ ba quầy hàng thượng, có một khối màu xám cục đá, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại khắc văn ám ẩn. Tất nhiên bên trong là cái gì thứ tốt, tiểu tử ngươi có thể hay không nhặt được bảo, xem chính ngươi bản lĩnh. Nếu có thể bắt lấy tới, nhớ rõ cấp điểu ra ta mua tiên đan ăn, đừng nhìn là bực này rác rưởi quầy hàng, nhưng cũng không thiếu có thể xuất hiện hảo hóa. Thần ma điểu thực ngạo khí truyền âm nói chuyện. Dương Nghị Vân bất động thần sắc chuyển qua đi nhìn về phía bên trái cái thứ ba quầy hàng, quả nhiên thấy được một khối bóng rổ lớn nhỏ màu xám cục đá. Mà quán chủ còn lại là một cái nhìn qua thực khôn khéo lão giả. Thét to đi ngang qua tiên nhân quan khán hắn quầy hàng đồ vật. Dương Nghị Vân không thấy ra tới kia khối màu xám trên tảng đá có cái gì ảnh tàng ám khắc văn, bất quá hắn là tin tưởng thần ma điểu, Dương Nghị Vân biết có chút thời điểm này chỉ tạp mao điểu vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn quyết định qua đi nhìn xem, mặc kệ thế nào đem này tảng đá kia tới tay đang nói. Theo sau Dương Nghị Vân mang theo tuyết hương bất động thanh sắc đi qua. Vị tiểu huynh đệ này yêu cầu cái gì cứ việc xem. Lão hắn quầy hàng đồ vật hàng ngon giá rẻ. Gầy nhưng rắn chắc quầy hàng lão nhân vừa lên tới liền cấp Dương Nghị Vân một đại đoạn khoe khoang tự bán thổi phồng. Dương Nghị Vân từ đầu đến cuối đều không có xem kia khối màu xám cục đá liếc mắt một cái, bực này dưới tình huống, hắn có rất nhiều kinh nghiệm ứng đối. Mà là tuy rằng cầm lấy một khối kim tinh thạch hỏi mang theo ghét bỏ miệng lưỡi nói, mới nắm tay đại điểm, tỷ lệ căng chết tam thành, muốn luyện khí còn cần lời nói đại giới rèn luyện. Bất quá ở chỗ này mua sắm thắng ở giá cả tiện nghi, mua trở về chú ý dùng dùng, tu bổ tiên khí cũng không sai biệt lắm. Những lời này nhìn như Dương Nghị Vân là đối tuyết hương nói, kỳ thật là nói cho quầy hàng lão nhân nghe. Đến nỗi tuyết hương đối mấy thứ này hoàn toàn là rất mơ hồ khái niệm, bất quá nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay cầm lấy tới kim tinh thạch, nàng nghiêm túc nói, ta cũng có so này mau còn đại, ngươi muốn ta cho ngươi. Tuyết hương đơn thuần tự nhiên sẽ không lý giải nơi này đạo đạo. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đích xác nàng cái kia bảo khố trung chính là có không ít thứ tốt, kim tinh thạch so Dương Nghị Vân trong tay tỷ lệ hảo không biết nhiều ít lần. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng lại là có chút khóc cười thầm nghĩ, nhà đầu này cũng không biết phối hợp ta một chút a. Giờ phút này lão nhân trên mặt mang lên hồ ly mỉm cười nói, tiểu huynh đệ biết hàng a, lão hán này khối kim tinh thạch tuy nhỏ nhưng cũng là hiếm có thứ tốt, mọi người đều biết kim tinh thạch chính là bất luận cái gì luyện khí trung không thiếu được phụ trợ tài liệu. Tiến đến đó là duyên, lão hán cho ngươi cái ưu đãi giới 1000 hạ phẩm tiên thạch lấy đi. Dương Nghị Vân tức khắc cười lạnh, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Cái này chết lão nhân thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a. Hắn đều tưởng ném xuống chạy lấy người. Bất quá lúc này thần ma điểu lại một lần truyền âm nói, tiểu hỗn đản có điểm nhẫn nại đi, nếu ta không nhìn lầm nói, kia khối màu xám cục đá trong vòng đồ vật tất nhiên là một khối viễn cổ thời đại di lưu khắc văn đạo phù. Bực này khắc văn đạo phục ở viễn cổ thời đại đều là hiếm có bảo bối, nhất định nghĩ cách bắt được tay a. Dương Nghị Vân tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm cái gì là khắc văn đạo phù, nhưng là nghe thần ma điểu như thế trịnh trọng nói chuyện, trong lòng cũng không chỉ có tim đập thình thịch. Bất quá nên làm bộ dáng vẫn phải làm, lập tức hắn ném xuống trong tay kim tinh thạch, làm ra phải đi bộ dáng. Này còn thiếu quầy hàng lão nhân vội vàng nói, tiểu huynh đệ đừng nóng vội đi a. Lão hán kết cái thiện duyên 950 viên tiên thạch lấy đi như thế nào? Dương Nghị Vân không chút để ý nói,
thật muốn bán ra nói, lão nhân một ngụm giới tám. Nga không 700 hạ phẩm tiên thạch, ái mua không mua, không mua đánh đổ. Lão nhân hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang nói, thành giao. Ngay sau đó lập tức đem kim tinh thạch đưa tới Dương Nghị Vân trước mặt. Lúc này Dương Nghị Vân tựa hồ cảm giác chính mình mắc mưu, biểu hiện ra vẻ mặt khó coi, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống bộ dáng, không cần đi, là chính hắn còn giới, muốn đi tựa hồ chính mình có hại. Dù sao ở trong mắt người ngoài lúc này Dương Nghị Vân rất khó chịu. Mà quầy hàng lão nhân còn lại là sắc mặt hiện lên cúc hát xa tươi cười nói, tiểu huynh đệ ở tiên đan thành giao dịch, một giới một kim khẩu, ngươi nhưng đừng đổi ý Nga, nếu là tưởng đổi ý nói, lão nhân ta tuy rằng là cái bãi hàng vỉa hè, khá vậy không dễ chọc, hoặc là ngươi là cố ý đá bãi. Ngươi, tính tiểu ra có hại, bất quá lão nhân giao dịch còn không có làm, ngươi. Ngươi, Dương Nghị Vân lúc này biểu hiện ra một cái không cổ họng có hại bộ dáng, hai mắt ở lão nhân quầy hàng thượng lung tung vừa thấy. Chỉ vào kia mệt sẽ màu xám cục đá nói, lão nhân muốn cho ta 700 tiên thạch mua kim tinh thạch, liền đưa tặng ta một khối thêm đầu, nếu không tiểu ra ta cũng không dễ chọc. Vèo. Dương Nghị Vân dứt lời vèo một tiếng, lão nhân vung tay lên màu xám cục đá hiện lên ở Dương Nghị Vân trước mặt, cười hắc hắc nói, đáp ứng ngươi, này khối màu xám cục đá cho ngươi chờ thêm đầu đưa tặng, giao tiên thạch đi, 700 tiên thạch cũng không thể đổi ý. Dương Nghị Vân kinh ngạc nửa ngày lúc sau. Cắn răng lấy ra 700 hạ phẩm linh thạch. Vung tay lên lại là đem kim tinh thạch cùng màu xám cục đá đều thu lên, trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái xoay người rời đi. Trong tai lại là nghe được lão nhân xảo trá nhỏ giọng nói thầm, ngốc mũ, một khối phá hôi cục đá, chính là lão phu ven đường tùy tiện nhặt được cho đủ số, đưa ngươi liền đưa ngươi, kim tinh thạch giá trị cũng liền 10 viên hạ phẩm tiên thạch, hắc hắc. Kiếm lớn. Dương Nghị Vân sau khi nghe được khóe miệng liệt liệt. Luôn mãi tìm thần ma điểu xác định có đáng giá hay không, thần ma điểu trả lời là, tiểu tử ngươi kiếm quá độ, đợi chút tìm cái không ai địa phương điểu ra cho ngươi trường kiến thức. Vừa mới cùng thần ma điểu nói chuyện, cũng liền đi ra ngoài 3-4 mễ khoảng cách. Lúc này một tiếng thanh thúy vang dội giọng nữ vang lên ở sau người, Dương Nghị Vân nghe vừa lúc ở lão nhân quầy hàng trước. Chỉ nghe được, lão nhân ngươi quầy hàng thượng kia khối màu xám cục đá đâu. Quầy hàng lão nhân vừa thấy tiến đến nữ tử vội vàng cười làm lành nói, nguyên lai là tiên đan lâu giả đại tiểu thư, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, bổn tiểu thư hỏi ngươi, ngươi kia khối màu xám cục đá đâu, ngày hôm qua bổn tiểu thư nhìn đến một cái tiểu chu thiên phía trước còn ở, lão lục cấp tiên thạch, bổn tiểu thư cấp không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi 1000 hạ phẩm tiên thạch, đem kia khối màu xám cục đá cấp bổn tiểu thư lấy tới. Tiến đến thiếu nữ 18-9 tuổi. Đúng là tiên đan thành tam đại thế lực chi nhất tiên đan lâu đại tiểu thư giả hoa sen. Chỉ cần là thường xuyên tiên đan thành tiên nhân liền không có không biết cái này nữ ma đầu, không có vài người dám đắc tội. Liền ở một cái tiểu chu thiên phía trước giả hoa sen tại đây vị quầy hàng lão nhân quầy hàng thượng đến quá màu xám cục đá, tổng cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng là không nhớ tới, chờ trở về lúc sau vừa lúc đầy hứa hẹn tiền bối ở các nàng tiên đan lâu làm khách giảng giải kỳ thạch chi đạo. Giảng tới rồi khắc văn đạo phù. Giả hoa sen rốt cuộc phản ánh lại đây, nhớ tới nàng trước kia ở tiên đan lâu một quyển sách cổ nhìn thấy quá, hơn nữa chính là kia chờ màu xám cục đá. Mặt ngoài không có bất luận cái gì năng lượng dao động, kỳ thật bên trong chính là viễn cổ khắc văn đạo phù, bực này khắc văn chính là cường đại vô cùng khắc văn chi lực, không chỉ có mạnh mẽ uy lực, càng có nghiên cứu khắc văn giá trị. Có thể lĩnh ngộ đến trong đó khắc văn là có thể ngộ ra cường hãn đạo thuật pháp tắc thần thông. Cực kỳ khó được. Nhớ tới sau giả hoa sen vội vàng tiến đến mua sắm, chỉ là không nghĩ tới đã không còn quầy hàng thượng, còn tưởng rằng quầy hàng lão nhân ẩn nấp rồi. Nhưng tưởng tượng không nên, cái này quầy hàng lão nhân nếu là nhận thức, đã sớm cầm khắc văn đạo phù cục đá trốn chạy, nơi nào còn lại ở chỗ này khổ bức bày quán gạt người. Tiên đan thành bực này quầy hàng phần lớn đều là 10 cái ra tới 9 lừa, điểm này sinh trưởng ở địa phương giả hoa sen rất rõ ràng. Nhìn đến màu xám cục đá không thấy sau, giả hoa sen cũng bất chấp cái gì, làm bên người tùy tùng lão lục trực tiếp lấy ra 1000 hạ phẩm tiên thạch, làm quầy hàng lão nhân giao ra đây. Bên kia nghe được thanh âm Dương Nghị Vân trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ, sẽ không như vậy xảo đi. Lập tức vội vàng khai lưu. Hắn nghe được ra tới, nàng kia điểm danh màu xám cục đá, lão nhân quầy hàng chỉ có một khối màu xám cục đá, hiện tại đã tới rồi hắn càn khôn hồ không gian chung. Cái kia nữ tử xuất hiện, mang theo sốt ruột cùng bá đạo chi sắc, đầy đủ thuyết minh thần ma điểu không lừa hắn,
màu xám cục đá thật là cái đại bảo bối. Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương Khai Lưu. Chính là quầy hàng lão nhân lại cũng phản ứng lại đây, cả người đều không tốt, tiên đan lâu đại tiểu thư trực tiếp đều là 1000 viên hạ phẩm tiên thạch tạp lại đây, hơn nữa thần sắc thực sốt ruột. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn cấp vừa rồi kia tiểu tử coi như thêm đầu màu xám cục đá là cái đại bảo bối a. Mệt mệt, mệt đã chết. Quầy hàng lão nhân kêu rên một tiếng nói, giả tiểu thư kia khối màu xám cục đá vừa mới coi như thêm đầu cho một cái tiểu tử a. Giả Hoa Sen nghiến răng nghiến lợi, lão Đông Tây a, ngươi. Ngươi nói thật cho ngươi biết kia tảng đá chung rất có thể có viễn cổ thời đại khắc văn đạo phù, giá trị không thể đo lường. Ngươi thật là, nói cho ta người nọ trông như thế nào, đi nơi nào. Phốc, quầy hàng lão nhân một ngụm lão huyết phun ra, chỉ vào Dương Nghị Vân rời đi phương hướng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Nghị Vân nghe được quầy hàng lão bản cùng cái kia cái gì giả tiểu thư đối thoại lúc sau, liền biết lần này chính mình kiếm được, vội vàng mang theo Tuyết Hương rời đi. Lúc này lưu lại, hiển nhiên là cho chính mình tìm phiền toái. Thực mau quầy hàng lão bản trông nhầm, một cái tóc bạc tiểu tử kiểm ti a chống rột tin tức truyền khai. Đương nhiên càng có rất nhiều tiên đan thành tam đại thế lực chi nhất tiên đan lâu lớn nhỏ ra giả Hoa Sen tuôn ra một khối khắc văn đạo phù tin tức, ở tiên đan thành nổ tung trào. Rất nhiều người đều đem lưu ý một cái đầu bạc thanh niên, cũng có minh bạch người hiểu biết khắc văn đạo phù giá trị, trong tối ngoài sáng bắt đầu hỏi thăm Dương Nghị Vân rơi xuống. Đương nhiên đây là kế tiếp chuyện sau đó. Giờ phút này Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương bước nhanh rời đi này đường phố, hắn tự nhiên minh bạch thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý. Không bao lâu Dương Nghị Vân liền thu được Yến Xích Hà đưa tin, đã xử lý hảo điểm dừng chân, làm hắn cùng Tuyết Hương hội hợp. Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà hội hợp lúc sau, trực tiếp đi điểm dừng chân. Cái gọi là điểm dừng chân, kỳ thật chính là Yến Xích Hà ở tiên đan thành thành đông tương đối hẻo lánh địa phương thuê bằng xuống dưới một cái tiểu viện lạc. Chủ nhân chúng ta tới rồi, chính là nơi này. Yến Xích Hà nói chuyện lấy ra một khối ngọc phù, cũng chính là một phen chìa khóa, thúc giục tiên nguyên lực sau, tiểu viện bảo hộ kết giới mở ra, Yến Xích Hà đẩy cửa mà vào. Chủ nhân nơi này tuy hẻo lánh điểm, nhưng lại tiện nghi. Thuộc hạ hoa 3000 hạ phẩm linh thạch, thuê bằng cái này tiểu viện 10 năm luân thời gian, cũng liền tương đương với hạ giới 100 năm thời gian. Kỳ hạn tới rồi lúc sau còn có thể tục giao tiên thạch tiếp tục sử dụng, sơn hình chữ cách cục điểm nhỏ, bất quá nhưng cũng đủ dùng, phòng tiếp khách đã tọa thất chờ đầy đủ mọi thứ. Yến Xích Hà liền đi biên nói. Dương Nghị Vân cười khổ nói, này cũng không phải là thiên một chút, từ phố xá sầm uất đến nơi đây sợ là có 5 đến 60 khoảng cách. Yến Xích Hà xấu hổ cười nói, chủ nhân ngài là không biết a, tiên đan thành xem như trung cao giai tiên sơn thế giới, nơi này tiên nguyên lực nồng hậu, cho nên tương đối thuê bằng giá cả phi thường cao, này đã là thuộc hạ ma lạn mồm mép giá cả. Hảo hảo, ta không có trách người ý tứ, chỉ là cảm khái một chút, yên lặng điểm cũng vừa lúc, tu tiên cầu đạo lại cũng yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, kế tiếp ta muốn luyện đan yêu cầu cái gì tiên dược ngươi nhiều chạy điểm lộ đó là... Hoàn cảnh không tồi, chúng ta tạm thời ở lại nói. Dương Nghị Vân cười cười nghĩ chính phòng đi đến. Tả hữu hai sườn các có một đống phòng ở, vừa vặn Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà trụ đi vào. Đương nhiên cái gọi là phòng ở chỉ là đơn giản mau lâu, bất quá tương đối lớn một chút, nhưng đối tu đạo chi đạo tới nói, gian khổ điểm nhưng thật ra không sao cả. Trước mắt Dương Nghị Vân liền chuẩn bị xuống tay luyện chế tiên đan, tăng lên chính mình tu vi. Tuyết Hương các ngươi hai cái từng người đi trụ hạ đi, ta yêu cầu bế quan một chút. Dương Nghị Vân công đạo hai người một tiếng, trực tiếp tiến vào vuông tu luyện mật thất. Hắn hiện tại muốn biết thần ma điểu lừa dối hắn nhất định phải lộng tới tay màu xám cục đá rốt cuộc là cái quỷ gì. Dựa theo tạp mao điểu nói này khối bình đạm không có gì là cục đá trong vòng là cái gì khắc văn đạo phù. Khắc văn đạo phù là cái gì, có ích lợi gì hắn là một mực không biết. Chính là phía trước nghe được cái kia cái gì giả tiểu thư cùng quầy hàng lão nhân đối thoại, tựa hồ là thực khó lường đồ vật. Nếu thật là cái gì trọng bảo, kia hắn hoa 700 tiên thạch liền tính là kiểm ti a chống rột. Đương nhiên vẫn là kiểm ti a chống rột chung kiểm ti a chống rột, bởi vì hắn mua chính là kim tinh thạch, màu xám cục đá là nàng chơi tâm nhãn từ quầy hàng lão nhân nơi nào muốn tới thêm đầu. Một khối kim tinh thạch quầy hàng lão nhân cuối cùng muốn 700 hạ phẩm tiên thạch. Thực rõ ràng là đem hắn trở thành dê béo tới lừa dối hắn. Dương Mỗ nhân sinh ở địa cầu, đối với loại này siếc, năm đó vào đại học thời điểm không biết gặp qua nhiều ít, tương kế tựu kế đơn giản thỏa mãn quầy hàng lão nhân trong lòng,
thuận lợi bắt lấy từ đầu đến cuối hắn đều không có xem qua liếc mắt một cái màu xám cục đá. Hoặc là nói từ cao ngay từ đầu liền định ra mục tiêu. Kết quả thực hiển nhiên, đường cái kia cái gì giả tiểu thư xuất hiện lúc sau, hắn biết chính mình kiếm được, tuy rằng lúc ấy hắn không lưu lại quan khán, nhưng lại nghe tới rồi cái kia cái gì giả tiểu thư cùng quầy hàng lão nhân đối thoại, nghe ra cái kia giả tiểu thư tựa hồ là biết hàng người, rất coi trọng màu xám cục đá, cũng nói ra khắc văn đạo phù chữ. Chỉ bằng điểm này, Dương Nghị Vân liền biết lần này hẳn là thật là kiếm được. Hiện tại dư lại chính là xác minh. Đi vào phòng tu luyện sau, Dương Nghị Vân trở tay lấy ra dưa hấu lớn nhỏ màu xám cục đá, hỏi trên vai thần ma điểu nói, quả đen này tảng đá hiện tại xử lý như thế nào? Như thế nào có thể chứng minh nội loại chính là ngươi nói khắc văn đạo phù? Còn có ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng cái gì là khắc văn đạo phù, có chỗ lợi gì? Dương Nghị Vân một hơi nói ra vài cái vấn đề. Thần ma điểu chớp động cánh bay lên tới, mở miệng nói, ngươi cái nhược kê cứ như vậy cấp, trước nói hảo, muốn thật là khắc văn đạo phù, tiểu tử ngươi cần phải cấp điểu ra ta cũng đủ tiên đan ăn. Ít nói nhảm, thật muốn có ngươi nói như vậy nhiêu ích, tiểu gia về sau luyện ra đan dược đều cho ngươi lưu một phần, chạy nhanh nói, kế tiếp muốn như thế nào làm mới được. Dương Nghị Vân thúc giục thần ma điểu. Dùng thanh liên tiên hỏa tế luyện đi. Cục đá chỉ là một cái xác, chân chính khắc văn đạo phù nghĩ đến bị người phong ấn tại bên trong. Thần ma điểu mở miệng nói. Hà tất như vậy phiền toái, nếu ở bên trong ta nhất kiếm bổ ra đó là. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đồ long kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Thần ma điểu châm chọc nói, ngươi phải có bản lĩnh có thể bổ ra, vậy thử xem, ha ha. Oanh! Dương Nghị Vân không nói hai lời lập tức vận chuyển lực lượng chính là nhất kiếm. Ầm vang một tiếng vang lớn lúc sau, toàn bộ mật thất đều vị trí chấn động, nhưng mà màu xám cục đá mặt ngoài chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ngoan ngoãn, này phá cục đá như vậy ngạnh a. Dương Nghị Vân nhìn không được cảm thán. Vô nghĩa, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng khắc văn đạo phù là phàm vật không thành, nói thật cho ngươi biết, khắc văn đạo phù đặt ở viễn cổ thời đại kia cũng là khiến cho anh động chí bảo. Thần ma điểu xem Dương Nghị Vân như là xem ngốc tử giống nhau. Ách ta còn là dùng thanh liên tiên hỏa rèn luyện đi, người tiếp tục nói. Dương Nghị Vân nói chuyện chung khoanh chân mà ngồi, đôi tay đem màu xám cục đá giơ lên, trong lòng nhất định thanh liên tiên hỏa tức khắc xuất hiện ở song trường bên trong, bắt đầu rèn luyện. Mà thần ma điều còn lại là tiếp tục cấp Dương Nghị Vân giảng giải khắc văn đạo phù lai lịch cùng tác dụng. Khắc văn đạo phù, không phải thiên nhân có thể luyện chế mà thành, mà là thiên đạo tự nhiên hình thành bẩm sinh chí bảo. Viễn cổ thời đại. Thiên địa vận chuyển xem như một cái cường thịnh thời kỳ, chính là một cái chân chính ý nghĩa trời cao mà vạn vật khai linh thời đại, chính thức lại nói tiếp, chính là địa linh nhân kiệt. Vạn vật linh trí mở ra, thiên đạo vận chuyển hưng thịnh, thường thường sẽ có phía chân trời diễn biến mà ra, bực này thời điểm thế gian vạn vật có vô cùng linh khí giả, có thể bắt giữ đến thiên đạo diễn biến một ít quy luật. Tỷ như trong núi chi linh thạch, cũng hoặc là linh mộc, sơn thủy từ từ chi vật. Vô hình chung lời nói đem thiên đạo vận chuyển một ít quỹ đạo dấu vết ở tự thân, từ nay về sau liền có thể hình thành khắc văn, coi là khắc văn đạo phù. Tính lên chính là này đó linh vật đối thiên đạo hiểu được, cũng có thể nói thành là thiên địa tinh linh lĩnh ngộ đến thần thông. Có thể ở tự thân hiện hóa ký lục thiên đạo phía chân trời, hoặc là nói là thiên đạo nói chuyện, ý chí ký lục ở tự thân. Bên này là khắc văn, là thiên địa đại đạo văn tự, mà thượng cổ đối thiên đạo văn tự. Xưng là phù, đây là khắc văn đạo phù. Mỗi một loại khắc văn đạo phù đều các không giống nhau, có chút có lẽ sẽ hình thành mang theo thuộc tính khắc văn lực lượng, có cường đại công kích huy năng, có chút có lẽ sẽ là một loại phòng ngự, một loại biến hóa khắc văn, thậm chí là không gian, ám hắc, lôi đình, mưa gió vi vi. Dù sao thiên đạo vô thường thể hiện, đều có thể thể hiện ra tới, thay đổi liên tục, cũng thần bí vô cùng, đây là một loại thiên đạo lực lượng, năng lượng lớn nhỏ các không giống nhau. Khắc văn đạo phù cũng có thể học tập, đạt được một loại khắc văn đạo phù, có lẽ đối với người tu tiên tới nói sẽ là một tòa bảo khố, bởi vì đây là thiên địa đại đạo nhất trực quan thể hiện, có thể ở ngày sau không ngừng đi quan sát, không ngừng đi hiểu được. Thiên phú dị bẩm giả, có thể lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình đạo thuật, liền xem tiểu tử ngươi vận khí như thế nào, có thể được đến trong đó cái gì thuộc tính khắc văn đạo phù, có lẽ là cường đại vô cùng công kích loại khắc văn đạo phù, cũng có thể sẽ là một cái gà trợ khắc văn đạo phù. Dù sao khắc văn đạo phù xem như phù chú bên trong cường đại nhất một loại, thuộc về chính thật sự thiên đạo phù chú, cũng không phải là hậu nhân luyện chế ra tới phù chú có thể so sánh với.
Nói tới đây, còn có một chút thiếu chút nữa quên mất, đạt được một loại khắc văn đạo phù, đối với phù chú sư tới nói, tương đương là chính thức đạt được một tòa phù chú bảo khố, mặc kệ có phải hay không công kích khắc văn đạo phù, vẫn là gà trợ loại hình khắc văn đạo phù. Đối với tu luyện phù chú chi đạo người tới nói, sẽ là một tòa bảo khố, phù chú sư có thể nhìn khắc văn đạo phù, lý luận thượng có thể diễn sinh ra vô số loại phù chú tới. Tiểu tử ngươi cũng ngày sau cũng có thể nghiên cứu một phen, đạt được một loại khắc văn đạo phù, liền tương đương với mở ra phù chú chi đạo hoạn lộ thênh thang, chân chính phù chú sư, chính là phi thường như bức. Thần ma điều lúc này xem như chính thức cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học một phen. Bất quá nghe vào Dương Nghị Vân trong tai thật là liên tiếp gật đầu, cuối cùng là đối tạp mao điều nói, nghiêm túc một hồi. Nếu đúng như tạp mao điều lời nói, hắn có lẽ ngày sau thật đúng là có thể thử xem phù chú chi đạo. Cũng làm Dương Nghị Vân nhớ tới Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư tỉ muội, các nàng hai tỉ muội tu chính là phù chú chi đạo, về sau chờ các nàng phi thăng tiên giới lúc sau, có lẽ có thể vì các nàng làm điểm cái gì. Đối với Lục gia tỉ muội Dương Nghị Vân kỳ thật là có thua thiệt, cho tới nay hắn kỳ thật minh bạch Lục gia tỉ muội tâm tư, chẳng qua một đường đi tới, hắn ở phương diện này luôn là theo bản năng lảng tránh các nàng. Nghĩ đến Lục gia tỉ muội, Dương Nghị Vân liền nghĩ tới ở tu chân giới chính mình này đó nữ nhân cùng bằng hữu huynh đệ. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, tính tính thời gian cũng nên có người sẽ phi thăng tiên giới đi. Dương Nghị Vân trong lòng xuất thần nghĩ. Lúc này trong tay đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc thanh. Răng rắc. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu vừa thấy, trong tay sẽ là cục đá rốt cuộc có biến hóa. Mặt trên xuất hiện rậm rạp vết rách. Hảo, dừng lại, rửa sạch rớt xác ngoài, mau nhìn xem bên trong là cái gì khắc văn, thật là làm điều ra ta chờ mong, thật lâu đều không có gặp qua khắc văn đạo phù, lần trước thấy vẫn là mấy vạn năm trước, sư phụ ngươi trời cao tà cái kia lão hỗn đản đạt được một khối phong thuộc tính khắc văn đạo phù, làm cái kia lão hỗn đản ở tiên giới thành nhân vật phong vân thần ma điều đây là nói chuyện, mang theo kích động, so Dương Nghị Vân còn kích động. Nghe tạp mao điều nói chuyện ngữ khí, Dương Nghị Vân đều bị làm cho có chút tiểu kích động. Thu hồi thanh liên tiên hỏa lúc sau, Dương Nghị Vân đôi tay phủng màu xám cục đá, bỗng nhiên dùng một chút lực. Răng rắc sát. Một trận thanh thúy tiếng động sau, tảng lớn màu xám thạch phiến bắt đầu bóc ra. Ngay sau đó trắng tinh không tì vết chi thân phát ra. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong tay xuất hiện một khối hình thoi cục đá, nắm tay lớn nhỏ. Tản ra trắng tinh thả có thánh thần vầng sáng, làm người tâm linh đều cảm thấy bình tĩnh. Rõ ràng là màu trắng. Nhưng lại ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung loại này màu trắng lại là không giống người thường, chưa bao giờ cảm thụ quá màu trắng, tràn ngập thánh khiết hơi thở, nhìn đều có thể làm nhân tâm linh bình tĩnh trở lại. Dương Nghị Vân cẩn thận đang xem, tại đây khối hình thoi trắng tinh trên tảng đá, lại là thấy được một cái thực ảm đạm phù văn ở trong đó. Trong lòng vừa động hỏi thần ma điều nói, quạ đen. Có phải hay không ngươi nói khắc văn đạo phù, cục đá xác đều rớt, này như thế nào còn thấy không rõ lắm. Thần ma điều mở miệng nói, tiểu tử ngươi ngốc a, đều nói đây là thiên đạo quy luật hình thành khắc văn, há có thể là mắt thường liền quan khán đến, phải dùng tâm đi cảm thụ, phải dùng thể ngộ quan khán mới có thể thấy được. Dương Nghị Vân nghe xong có chút cái hiểu cái không, bất quá nhưng cũng biết nếm thử phương hướng. Lập tức nhắm lại hai mắt, đem khắc văn đạo phù phủng ở trong tay, dụng tâm đi cảm thụ này khối đỉnh đầu bất đồng. Thu hồi tạp niệm, lúc này đích xác có một ít bất đồng. Đầu tiên hắn cảm nhận được chính là ấm áp. Đem khắc văn đạo phù phủng ở trong tay thời điểm, cho hắn cảm giác chính là ông ấm. Ấm áp như là mùa đông sáng sớm tắm gội thái dương, phi thường thoải mái cảm giác. Dần dần Dương Nghị Vân tựa hồ tìm được rồi một phương hướng. Cũng ở trong đầu thấy được một khắc phúc cảnh tượng. Cái này cảnh tượng ngay từ đầu hoàn toàn là không mở ra được đôi mắt màu trắng thế giới, hắn phảng phất đặt mình trong một cái thuần khiết màu trắng thế giới, vô biên vô hạn. Cũng là không mở ra được đôi mắt cái loại cảm giác này. Này tổng cảm giác thực kỳ diệu, bất quá Dương Nghị Vân hiện tại biết đây là chính mình ý thức cảm nhận được hoặc là nói nhìn đến thế giới. Nhìn đến cảm nhận được trong tay hình thoi cục đá hoặc là nói khắc văn đạo phù trạng thái thế giới. Dần dần, Dương Nghị Vân trên người ấm áp cảm giác gia tăng, ngay sau đó hắn tựa hồ thấy được vô biên trắng tinh thế giới rốt cuộc có biến hóa. Một cái huyền ảo vô cùng phù văn xuất hiện. Này không phải nhìn đến. Thật là dụng tâm mới có thể cảm nhận được một loại kỳ diệu trạng thái. Chính là tạp mao điểu lời nói cái loại này trạng thái. Đích xác thấy được khắc văn đạo phù trong vòng đồ vật.
hoặc là nói thấy được thiên đạo phù văn. Đây là thiên đạo cùng thế gian vạn vật đối thoại, lại bị này khối màu xám cục đá may mắn ký lục đánh úp lại, hình thành cái gọi là khắc văn đạo phù. Chậm rãi Dương Nghị Vân nội tâm thấy được cái này khắc văn toàn cảnh. Lúc này hắn có một loại ảo giác, tựa hồ thấy được thiên địa vạn vật chu thiên sao trời vận chuyển quỹ đạo, này đã không phải một cái khắc văn có khả năng thuyết minh cảnh tượng. Hắn giờ phút này nhìn đến chính là vũ nội chu thiên diễn biến quá trình. Từ bên ngoài xem, rồi lại là mặt khác một phen kỳ thích cảnh tượng. Thần ma điểu chớp động cánh, kêu lên quái dị, từ Dương Nghị Vân bả vai rời đi, rồi sau đó bay đến phòng tu luyện góc, xa xa tránh đi Dương Nghị Vân thân thể. Bởi vì giờ phút này ở thần ma điểu ánh mắt nhìn đến lại là một cảnh tượng khác. Lại thấy Dương Nghị Vân quanh thân đắm chìm trong kết bạch thánh thần vầng sáng chung, một cái lưu ly chi sắc đường cong xuất hiện ở Dương Nghị Vân giữa mày, rồi sau đó từ giữa mày bắt đầu lan tràn, hướng về Dương Nghị Vân toàn thân phát ra mà đi, dần dần che kín Dương Nghị Vân toàn thân. Lúc này nguyên nhân toàn thân đều là một cái đầu ngón tay phẩm chất lưu ly đường cong, hoàn toàn đem hắn bao vây đi vào. Có điểm điểm tinh quang lập lòe dựng lên, chớp động hiện lên ở trên người hắn. Làm Dương Nghị Vân nhìn qua như là một tôn lấp lánh sáng lên pho tượng. Càng có chư thiên sao trời hư ảnh đổi chiều lên đỉnh đầu. Hoàn toàn thành một khác phiên thời gian. Lúc này thần ma điểu giật mình lẩm bẩm, này không thích hợp a, năm đó nhìn đến quá trời cao tà cái kia lão hỗn đản phong thuộc tính khắc văn đạo phù, không nên là cái dạng này, tiểu tử này trên người chiết xạ ra tới như thế nào là như vậy cảnh tượng. Như thế nào cảm giác được phảng phất là vô số thế giới chồng lên xuất hiện ở trên người hắn, nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì một loại thuộc tính tồn tại. Chẳng lẽ thật là một khối gà trợ khắc văn đạo phù không thành? Này cũng quá hố cha đi, còn trông cậy vào tiểu tử này được đến một khối nhiều ích một chút khắc văn đạo phù, về sau cấp điều ra ta tiên đan ăn, muốn thật là một khối gà trợ, chẳng phải là hết thảy thất bại. Thần ma điều tự nói chung tràn ngập nghi hoặc, ở hắn trong ấn tượng khắc văn đạo phù đều sẽ có thuộc tính tồn tại, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân thật là kích phát rồi này khối khắc văn đạo phù, nhưng bên trong lại không có bất luận cái gì thuộc tính tồn tại. Xem chiết xạ ra tới cảnh tượng cũng đều không có bất luận cái gì biến hóa, từ đầu đến cuối đều là trắng tinh chi sắc. Này hoàn toàn không phù hợp logic A. Hắn nhớ rõ bất luận cái gì khắc văn đạo phù đều hẳn là có thuộc tính A, nhưng như thế nào cảm giác được Dương Nghị Vân trên người logic đã bị đánh vỡ. Thiên địa thuộc tính, đơn giản là thiên địa chi gian các loại lực lượng tồn tại, nhất điển hình không gì hơn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, sở hiện ra nhan sắc hẳn là kim lục lam hồng hoàng bực này nhan sắc. Cho dù là lôi điện cũng đều có màu tím thuộc tính nhan sắc hiện ra. Nhưng Dương Nghị Vân hiện tại trên người hiện lên hiện tại là màu trắng. Này mẹ nó chính là vô thuộc tính A. Là cái vô dụng đại gà trợ. Thần ma điểu nghĩ đến có lẽ đúng rồi, không nhất định mỗi một khối khắc văn đạo phù đều có thể ký lục hạ thiên đạo thiên cơ diễn biến, có lẽ này tảng đá chính là một khối phế vật cục đá đi. Đến, Dương Nghị Vân muốn bạch vui mừng một hồi. Muốn ăn tiên đan ngâm nước nóng. Thần ma điểu ở trong lòng nói thầm. Kỳ thật dựa theo nó đối khắc văn đạo phù hiểu biết, Dương Nghị Vân được đến này khối màu xám cục đá, nếu là cục đá, ký lục xuống dưới thiên đạo diễn biến hẳn là sẽ mang theo kim sắc thuộc tính, lại vô dụng cũng sẽ mang theo thổ thuộc tính. Hiện tại xem ra chính là một khối vô sắc chi thạch, nói cách khác mẹ nó là một khối phế thạch, không có bất luận cái gì thuộc tính, tương đương chính là phế vật, không có bất luận cái gì thuộc tính liền không có chút nào tác dụng. Nhưng nghĩ như thế nào đều không nên, thần ma điểu nhìn hiện lên ở Dương Nghị Vân trên người cảnh tượng lâm vào trầm tư chung. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân nội tâm hoặc là nói ý thức chung lại hoàn toàn bất đồng. Hắn thấy được thế giới diễn biến, thấy được vạn vật sinh trưởng vạn vật điêu tàn, hủy diệt cùng tân sinh đang không ngừng hiện ra cảnh tượng. Cũng hoàn toàn thấy được khắc văn đạo phù toàn cảnh, cái này khắc văn toàn cảnh cấp Dương Nghị Vân cảm giác chính là một cái viên, hoặc là nói là vô số viên. Giống nhau như đúc rồi lại không giống nhau hình tròn khắc văn, đương hắn không thấy một cái viên liền sẽ xem một bộ sinh diệt cảnh tượng xuất hiện, hơn nữa chỗ đã thấy cảnh tượng căn bản liền không có biến hóa quá. Cái này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng suy nghĩ, này khối khắc văn đạo phù rốt cuộc là cái quỷ gì? Có cái gì thuộc tính, cái gì sử dụng? Trong lúc nhất thời căn bản là không có bất luận cái gì manh mối, hoàn toàn xem không hiểu, muốn như thế nào đi cảm thụ. Hoặc là nói đem cái này khắc văn đạo phù hóa thành mình dùng. Thực luống cuống thời điểm, hắn nghe được thần ma điểu tự nói thanh. Tuy rằng hắn ở chìm vào ở khắc văn đạo phù cảm thụ chung,
nhưng cảm quan lại không có đóng cửa, tự nhiên có thể nghe được thần ma điểu nói chuyện thanh. Tức khắc hắn trong lòng liền buồn bực. Phô thuộc tính, đại gà chợ, phế khắc văn. Này đó từ ngữ ngừng ở trong óc sau, hắn tức khắc liền có chút nhục chí lên. Giờ phút này sở cảm nhận được khắc văn đều không ổn định lên, có sụp đổ dấu hiệu, đây cũng là hắn mất đi tin tưởng lúc sau phản ứng dây chuyền. Hắn đều không có tâm tư đi cảm thụ khắc văn đạo phù, tương ứng ý thức chỗ đã thấy hết thảy liền sẽ tiêu tán. Bất quá lúc này, trong đầu lại là nhớ tới càn khôn chi linh tiếng hừ lạnh nói, tiểu tử tiếp tục tìm hiểu đi, đây chính là khó gặp khắc văn, khả ngộ bất khả cầu, đừng nghe kia chỉ bổn điểu hạ nói thầm, nó biết cái gì. Chỉ cần là thiên đạo khắc văn liền không có phế khắc văn cách nói, bất luận cái gì một loại thiên đạo phù văn đều không có gà trợ. Liền xem ngươi có thể hay không tìm được hiểu được bí quyết, có thể hay không đi khai quật ra tới thôi. Kia chỉ bổn điều hiểu cái ra, chẳng qua là kiến thức một chút khắc văn ra lông liền hạt ra kết luận, thật sự buồn cười. Đừng phân tâm, tiếp tục cảm thụ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi chỗ đã thấy cái này khắc văn mặt khác chi ra sao? Mỗi lần đi xem chính là một phương thế giới, có phải hay không có loại xuyên qua thời không cảm giác? Càn khôn chi linh nói nơi này lúc sau dừng lại không cần phải nhiều lời nữa. Chính là ngừng ở Dương Nghị Vân trong óc lại không phải là như vậy bình tĩnh. Ầm vang. Dương Nghị Vân nghe xong càn khôn chi linh giảng thuật, trong óc bỗng nhiên một tiếng ầm vang, như là thể hồ quán đỉnh giống nhau, cả trái tim điền đều tựa hồ mở ra chợt lóe mới tinh đại môn. Trong nháy mắt hắn tựa hồ toàn minh bạch thông thấu. Buột miệng thốt ra nói, không gian khắc văn chi lực. Càn khôn chi linh ha hả cười, ha ha, trẻ nhỏ dễ dậy. Dương Nghị Vân ở nào đó phương diện kỳ thật vẫn là rất có ngộ tính, càn khôn chi linh hơi chút để điểm một chút, hắn tức khắc liền minh bạch, cái này khắc văn đạo phù thuộc tính. Không phải tạp mao điểu trong miệng sở giảng vô thuộc tính cục đá, mà là không gian thuộc tính. Trung quy tạp mao điểu đầu vẫn là có vấn đề, cùng càn khôn chi linh kiến thức so sánh với kém quá xa. Bất quá này cũng từ mặt bên phản ánh ra càn khôn chi linh bất phàm cùng thần bí. Dương Nghị Vân nghĩ xem ra về sau vẫn là muốn nhiều cùng càn khôn chi linh nhiều câu thông một chút. Bất luận là tạp mao điểu, vẫn là tình huống chi linh, cũng hoặc là hoa sen đen, kỳ thật hắn biết đối chính mình tới nói đều có rất nhiều trợ giúp. Đều ở trong lòng hắn là lão sư cái loại này địa vị. Tạp mao điểu kỳ thật là lão nhân rời đi hắn phía trước, cho chính mình chuyên môn lưu lại một cái chỉ đạo lão sư, nếu là đầu óc có thể bình thường một ít tuyệt đối sẽ là một cái đủ tư cách hơn nữa rất có bức cách lão sư tuyệt sắc. Đáng tiếc tạp mao điểu miệng quá tổn hại, đầu óc không bình thường, nhưng lật qua tới giảng không thể không thừa nhận ở có chút phương diện đích xác có bất đồng tầm thường chỗ, Dương Nghị Vân cấp tạp mao điểu định vị là, một cái thị sẽ thả kiến thức phong phú tồn tại. Mà càn khôn chi linh tuy rằng là một kiện vô thượng trí bảo linh hồn, là cái ý thức thể tồn tại, nhưng lại là thần bí nhất, bức cách tối cao một vị, có cấp bậc, cùng tạp mao điểu vừa lúc tương phản. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết ở cách cục thượng 100 tạp mao điểu cũng không có biện pháp cùng càn khôn chi linh so sánh với. Tạp mao điểu động bất động liền miệng được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu. Nhưng càn khôn chi linh cách cục tuy rằng không có đối hắn nói như vậy rõ ràng, hắn cũng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ở trong lòng hắn lại là toàn bộ vũ nội cách cục. Cuối cùng liền hoa sen đen cái này đặc thù tồn tại, là Dương Nghị Vân trong lòng tương đối phức tạp một vị, cũng cùng càn khôn chi linh với tạp mao điểu khác nhau rất lớn một vị. Đều không phải là hoa sen đen thần bí hoặc là nói cường đại, mà là Dương Nghị Vân đến nay đều định không xuống dưới cách điệu một vị. Lúc trước hoa sen đen là hắn ở trường Bạch Sơn bí cảnh được đến một viên hạt sen, nói đến cùng là một loại thoát thai hoán cốt, khác loại trọng sinh tồn tại. Được xưng là hồng hoang đệ nhất hoa sen đen hạt sen, kỳ thật cũng có thể nói chính là hồng hoang đệ nhất hoa sen đen bản thể, lại nói tiếp hẳn là ra đời hồng hoang sinh linh, khai linh ngộ đạo, không thuộc người không thuộc yêu càng không phải tiên. Nhưng lại rất cường đại, cũng có thể nói là một cái sống sờ sờ sinh linh, hơn nữa vẫn là có máu có thịt cái loại này. Tuyệt đối sẽ không gần chỉ là pháp khí. Dương Nghị Vân đối hoa sen đen nhận thức từ lúc bắt đầu thời điểm liền phát sinh sai lầm, luôn cho rằng hoa sen đen chính là một kiện pháp khí giống nhau tồn tại, sau lại tu luyện 5 tháng chung chậm rãi kết thúc, tuy rằng tiếp xúc thiếu, nhưng lại có thể khẳng định hoa sen đen tuyệt đối không phải cái gì pháp bảo chi lưu, mà là độc lập sinh mệnh thể. Đương nhiên tình huống của nàng tương đối đặc thù, chính là một loại không biết cái gì nguyên nhân đại vẫn lúc sau niết bàn tân sinh, cho nên mới lấy hạt sen hình thái một lần nữa sinh trưởng hoặc là nói tu luyện. Mà có thể cùng hắn kết duyên ở bên nhau, chỉ do là trùng hợp, lúc trước ký túc ở hắn ý thức hải sau, từ hạt sen hóa thành đài sen,
xem như tiến hóa một bước, dựa vào trường kỳ hấp thu hắn thần hồn lực lượng ở tiến hóa, lại nói tiếp hắn thực có hại, chính là Dương Nghị Vân biết hắn cùng hoa sen đen chi gian kỳ thật là cùng có lợi quan hệ. Hoa sen đen dựa vào hấp thu hắn ý thức hải thần hồn tới tầm bổ tiến hóa, hắn còn lại là yêu cầu hoa sen đen ở hắn ý thức hải bảo hộ hắn thần hồn, sự thật chứng minh mấy năm nay gần nhất, hoa sen đen làm được đối hắn thần hồn bảo hộ. Rất nhiều lần trong chiến đấu đều sẽ có địch nhân muốn phá hủy hắn ý thức hải thời điểm, đều là hoa sen đen lập tức đối hắn thần hồn công kích. Không chỉ có như thế, hoa sen đen còn hiểu kiếm đạo, truyền thụ hắn hoa sen đen bát hoang kiếm, một đường đi tới, hắn được lợi rất lớn. Tính lên hiện tại hắn, kỳ thật là có ba cái lão sư giống nhau tồn tại. Hoa sen đen tại ý thức trong biển, càn khôn hồ tại thân thể thượng, hai người một cái dựa vào linh hồn, một cái dựa vào thân thể. Chỉ có tạp mao điểu là lão nhân đưa cho hắn độc lập tồn tại. Ba người tính lên đều có thể xem như hắn lão sư tồn tại. Từ tu luyện công pháp đến tu luyện chiến kỹ thần thông ở đến tầm mắt tri thức xem như chiếm cứ toàn diện. Chẳng qua so sánh với dưới, Dương Nghị Vân lo lắng nhất chính là hoa sen đen. Bởi vì hoa sen đen từ đầu đến cuối đều tồn tại hắn ý thức hải trung hấp thu hắn thần hồn chi lực, lẽ ra hoa sen đen ở bảo hộ hắn thần hồn, hấp thu thần hồn chi lực cũng là hẳn là. Chính là Dương Nghị Vân vẫn là cảm giác có chỗ nào vẫn luôn liền không thích hợp, nhưng chính là nói không lên, loại này không thích hợp chính là đến từ hoa sen đen, hắn không biết làm hoa sen đen như vậy vẫn luôn lưu tại chính mình ý thức hải rốt cuộc đúng hay không. Sâu trong nội tâm là cảm giác không đúng, chính là về phương diện khác hoa sen đen vẫn luôn lưu tại ý thức hải đích xác ở giúp hắn, lại còn có không ngừng một lần. Cho nên hắn đối hoa sen đen tồn tại với ý thức hải vẫn luôn là phi thường mâu thuẫn. Muốn tìm cá nhân hỏi một chút đi, cũng không biết tìm ai hỏi. Lúc này lại là nghĩ tới càn khôn chi linh. Đương nhiên hoa sen đen tồn tại, Dương Nghị Vân bất giác sẽ thương tổn hắn, chỉ là nội tâm thượng một loại cảm giác mà thôi. Lúc trước hoa sen đen nói qua, nàng cùng hắn chi gian trở thành ký chủ quan hệ, ly không được hắn, tương đương là một loại buộc chặt. Rời đi hắn, nàng sẽ tiêu tán vẫn là sẽ có mặt khác chuyện gì, Dương Nghị Vân không biết. Nếu có thể hắn kỳ thật là rất muốn trợ giúp hoa sen đen. Hôm nay đối càn khôn chi linh nhận thức, làm Dương Nghị Vân trong lòng đối hoa sen đen sự tình, có một phương hướng. Trong lòng nghĩ chờ tìm một cơ hội hảo hảo hỏi một chút càn khôn chi linh về hoa sen đen sự tình. Dù sao lại nói tiếp hắn hiện tại có ba cái không thông tầm thường lão sư tồn tại, các có ưu điểm sở trường. Càn khôn chi linh chỉ điểm đích xác làm hắn một chút ngộ tới rồi khắc văn đạo phù thuộc tính. Chậm rãi càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu đem khắc văn ký lục xuống dưới. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu sau, mỗi một khắc Dương Nghị Vân mở hai mắt. Hắn đem một cái hoàn chỉnh khắc văn đạo phù ghi lại trong đầu, hơn nữa bước đầu có nhận thức, cảm nhận được không gian lực lượng. Nhìn xem trong tay tản ra trắng tinh vầng sáng hình thoi cục đá, hoặc là nói khắc văn đạo phù, Dương Nghị Vân khóe miệng có ý cười. Hắn biết về sau có này khối khắc văn đạo phù nơi tay. Hắn là có thể cuồn cuộn không ngừng đi thể ngộ phù chú biết. Có một chút Dương Nghị Vân biết tạp mao điểu nói rất đúng, trong tay có một khối khắc văn đạo phù chính là một tòa phù chú biết đến bảo khố, hắn sở từ giữa thể ngộ đến tạm thời tới nói chỉ có thể là đại phương hướng không gian lực lượng, khắc văn đạo phù có thể diễn sinh ra rất nhiều đạo phù tới, hóa thành đủ loại năng lực, bất quá này liền muốn xem chính hắn ngộ tính. Trước mắt hắn sở tìm hiểu đến đó là không gian lực lượng. Tiếp theo trong tay này khối khắc văn đạo phù là có thể có được xuyên qua không gian năng lực. Chờ đã có chiều một ngày hắn hoàn toàn đem chi tìm hiểu thấu triệt thời điểm, tồn tại nói tu vi tăng lên tới nào đó trình tự, cũng hoặc là đem không gian lực lượng tìm hiểu đến nhất định trình tự thời điểm, là có thể dựa vào tự thân lực lượng tới xuyên qua không gian, mà không tay dựa chung khắc văn đạo phù. Hiện tại này khối khắc văn đạo phù có thể xem như một cái môi giới. Dương Nghị Vân mang theo sủng sủng muốn động tâm tình. Nhìn thần ma điểu ở góc, mở miệng nói, quả đen ngươi phi hành một chút, ta thử xem khắc văn đạo phù năng lực. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, thần ma điểu lại là có chút đổ mồ hôi, ở nó nghĩ đến Dương Nghị Vân được đến một khối gà trợ vô dụng vô thuộc tính khắc văn đạo phù, lúc này đây là muốn giận chó đánh mèo chính mình. Lập tức nghĩ đến liền chạy, vội vàng chấp động cánh rời xa Dương Nghị Vân nói, tiểu hỗn đản ta cũng không nghĩ tới sẽ là một khối vô thuộc tính gà trợ khắc văn đạo phù. Này chỉ có thể tính ngươi vận khí không tốt, không thể trách điểu ra ta a. Thần ma điểu nói chuyện chung, ở mật thất chung phi hành lên. Dương Nghị Vân nghe này chỉ tạp mao điểu nói chuyện tức khắc sửng sốt, lại là phản ứng lại đây, thần ma điểu tự nhiên còn không biết,
hắn đã được đến Càn Khôn Chi Linh chỉ điểm tìm hiểu ra Khắc Văn Đạo Phù chung không gian thuộc tính lực lượng, còn tưởng rằng là cái gà trợ, nghĩ đến là sợ hắn giận chó đánh mèo nó. Nhếch miệng cười, ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động thúc dục trong tay Khắc Văn Đạo Phù, cũng cẩn thận thể ngộ một phen bốn phía tồn tại không gian lực lượng, vèo một chút liền biến mất ở tại chỗ. Không gian lực lượng chính là vô thuộc tính tồn tại, nhưng lại rõ ràng chính xác là tồn tại với trong thiên địa, chỉ là cực nhỏ có thể đi tu luyện quy nạp lợi dụng, mà giờ phút này Dương Nghị Vân lại là mượn dùng trong tay Khắc Văn Đạo Phù đem cảm nhận được không gian lực lượng, cũng đem chi lợi dụng lên. Trong nháy mắt hắn tươi mát cảm nhận được không gian lực lượng che kín toàn thân, trong đầu nghĩ muốn đi tạp mao điểu bên người, ngay sau đó liền vèo một chút biến mất, tái xuất hiện liền đến tạp mao điểu bên người. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn là ý niệm có thể đạt được, cũng chút nào không hao phí trong cơ thể pháp lực, thực kỳ diệu cảm giác. Hắn thực sự có một loại vừa rồi xuyên qua không gian cảm giác, hơn nữa không có kéo chút nào gợn sóng, trong lòng nghĩ này muốn ở đối địch là lúc, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý, chém giết thượng thừa thủ đoạn. Đáng tiếc Dương Nghị Vân cảm giác tạm thời có thể xuyên qua khoảng cách nhiều nhất liền 10 mét, lại nhiều liền không được. Mà thần ma điểu cũng bị Dương Nghị Vân đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt dọa kêu lên quái dị. Nửa ngày lúc sau phản ứng lại đây nhìn Dương Nghị Vân nói, di là. Đây là không gian chi lực, tiểu hỗn đản ngươi. Ngươi khống chế không gian chi lực, vẫn là nói Khắc Văn Đạo Phù. Được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu quả đen, kiến thức cùng phản ứng vẫn là có một ít. Dương Nghị Vân cười cười nói, ngươi nói đi. Qua nha nha lão tử sớm nên nghĩ đến. Không gian thuộc tính nhưng còn không phải là vô thuộc tính lực lượng sao, nói như vậy tiểu tử ngươi lần này thật đúng là kiếm được, đáp ứng lão tử tiên đan đừng quên. Thần ma điểu ra mặt rất dày, cũng không chạy, chuyển biến lại đây. Không thể thiếu ngươi tìm hiểu Khắc Văn Đạo Phù, Dương Nghị Vân tâm tình không tồi, hắn tự nhiên cũng không quên nơi này là tạp mao điểu công lao lớn nhất. Cũng nghĩ kế tiếp chuẩn bị luyện đan đi. Kỳ quân đan sách chung không kém tiên đan đan phương. Dương Nghị Vân chuẩn bị liền từ Mỹ Kim Thật Nói Đan bắt đầu vào tay, dù sao hắn hiện tại là trung phẩm chân tiên cảnh, dùng Mỹ Kim Thật Nói Đan nghĩ đến vẫn là có hiệu quả. Đến nỗi cuối cùng hai loại đại la cùng hỗn nguyên đan dược, Dương Nghị Vân tạm thời còn không thể xác định tiên dược có thể hay không thu thập toàn diện, cũng không biết chính mình có thể hay không luyện chế ra tới. Theo sau hắn đem thần ma điểu từ phòng tu luyện đuổi ra đi, lần thứ hai ôn tập một phen kỳ quân đan sách. Đầu tiên muốn xác định hảo yêu cầu tiên dược, luyện chế Mỹ Kim Thật Nói Đan hắn yêu cầu tiên dược nhưng thật ra không nhiều lắm, 6 loại tiên dược cũng đủ, nhưng sở cần 6 chuyển tiên dược lại đều không phải tầm thường chi vật. Hơn nữa đối với tiên giới tiên dược, Dương Nghị Vân còn không có tiếp xúc quá, không biết ở tiên đan thành có thể hay không tìm được. Đem Mỹ Kim Thật Nói Đan 6 loại tiên dược tất cả đều nhớ kỹ lúc sau, Dương Nghị Vân lại nhìn kỳ quân đan sách thượng mặt khác tiên đan đan phương, xem như tương đối tầm thường giải độc tiên đan. Chữa thương tiên đan cùng với thường dùng tới nhanh chóng bổ sung tiên nguyên lực tiên nguyên đan. Chuẩn bị trước dựa theo kỳ quân đan đạo luyện đan phương pháp luyện chế tiên nguyên đan tới luyện tập, dù sao tiên nguyên đan yêu cầu tiên dược hắn nhưng thật ra có. Ở đại thanh tiên thạch thế giới mấy chàng chém giết xuống dưới, hắn cướp đoạt mấy cái tiên nhân chứa đựng tiên khí, bên trong đến là có chút tiên dược, thấu cùng nhau nói, Dương Nghị Vân phát hiện đủ luyện chế 2 lò tiên nguyên đan cùng 1 lò giải độc tiên đan. Hắn đáp ứng quá tạp mao điểu phải cho nó luyện chế tiên đan, nếu điều kiện cho phép vậy thử xem. Dù sao trọng điểm ở chỗ thuần thục kỳ quân luyện đan thủ pháp. Lại nói tiếp kỳ quân luyện đan chi đạo cùng hắn trước kia ở tu chân giới học tập luyện đan thủ pháp thật là có chút bất đồng, càng vì huyền dây. Dương Nghị Vân cũng cảm thấy hứng thú. Từ càn khôn hồ không gian sở cần tiên dược lấy ra tới, phân loại chỉnh lý hảo sau, trong lòng vừa động quá thượng đan lô cũng xuất hiện trong người trước. Có một chút nhưng thật ra không thay đổi, mặc kệ là tu chân giới vẫn là tiên giới, luyện đan đều yêu cầu đan lô. Dương Nghị Vân quá thượng đan lô, là lúc trước đi theo nãi nãi đi quê quán thổ miếu dâng hương đoạt được, dựa theo lão nhân lúc trước cách nói, nhưng thật ra một kiện thượng thừa đan lô. Từ tu chân đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở dùng quá thượng đan lô. Bất quá lại nói tiếp, cũng là thực nghiêu không sử dụng, tới rồi tiên giới này vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Lúc này hắn chính là thành tựu chân tiên chi cảnh tu vi, hiện giờ ở đi xem quá thượng đan lô, lại là như cũ cảm thấy này đan lô tràn ngập cảm giác thần bí, nhìn cổ xưa tự nhiên, lại như cũ có thể hắn sử dụng. Cũng không biết trước mắt ở tiên giới luyện đan có thể hay không thừa nhận chủ thanh liên tiên hỏa đốt cháy, nếu có thể, vậy thuyết minh quá thượng đan lô thật sự bất phàm.
Đối với Dương Nghị Vân tới nói kỳ thật đi vào tiên giới trở thành một cái toàn hưng tay mơ, lại ở nào đó phương diện tới nói, cũng chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Có tốt có xấu ở bên trong. Hít sâu một hơi, khai lò đốt lửa. Thanh liên tiên hỏa nơi tay, đối với quá thượng đan lô đánh qua đi. Đối với luyện đan ngọn lửa khống chế, nhưng thật ra vội không xa lạ, thậm chí với hắn mà nói, ngựa quen đường cũ. Đây là liền ở tu chân giới luyện đan tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Thanh liên tiên hỏa cường đại, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đối ngọn lửa độ ấm cao thấp khống chế. Có thể nói, có thanh liên tiên hỏa tồn tại, đối hắn luyện chế tiên dược tới nói, làm ít công to. Nếu không tiên giới tiên dược tinh luyện đều là một môn khổ sai sự. Giai đoạn trước bước đi cơ bản nhất trí, đều là tinh luyện nước thuốc. Dương Nghị Vân trước luyện chế tiên nguyên đan, đây là tiên giới nhất thường dùng tiên đan, cơ hồ mỗi một cái tiên nhân đều yêu cầu. Bất quá tiên nguyên đan cũng là phân cao thấp phẩm chất. Mỗi một cái luyện đan sư đan phương phối trí bất đồng, sử dụng tiên dược phẩm cấp bất đồng, luyện chế thủ pháp từ từ bất đồng, luyện chế mà thành tiên nguyên đan, tự nhiên ở phẩm chất thượng liền có cao thấp. Bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng kỳ quân tiên nhân tiên nguyên đan đan phương luyện chế ra tới tiên đan, phẩm chất tự nhiên sẽ không kém. Chính là trong tay hắn tiên dược phẩm cấp không tính tốt nhất, nhưng cũng không tính kém cỏi nhất. Tuy rằng là nhất thường thấy tiên nguyên đan, nhưng sử dụng tiên dược lại có 10 loại nhiều, so Mỹ Kim thật nói đan còn nhiều 4 loại. Bất quá điểm này Dương Nghị Vân có thể tương đồng, tiên nguyên đan chủ yếu là cung cấp tiên nguyên lực. Chỉ cần là chất chứa tiên lực tiên dược lý luận thượng có bao nhiêu đều có thể dùng tới. Kỳ quân tiên nhân đan phương dùng thủy 10 loại tiên dược đảo cũng không nhiều lắm. Dương Nghị Vân vận chuyển thanh liên tiên hỏa đầu nhập tiên dược bắt đầu rèn luyện, đảo cũng không mới lạ, hơn nữa có thanh liên tiên hỏa tồn tại, ngược lại làm Dương Nghị Vân chấn động, tinh luyện nước thuốc tốc độ vượt mức bình thường mau. 10 loại tiên dược ngắn ngủn vài phút thời gian liền tinh luyện hoàn thành, có thể nói hoàn mỹ. Dương Nghị Vân còn chưa từng thể nghiệm quá tinh luyện nước thuốc như thế mau tốc độ, làm hắn trong lòng có thực sảng cảm giác. Đây đều là thanh liên tiên hỏa công lao. Lúc này mới chân chính cảm nhận được, lúc trước tạp mao điểu đối thanh liên tiên hỏa ở chế luyện chi đạo đánh giá một chút đều không khoa trương. Kế tiếp tiến vào dung hợp giai đoạn, đây là sử dụng sẽ là kỳ quân đan đạo thượng luyện đan tay quyết. Là tiên quyết phương pháp. Cứ việc ở trong óc đã suy đoán qua vô số lần. Nhưng Dương Nghị Vân vẫn là nhìn không được sẽ khẩn trương. Bất quá từ lúc bắt đầu hơi chút có chút mới lạ đến dần dần thụ thuần thục, đảo cũng còn tính thuận lợi, một hơi đánh ra thượng trăm tay tiên quyết, Dương Nghị Vân cũng cảm thấy cố hết sức, cái chán thấy hãn. Cuối cùng là kiên trì xuống dưới, cũng nắm giữ tiên quyết. Mặt sau thành đan, văn võ song trọng tiên quyết cùng nhau thi triển, càng đối ngọn lửa chuyển biến là cái đại khảo nghiệm, cũng là một âm một dương chi đạo, ở giao hòa. Đều không phải là tiên văn sau võ, khó khăn tăng lên rất nhiều. Đây cũng là kỳ quân đan đạo chỗ đặc biệt, hơi có phân tâm kém muộn, liền sẽ thất bại. Hơn nữa có ước chừng 360 nói tiên quyết, trong đó còn mang theo trọng điểm rèn luyện. Tầm thường luyện đan ở cuối cùng thừa thành đan giai đoạn, trực tiếp ngưng kết là có thể đan thành hoàn thành, nhưng kỳ quân đan đạo lại ngược lại là mấu chốt nhất, nhất phức tạp một đoạn lịch trình. 360 nói tiên quyết. Chia làm 9 lần một hơi thi triển, mỗi lần một hơi 40 nói tiên quyết, đều là rèn luyện, đối tinh luyện hoàn thành cũng muốn ngưng kết chung lại lần nữa tinh luyện tạp chất, 9 lần rèn luyện, đem tạp chất hoàn toàn rèn luyện ra tới, làm đan dược phẩm chất đạt tới tốt nhất giai đoạn. Đây là kỳ quân đan đạo đặc biệt cùng lợi hại. Không có cường đại tiên hỏa cùng thần hồn lực, trong cơ thể lực lượng chống đỡ, rất khó làm được. Hoặc là nói xác suất thành công sẽ rất thấp. Oanh! Ta sát! Bạo đan! Dương Nghị Vân luyện đan thất bại. Nhìn xuống không bạo thô một tiếng thô khẩu. Bất quá này cũng bình thường. Hắn tự mình an ủi, ta là ở luyện tiên đan, là kỳ quân đan đạo phương pháp, không phải bất đồng luyện đan, bình thường bình thường. Hít sâu một hơi, hắn một lần nữa luyện chế, may mắn luyện chế tiên nguyên đan tiên dược còn có đệ nhị phân. Lần đầu tiên luyện chế khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hơn nữa chủ yếu là kỳ quân đan đạo cuối cùng ở thành đan giai đoạn 9 lần rèn luyện là ở quá biến thái, đạo cũng có thể lý giải. Tiếp tục luyện chế. Lúc này đây có một lần thất bại kinh nghiệm sau, Dương Nghị Vân luyện chế thời điểm khống chế lực mạnh hơn nhiều. Mỗi một khai hắn rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một tay tiên quyết, đệ tam 360 tay. Ong! Quá thượng đan lô nội một tiếng run minh vang lên. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc thành công.
bỗng nhiên một chưởng đánh ra, mở ra đan lô. Tức khắc đan lô nội nổ bắn ra ra màu trắng ngà kim quang. Cùng với thấm tâm nhập phổi tiên đan khí vị, cùng cường đại tiên nguyên dao động. Cũng không có trong tưởng tượng tiên đan bay khỏi ra tới trường hợp, Dương Nghị Vân tặng một hơi, vung tay lên 9 viên tiên đan bay vào nơi tay. Mỗi một viên tiên đan đều trắng tinh vô cùng, phát ra trắng tinh vầng sáng, cơ hồ trong suốt, này thuyết minh từ trong ra ngoài không có một tia tạp chất tồn tại, hoàn toàn đạt tới tối cao phẩm chất. Xem như nhất thường thấy tiên nguyên đan, nhưng lại là tốt nhất phẩm chất. Dương Nghị Vân phi thường vừa lòng. Lưu lại một viên ăn vào đi, đem này dư 8 viên cất vào đan dược bình. 10 tức lúc sau, Dương Nghị Vân khóe miệng lộ ra ý cười, kỳ quân đan đạo quả nhiên không giống bình thường, tiên nguyên đan thuần tịnh đạt tới không cần luyện hóa, trực tiếp nuốt phục là có thể thực mau chuyển hóa thành trong cơ thể tiên nguyên lực trình độ. Ầm ầm ầm. Đang lúc Dương Nghị Vân tự nói hết sức, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Cái này làm cho hắn mày nhăn lại, còn chuẩn bị tiếp theo luyện chế giải độc đan, lại bị người quấy rầy. Chủ nhân Yến Xích Hà thanh âm vang lên. Chuyện gì, ta không phải nói ta bế quan không chuẩn quấy rầy sao? Dương Nghị Vân tuy rằng đối Yến Xích Hà thực khó chịu, nhưng như cũng đi qua đi mở ra phòng tu luyện môn. Ngoài cửa Yến Xích Hà nơm nớp lo sợ, hắn tự nhiên nghe ra Dương mẫu nhân cái này chủ nhân khó chịu, nhưng như cũng căng ra đầu nói, chủ nhân ta nếu không muốn quấy rầy ngài tu luyện, chính là bên ngoài tới một tự xưng là tiên đan lâu cái gì giả đại tiểu thư nữ tử, điểm danh muốn chúng ta đi ra ngoài. Ta nghe nói tiên đan lâu là tiên đan thành tam đại thế lực chi nhất, không dám làm chủ lúc này mới tới xin chỉ thị chủ nhân, vọng chủ nhân chuộc tội. Tiên đan lâu, giả đại tiểu thư, Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó nheo lại đôi mắt. Tiên đan lâu a, Dương Nghị Vân đáp ứng kỳ quân tiên nhân muốn phá hủy thế lực, còn chưa có đi tìm, lại là nhân gia trước đã tìm tới cửa. Trọng điểm là hắn nghe được giả đại tiểu thư 4 chữ. Một chút liền nghĩ tới phía trước ở quầy hàng lão nhân nơi nào nghe được cái kia nữ tử. Tuy rằng hắn lúc ấy xem cũng chưa xem liền vội vàng rời đi, nhưng lại nhớ rất rõ ràng, quầy hàng lão nhân xưng hô nói qua tiên đan lâu giả tiểu thư. Cái kia nữ tử cũng nói ra khắc văn đạo phù. Chỉ tiếc nàng tới chậm một bước, bị chính mình cấp lộng tới tay. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên trực tiếp tìm được rồi hắn. Hiện tại ngẫm lại ở tiên đan thành. Thân là tam đại thế lực tiên đan lâu thế lực cường đại hẳn là còn muốn vượt quá chính mình tưởng tượng. Có thể nhanh như vậy tìm được hắn đảo cũng chẳng có gì lạ. Trước mắt Dương Nghị Vân lo lắng chính là đối phương mục đích. 89/10 là bôn khắc văn đạo phù tới. Lại là không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu nhân gia đều tìm tới môn, mặc kệ thế nào, Dương Nghị Vân đều phải đi xem lại nói. Hơn nữa hắn cũng muốn hiểu biết tiên đan lâu cái này thế lực. Dựa theo Yến Xích Hà nói chuyện, cái kia cái gì giả đại tiểu thư chính là tiên đan lâu người. Mà hắn còn lại là tương lai muốn phá hủy tiên đan lâu người. Hít sâu một hơi đối Yến Xích Hà nói, đối phương tới bao nhiêu người. Hồi bẩm chủ nhân 3 cái kia cái gì giả đại tiểu thư mang theo 2 gã hình như là tùy tùng đại hán. Yến Xích Hà nói, đi xem, Dương Nghị Vân nhấc chân ra cửa. Liền đi liền hỏi nói, nhưng nhìn đến đối phương là cái gì tu vi? Yến Xích Hà nói, thuộc hạ không thấy môn, tạm thời không biết. Hai người nói chuyện chung, tới rồi cổng lớn, lúc này Tuyết Hương tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp đã đi tới nói, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân cười cười, nhìn đến Tuyết Hương hắn trong lòng không lý do nghiêm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn bên người còn có cái Tuyết Hương là đại la đỉnh cấp bậc cao thủ. Nói như vậy, luôn là có thể ứng phó một ít đột phát trạng huống, hắn liền không tin, tiên đan lâu người có thể không kiêng nể gì đến ở tiên đan thành tùy ý ra tay giết người nông nỗi. Nếu thật là như vậy, hắn cũng không phải dễ khi dễ. Yến Xích Hà thuê bằng cái này tiểu viện là thuộc về luyện tạo tiên minh kỳ hạ sản nghiệp, có phòng ngự kết giới tồn tại, không nói đến bên ngoài có hay không người có thể phá vỡ, đơn nhưng luyện tạo tiên minh danh hào, liền không phải là người bình thường dám phá hư. Tiên đan lâu tuy rằng ở tiên đan thành là thế lực lớn, chính là cùng luyện tạo tiên minh so sánh với lại vẫn là kém một đầu to. Nói trắng ra là, tiên đan lâu chỉ là một nhà thế lực, nhưng luyện tạo tiên minh là toàn bộ tiên giới chế độ sở hữu luyện chi đạo thế lực tạo thành quái vật khổng lồ, xa không phải tiên đan lâu có thể so. Cho nên đến bây giờ bên ngoài kia cái gì giả đại tiểu thư ở cuồng gõ cửa kêu to, lại không có chân chính đối cái này tiểu viện phòng ngự cấm chế phá hư.
Ầm ầm ầm. Nặng nề phá cửa thanh không ngừng ở vang lên. Mở cửa, ở không mở cửa, chúng ta vọt vào tới. Hào phóng thanh âm mang theo kiêu ngạo vang lên. Dương Nghị Vân cau mày đối Yến Xích Hà nói, mở cửa. Là, chủ nhân. Yến Xích Hà lấy ra tiểu viện ngọc bài chìa khóa đối với đại môn một hồi, tức khắc đại môn mở ra. Dương Nghị Vân dẫn đầu đi ra đại môn, Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà theo sát ở sau người, ba người ra đại môn liền nhìn đến, một tuổi thanh xuân nữ tử mang theo hai cái đại hán đứng ở ngoài cửa. Ai ra, rốt cuộc bỏ được ra tới a, tiểu soái ca ngươi làm tỷ tỷ ta hảo tìm a. Dương Nghị Vân vừa ra đi, 3 mét ở ngoài nữ tử liền nói lời nói, mang theo nghiền ngẫm chi nhất. Thanh âm này chính là cùng quầy hàng lão nhân đối thoại muốn màu xám cục đá thanh âm, Dương Nghị Vân tuy rằng không thấy quá, nhưng lại nhớ rõ thanh âm. Liếc mắt một cái xem qua đi, mặc kệ là cái này diện mạo kỳ thật thực bình thường lại họa dày đặc yêu dị nữ tử, vẫn là hắn bên người hai cái đại hán, không ai hắn có thể nhìn thấu tu vi. Bất quá điểm này Dương Nghị Vân không kỳ quái, muốn che giấu tu vi cảnh giới không bị người nhìn thấu, có rất nhiều che giấu tu vi cảnh giới công pháp đều có thể làm được, đương nhiên gặp phải tu vi cao hơn một đầu cường giả, liền không dùng được. Nghe nữ tử nói chuyện, Dương Nghị Vân tuy rằng đã đoán được nàng tìm tới môn một đường, giờ phút này lại là chỉ có thể giả ngu sung lăng nói, tại hạ với cô nương chưa từng gặp mặt, lại không biết cô nương tới cửa cái gọi là chuyện gì. Thiếu mẹ nó giả ngu, tiểu đệ đệ kia cầm đi cô nãi nãi coi trọng đồ vật, hiện tại giao ra đây, cô nãi nãi mua sắm, không chiếm ngươi tiện nghi. Giả hoa sen đối với khắc văn đạo phù trí tại tất đắc, lúc này cũng bất chấp cái gì mặt mũi. Thân là tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp cháu gái, giả ra hòn ngọc quý trên tay, nàng muốn đồ vật, thật đúng là không có không chiếm được, coi trọng đồ vật bị Dương Nghị Vân cấp nhanh chân đến trước, cái này làm cho giả hoa sen trong lòng nghẹn một hơi. Kế tiếp liền ở tiên đan thành phát động người tìm kiếm Dương Nghị Vân, chính là ngày đó lúc sau liền ở cũng không có gặp qua Dương Nghị Vân, nhưng là giả hoa sen không tin tà, thể nhất định phải tìm được cùng nàng gặp thoáng qua khắc văn đạo phù. Ở nàng nghĩ đến chính là nàng đồ vật. Chẳng qua trời xui đất khiến sai rồi một chén trà nhỏ công phu, đã bị một cái vô danh tiểu tử cấp đến đi rồi. Nghẹn một hơi giả hoa sen mãn tiên thành tìm kiếm, kết quả lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân ngày đó lúc sau trực tiếp liền bế quan không ra tới quá. Lần này liền đi qua tam đại chu thiên, tương đương với tu chân giới 3 năm. Cuối cùng giả hoa sen sốt ruột, không nghĩ vận dụng tiên đan lâu thế lực bị người biết hắn ở tìm khắc văn đạo phù, nhưng chung quy thời gian lâu lắm, sợ đêm dài lắm mộng. Vận dụng tiên đan lâu thế lực tìm kiếm, rốt cuộc ti a được nơi này. Nàng không biết chính là, bởi vì phát động bọn họ tiên đan lâu thế lực mãn thành tìm kiếm một người sự tình, bị rất nhiều thế lực đều đã biết, cũng biết ngày đó giả hoa sen cùng quầy hàng lão nhân đối thoại việc. Làm rất nhiều thế lực biết một cái vô danh tiểu tử ở bên đường quầy hàng mua đi rồi một khối vô cùng có khả năng là khắc văn đạo phù cục đá. Giờ phút này ngay cả giả hoa sen chính mình cũng không biết, bởi vì khắc văn đạo phù, toàn bộ tiên đan thành đều đã tại ám lưu kích động. Nghe đối phương nói chuyện, Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, cô nương nói cái gì, tại hạ nghe không rõ. Ha ha, cô nãi nãi bất hòa tiểu tử ngươi vòng vo, nói thật cho ngươi biết, cô nãi nãi kêu giả hoa sen, là tiên đan thành tam đại thế lực chi nhất tiên đan lâu người, ở nói cho ngươi tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp là ông nội của ta. 3 năm trước đây ngươi ở Đông Thành hàng vỉa hè bên đường 700 tiên thạch mua đi rồi một khối kim tinh thạch, đồng thời đem một khối màu xám cục đá coi như thêm đầu lấy đi. Hôm nay tìm ngươi cô nãi nãi muốn ngươi trong tay kia khối màu xám cục đá, yên tâm không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi 7.000 tiên thạch, kia khối màu xám cục đá ở trong tay ngươi vô dụng. Ở giả hoa sen nghĩ đến, Dương Nghị Vân ngày đó chính là trong lúc vô ý lấy đi kia khối màu xám cục đá, có lẽ căn bản là không biết màu xám cục đá trong vòng có khắc văn đạo phù sự tình. Ngẫm lại cũng là, khắc văn đạo phù việc, liền tính là nàng cái này tiên đan lâu đại tiểu thư, cũng là từ sách cổ nhìn thấy tin tức, bằng không căn bản là sẽ không biết. Tiểu tử này như thế nào sẽ biết? Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, nhìn giả hoa sen nói, ngượng ngùng, ta thích cất chứa kỳ thạch, tới tay đồ vật không bán. Ngươi có biết hay không ngươi là ở cùng ai nói lời nói? Nếu tới rồi tiên đan thành, nên rõ ràng chúng ta tiên đan lâu là cái dạng gì thế lực đi, tiểu đệ đệ xin khuyên ngươi một câu, làm người muốn thức thời, nếu không đã chết rất đáng tiếc, ngươi nói có phải hay không? Giả hoa sen lời này nói ra, đã mang lên nồng đậm uy hát yêu ta chi ý. Nếu là đổi cá nhân nói, có lẽ lúc này cũng liền đến khuất phục lúc.
Đáng tiếc nàng gặp phải chính là Dương Nghị Vân, một cái không chịu uy hát yêu ta người, càng là một cái nhất định phải cái tiên đan lâu làm người trên. Ha ha, đừng uy hát yêu ta ta, ta Dương Nghị Vân chưa bao giờ sợ uy hát yêu ta, là ta đồ vật, ta không nghĩ bán, ngươi có thể như thế nào? Huống hồ thật sự cho rằng tiểu gia ta không biết kia khối màu xám cục đá là cái gì sao? Nói thật cho ngươi biết, Khắc Văn Đạo Phù đã bị ta luyện hóa, ngươi hết hy vọng đi, lại mẹ nó uy hát yêu ta tiểu gia, tiểu tâm tiểu gia ta không thương hương tiếc ngọc. Dương Nghị Vân bị giả hoa sen cấp khí cười, tiên đan lâu người nếu đều là bực này đức hạnh, như vậy hắn nhưng ứng kỳ quân tiên nhân, muốn phá hủy tiên đan lâu, kia cũng liền không có gì gánh nặng tâm lý. Giả hoa sen bị Dương Nghị Vân trực tiếp dỗi lại đây, trong lúc nhất thời còn có chút phát ngốc, càng là nghe được Dương Nghị Vân cư nhiên nói ra Khắc Văn Đạo Phù, cái này nàng phản ứng lại đây, lúc này thoạt nhìn cũng không phải người bình thường là sẽ không biết Khắc Văn Đạo Phù. Hơn nữa ngữ khí thái độ vô cùng cường ngạnh, cũng không biết hắn cái gì lai lịch, liền nghe được tự xưng Dương Nghị Vân, giả hoa sen lòng có chút không chắc, tiểu tử này có thể hay không cùng luyện tạo tiên minh Dương gia có quan hệ. Nàng biết luyện tạo tiên minh có cái Dương gia một mạch, chính là tiên giới luyện tạo tiên minh cao tầng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, liền tính là các nàng tiên đan lâu cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, muốn thật là luyện tạo tiên minh Dương gia người, như thế nào sẽ ở tại bực này đơn sơ nơi. Hơn nữa được Khắc Văn Đạo Phù đã sớm đã hồi luyện tạo tiên minh mới là, hắn lại không có đi. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thử xem mới được, nếu không nàng giả hoa sen há có thể cam tâm. Ngay sau đó giả hoa sen hừ lạnh một tiếng nói, luyện hóa Khắc Văn Đạo Phù lại như thế nào, cô nãi nãi giết ngươi, Khắc Văn Đạo Phù làm theo là của ta. A đại, a nhị giết hắn. Giả hoa sen vung tay lên trực tiếp làm bên người hai gã tùy tùng ra tay. Dương Nghị Vân nghe nàng hạ lệnh nói chuyện, lại là hai tròng mắt hàn quang lấp lánh. Nữ nhân này xem ra không phải người lương thiện. Nhưng tiểu gia ta tuy rằng từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng kia chỉ biết đối thiện lương hạng người, đối với người bực này rắn giết hạng người nữ nhân, cũng có lạt thủ tồi hoa thủ đoạn. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Lúc này Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương đồng thời tiến lên một bước, Dương Nghị Vân lại dừng tay nói, các ngươi đừng nóng vội. Ta gặp bọn họ. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân thân hình vừa động lại là đã biến mất không thấy. Lưu lại Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương sững sờ ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, lại là không biết Dương Nghị Vân có thể hay không đối phó được giả hoa sen bên người hai cái đại hán. Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Tuyết Hương mở miệng nói, chủ mẫu kia hai cái đại hán là cái gì tu vi? Chủ mẫu, Tuyết Hương đối cái này xưng hô vẫn là lần đầu tiên nghe được, cũng không rõ có ý tứ gì, có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, trả lời Yến Xích Hà nói, cái kia nữ tử có thượng phẩm kim tiên tu vi, hai cái đại hán đều là kim tiên đại viên mãn. A chủ nhân sợ không phải đối thủ. Yến Xích Hà vừa nghe Tuyết Hương nói ra ba người tu vi cảnh giới, tức khắc liền vì Dương Nghị Vân lo lắng lên. Hắn đối Tuyết Thơm giải không nhiều lắm, chỉ biết Tuyết Hương là một sừng long trong hồ xuất hiện vị nào, có đại la cấp bậc thực lực tu vi, vẫn luôn liền đi theo Dương Nghị Vân bên người. Từ hắn bái Dương Nghị Vân là chủ sau, đối Tuyết Hương cũng liền có một cái nhận thức thượng xưng hô, kêu nàng chủ mẫu lại cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên đây là Yến Xích Hà chính mình định nghĩa. Đến nỗi Tuyết Hương vừa mới tiếp xúc ngoại giới, đối này đó dù sao hoàn toàn không biết gì cả, cũng không cái gọi là. Mà Yến Xích Hà cũng là không thấy thấu giả hoa sen ba người tu vi cảnh giới, nhưng hắn biết Tuyết Hương hẳn là có thể thấy được tới, liền thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới ba người tu vi đều phải vượt qua Dương Nghị Vân cái này chủ nhân. Đương nhiên đối với thượng phẩm kim tiên giả hoa sen Yến Xích Hà nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì nàng còn không có động thủ, liền tính nàng động thủ tin tưởng Dương Nghị Vân cũng có thể ứng đối, rốt cuộc năm đó hắn chính là chính mắt thấy quá Dương Nghị Vân có thủ đoạn tới sát thượng phẩm kim tiên. Hiện tại liền lo lắng hai cái kim tiên đại viên mãn đại hán Dương Nghị Vân có thể hay không đánh thắng được vấn đề. Nhìn xem đang nói. Ta cảm giác hắn biến cường. Tuyết Hương nhìn chằm chằm giữa sân nhìn không chớp mắt nói. Yến Xích Hà nghe Tuyết Hương nói như thế, trong lòng cũng là không lý do buông lỏng, hắn biết Tuyết Hương trong miệng, hắn, chính là nói chủ nhân Dương Nghị Vân. Từ nhận thức đi theo ở Dương Nghị Vân bên người gần nhất, Yến Xích Hà liền chưa từng có nghe được quá, Tuyết Hương xưng hô Dương Nghị Vân mặt khác cái gì xưng hô, đều là ngươi hoặc là hắn linh tinh kêu. Ngay sau đó quả nhiên, giữa sân biến hóa dị thường rõ ràng đột biến lên. Ở Yến Xích Hà cùng Tuyết Nốt Hương chung, chỉ thấy Dương Nghị Vân thân hình trong nháy mắt biến mất lúc sau,
tái xuất hiện thời điểm, lại là trống rỗng xuất hiện ở hai cái đại hán phía sau. Mà hai cái đại hán tựa hồ một chút ít đều không có nhận thấy được Dương Nghị Vân xuất hiện. A đại A nhị tiểu tâm. Giờ khắc này lại là giả hoa sen kinh hô ra tiếng. Làm một người thượng phẩm kim tiên, giả hoa sen cảm nhận được Dương Nghị Vân không giống bình thường, ở nàng cảm thụ chung Dương Nghị Vân không biết dùng cái gì bí pháp thủ đoạn trống rỗng xuất hiện ở A đại cùng A nhị phía sau. Người sau căn bản liền không có phát hiện, giả hoa sen cũng không có cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người xuất hiện quá cái gì năng lượng dao động. Đây là phi thường khủng bố sự tình. Ở giả hoa sen trong mắt Dương Nghị Vân thi triển căn bản là không phải thân pháp, không có chút nào quỹ đạo cùng năng lượng xuất hiện, hoàn toàn giống như là trong nháy mắt xuyên qua. Thế cho nên A đại cùng A hai lượng cái đường đường kim tiên đại viên mãn cấp bậc cao thủ, thế nhưng không có một cái phát hiện Dương Nghị Vân xuất hiện ở bọn họ phía sau. Giả hoa sen kinh hô nhắc nhở hai cái thủ hạ, nhưng nàng nhắc nhở quá muộn. Chạm vào. A phốc. Lại thấy Dương Nghị Vân bỗng nhiên đối với kêu A đại cùng A hai lượng đại hán tạp ra hai quyền ở phía sau hành. Ở nặng nề chung, này hai cái đại hán kêu thảm thiết hộc máu, nháy mắt đã bị Dương Nghị Vân tạp bay đi ra ngoài, dừng ở trăm mét ở ngoài. Lúc sau trên người bốc lên màu xanh lục ngọn lửa, thế nhưng ở trong nháy mắt thân thể đều hư không tiêu thất. Đây là đã chết A. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu, tán với vô hình. Đây là cái gì khủng bố thủ đoạn? Giả hoa sen cả người lông tơ đứng chổng ngược. Ngay sau đó toàn thân kim quang chợt lóe, sắc mặt trắng bệch sắc vận chuyển bí pháp vèo một chút thoát đi hiện trường, cũng không quay đầu lại xa độn rời đi. Không đi không được a. Dương Nghị Vân thủ đoạn quá mức quỷ dị, có thể nói khủng bố. A đại cùng A nhị so nàng tu vi cao một bậc, kim tiên đại viên mãn đều bị Dương Nghị Vân ngay lập tức chi gian xử lý, huống chi là nàng. Tuy rằng nàng trong mắt Dương Nghị Vân chỉ là một cái trung phẩm chân tiên, nhưng là vừa rồi đối A đại A nhị ra tay, nàng xem cũng chưa thấy rõ, mau tới rồi vô pháp quan sát nông nỗi, thật sự là đáng sợ. Giả hoa sen quyết đoán, trước tiên chạy thoát, không trốn nàng cũng khó thoát Dương Nghị Vân bực này quỷ dị vô cùng thủ đoạn. Chủ nhân chạy thoát, Yến Xích Hà cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ý tứ muốn hay không truy. Ta biết. Đừng động. Dương Nghị Vân nhìn giả hoa sen rời đi phương hướng trầm tư nói. Hắn kỳ thật không tính toán sát giả hoa sen, có thể nói là cố ý thả chạy nàng, hắn có hắn tính toán. Tiên đan lâu còn tồn tại, nhất định phải phá hủy, chính là Dương Nghị Vân biết hiện tại hắn thực có thể lay động, không thể trực tiếp chính diện đối thượng. Nếu là giết giả hoa sen cái này tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp cháu gái, không thể nghi ngờ liền chọc tổ ong vào vẽ. Đến lúc đó tiên đan lâu xúc động khả năng sẽ là rất nhiều cao thủ, lúc ấy liền không phải hắn có thể ứng phó. Cho nên giả hoa sen tạm thời không thể giết, ngược lại thả chạy giả hoa sen, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, hoặc là nói sẽ là một cái nước ấm nấu ếch xanh biện pháp. Bởi vì giả hoa sen tổn thất hai cái thủ hạ, cũng biết khắc văn đạo phù ở trong tay hắn, tất nhiên sẽ phái người tiến đến. Nhưng tương đối tới nói phái tới người sẽ không quá nhiều, cũng nên không phải rất cường đại người tiến đến. Cho nên bực này thời điểm tới mấy cái hắn sẽ nghĩ cách sát mấy cái, ở chém giết chung trưởng thành, với hắn mà nói lại là chuyện tốt, có lợi cho chính mình tu luyện. Hơn nữa trọng điểm là sát tiên đan lâu người, tương đương bắt đầu thực hiện chính mình đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn. Như thế cứ thế mãi, cũng chẳng khác nào đang không ngừng suy yếu tiên đan lâu lực lượng, chờ đã có chiều một ngày hắn tu vi đạt tới nhất định trình tự, chính là cùng tiên đan lâu cuối cùng quyết đấu, hoàn toàn phá hủy tiên đan lâu thời điểm. Bất quá tiếp được nhật tử khả năng gặp qua tương đối gian nan một ít, bọn họ không thể ở đãi ở chỗ này. Rốt cuộc địa phương bại lộ đã bị giả hoa sen biết, lại đến rốt cuộc không phải là kim tiên cấp bậc, hoặc là nói không phải một cái hai cái, tất nhiên sẽ có chuẩn bị tiến đến đối phó chính mình. Nói trắng ra là, hắn sở dĩ có thể nháy mắt hạ gục hai cái kim tiên đại viên mãn tiên nhân, dựa vào là mưu lợi cùng xuất kỳ bất ý. Cũng là hai cái kim tiên đại viên mãn đối hắn coi khinh. Không có nhiều ít phòng bị. Mà hắn còn lại là sử dụng vừa mới khắc văn đạo phù, ngay lập tức thi triển không gian chi lực, không có mang theo một chút ít năng lượng dao động, trực tiếp xuất hiện ở hai cái kim tiên đại viên mãn cao thủ phía sau, xuất kỳ bất ý ra tay giết địch. Đương nhiên Dương Nghị Vân càng minh bạch chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng liền tính là đánh lén cũng một chút không thể làm hai cái kim tiên đại viên mãn cao thủ chí mạng, cho nên hắn ra quyền thời điểm dùng tới thanh liên tiên hỏa. Đây mới là chân chính nháy mắt hạ gục hai cái kim tiên đại viên mãn nguyên nhân. Ai rốt cuộc cũng là vận khí chiếm đa số, càng là đối phương khinh địch gây ra,
mới có hắn nháy mắt hạ gục thành công. Nếu đối phương đã sớm phòng bị nói, chẳng sợ hắn thúc giục khắc văn đạo phù không gian chi lực cùng thanh liên tiên hỏa, cũng không nhất định có thể lay động bọn họ. Rốt cuộc không gian chi lực thi triển vẫn là có cực hạn, chỉ có phạm vi 10 mét trong vòng mới được, nếu là vượt qua cái này phạm vi hoàn toàn chính là gà chợ. Mặc kệ là dựa vào khắc văn đạo phù vẫn là thanh liên tiên hỏa, đều yêu cầu gần người chiến đấu mới có thể hiệu quả. Nếu đối phương đối chính mình viễn trình công kích, đến lúc đó chạy trốn chính là hắn. Lần này lúc sau, Dương Nghị Vân tin tưởng giả hoa sen trở về ngẫm lại nhất định có thể nghĩ đến chút cái gì, đến lúc đó lại lần nữa tiến đến sẽ có phòng bị. Cho nên Dương Nghị Vân biết bọn họ đến đổi địa phương. Không thể chờ giả hoa sen lại lần nữa mang đến tiến đến tìm phiền toái. Hắn yêu cầu tăng lên thực lực mới có thể đối chiến. Đương nhiên hắn cũng không tính toán rời đi Tiên Đan Thành, dù sao Tiên Đan Thành cũng đủ đại, toàn bộ Tiên Sơn chính là một tòa thành, một tòa thành chính là một tòa Tiên Sơn, một cái thế giới, tùy tiện đổi cái địa phương, chỉ cần tiểu tâm một ít, đều đủ giả hoa sen tìm hắn một trận. Đương nhiên Tiên Đan Thành là giả hoa sen sân nhà, Dương Nghị Vân tin tưởng, nàng nhất định có thể tìm được chính mình, bất quá không sao cả, chờ đợi tìm chính hắn thời điểm, chính là lại lần nữa chiến đấu chém giết thời điểm. Lúc ấy hắn tin tưởng chính mình cũng đã tăng lên thực lực tu vi. Dương Nghị Vân có cái này tự tin, bởi vì hắn có kỳ quân tiên nhân nhất lấy làm tự hào ba loại đan phương, cũng đủ hắn không ngừng tăng lên thực lực tu vi. Chủ nhân chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Yến Xích Hà nhìn không được lo lắng hỏi, hắn chính là biết Tiên Đan Lâu ở Tiên Đan Thành thế lực rất lớn, Dương Nghị Vân chém giết Tiên Đan Lâu lâu chủ giả hoa sen hai cái thủ hạ, nàng tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Đi rồi. Đổi cái địa phương tiếp tục tu luyện đó là, không có gì hảo lo lắng, ha ha. Dương Nghị Vân ha hả cười, tiếp đón Tuyết Hương một tiếng liền đi. Chính là chủ nhân chúng ta hiện tại sợ là ra không được đi, giả hoa sen đào tẩu bằng Tiên Đan Lâu thế lực, nàng ra lệnh một tiếng Tiên Đan Thành Đông Nam Tây Bắc tứ đại cửa thành đều sẽ phong kín. Không trung phía trên có tồn tại cấm chế đại trận, chúng ta ra không được ai. Yến Xích Hà vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Ai nói phải rời khỏi Tiên Đan Thành? Người chủ nhân ta ở Tiên Đan Thành còn có đại sự không làm, sao lại rời đi, chẳng qua là đổi cái địa phương tạm thời tránh né giả hoa sen mà thôi. Yên tâm đi, bổn chủ nhân biết ngươi đang lo lắng cái gì, hết thảy người chủ nhân ta tự do so đo. Yến Xích Hà thấy Dương Nghị Vân cái này chủ nhân chút nào không thèm để ý bộ dáng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Dương Nghị Vân phía sau trực tiếp đi. Bất quá mới vừa đi tới hai bước Yến Xích Hà lại hỏi, chủ nhân chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Hiện tại sợ là trong thành. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta không vào thành, đi trong núi, này còn không phải là có sẵn núi lớn sao, Tiên Đan Thành không chỉ có phồn hoa náo nhiệt đường phố, tự nhiên cũng có mênh mang núi lớn, đừng quên nơi này nói là một tòa tiên thành, nhưng cũng là một tòa tiên sơn đại thế giới. Tiến vào trong núi tránh né một đoạn thời gian có thể, đến lúc đó ở ra tới chính là Tiên Đan Thành đại sơn mạch đi vào vài người, bọn họ tìm kiếm lên sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Nghị Vân biên đi ngẩng đầu nhìn về phía mênh mang tiên sơn. Yến Xích Hà cũng gật đầu phụ họa nói, này đến cũng là ta chính là nghe nói Tiên Đan Thành hảo chút đại sơn mạch chỗ sâu trong có vô cùng cường đại tiên thú tồn tại, không phải cao thủ chân chính không dám vào núi. Ba người vừa đi một bên nói chuyện phiếm, đảo cũng nhẹ nhàng, cũng không có phía trước như vậy khẩn trương. Đương nhiên càng nhiều thời điểm là Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà đang nói chuyện. Đến nỗi Tuyết Hương vốn dĩ chính là cái rất ít nói chuyện người, mà thần ma điểu đã sớm ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai ngủ rồi. Như thế Dương Nghị Vân mang theo Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương hơn nữa thần ma điểu tiến vào núi lớn chung. Bọn họ thuê bằng xuống dưới tiểu viện vốn dĩ chính là núi lớn dưới chân. Mà giả hoa sen trở về lúc sau cũng đích xác như Dương Nghị Vân sở liệu, tương đồng Dương Nghị Vân ra tay một ít mấu chốt chỗ, mang theo người lại lần nữa giết trở về. Kết quả lại phát hiện tiểu viện đại môn rộng mở, đã sớm người đi nhà trống. Bất quá giả hoa sen tổn thất liền cái kim tiên đại viên mãn thủ hạ, hoặc là nói là Tiên Đan Lâu tổn thất mặt mũi, kinh động Tiên Đan Lâu cao tầng. Từ nay về sau Tiên Đan Lâu đối toàn thành phát ra đối Dương Nghị Vân ba người truy nã, đem ba người hình ảnh thả xuống ở Tiên Đan Thành các đường phố, cũng bắt đầu rồi đại điều tra. Chẳng qua từ lúc bắt đầu giả hoa sen phương hướng liền sai rồi. Cho rằng Dương Nghị Vân tránh ở Tiên Đan Thành chỗ nào đó, không nghĩ tới Dương Nghị Vân căn bản không có tiến vào náo nhiệt phố xá sầm uất, mà là trực tiếp vào núi. Chuyện này chờ đến giả hoa sen phục hồi tinh thần lại thời điểm,
đã là 10 năm luân lúc sau, cũng liền tiên giới 10 ngày, hạ giới 10 năm thời gian. 10 năm chung Dương Nghị Vân nhưng không nhàn rỗi, đương nhiên là lời phía sau. Dương Nghị Vân ba người tiến vào Minh Mang Tiên Sơn lúc sau, tìm một chỗ sơn động ẩn cư xuống dưới sau, sở làm chuyện thứ nhất, chính là nghĩ cách thay đổi Yến Xích Hà dung mạo cùng khí tức, làm Yến Xích Hà xuống núi, cho hắn mua sắm luyện chế Mỹ Kim Thật Nói Đan tiên dược. Mua sắm tiên dược yêu cầu tiên thạch, Dương Nghị Vân trên người còn thừa không có mấy, liền tính đem Yến Xích Hà trên người cướp đoạt thêm lên cũng là không đủ. Bởi vì luyện chế Mỹ Kim Thật Nói Đan sở cần tiên dược nhưng đều không phải tầm thường tiên dược. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết tăng giá cách như thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không thấp. Không tiên thạch là không được. Cũng may Dương Nghị Vân bên người có một cái phú bà Tuyết Hương. Tuyết Hương ở nàng một sừng long hồ sinh tồn vô số năm tháng, tích lũy tiên thạch chính là chồng chất như núi giống nhau. Cho nên Dương mỗ nhân đem chú ý đánh vào Tuyết Hương trên người. Bất quá trước đó, Dương Nghị Vân đầu tiên phải cho Yến Xích Hà làm đầu đổi mặt. Điểm này hắn có rất nhiều biện pháp, năm đó ở Vạn Yêu Sơn mạch cứ như vậy trải qua. Hắn có trăm năm thần thông, có thể thay đổi bề ngoài, điểm này truyền thụ cấp Yến Xích Hà nhưng thật ra đơn giản. Mà thay đổi hơi thở bí pháp năm đó lão nhân truyền thụ hắn một loại càng cao cấp, hiện tại cũng không biết Yến Xích Hà có thể hay không tu luyện thành công, hoặc là nói không tồn tại tu luyện thành công không thành công vấn đề, mà là cái gì thời gian có thể tu luyện thành vấn đề. Sở dĩ trước tống cổ Yến Xích Hà đi mua sắm tiên dược, là bởi vì Yến Xích Hà đối tiên giới một ít môn môn đạo đạo quen thuộc, hơn nữa hắn hiện tại đắc tội giả hoa sen, mục tiêu quá lớn, không thích hợp đi trước, liền tính có thể thay đổi dung mạo gì đó, cũng là tồn tại nhất định nguy hiểm. Trước mắt hắn còn tưởng tiếp tục luyện đan nghiên cứu một chút, cho nên làm Yến Xích Hà đi trước náo nhiệt là nhất thích hợp bất quá sự. Sơn động bên trong, Dương Nghị Vân nhìn đem thay đổi bề ngoài cùng khí tức bí pháp truyền thụ cho Yến Xích Hà, chỉ là không nói cho Yến Xích Hà tên, để tránh trêu chọc không cần thiết phiền toái. Khác không nói, hắn từ lão nhân trong miệng chính là biết trăm biến tinh quân ở tiên giới tên tuổi cũng là rất lớn. Chủ nhân ngài, ngài hai loại bí pháp dựa không đáng tin cậy a. Thay đổi dung mạo cùng khí tức bí pháp rất nhiều, nhưng là ở cao thủ trước mặt cũng là thực dễ dàng bị xuyên qua a. Yến Xích Hà thực lo lắng chính mình vận mệnh, vừa mới đắc tội tiên đan thành thế lực lớn, chủ nhân khiến cho hắn xuống núi đi mua sắm tiên dược. Hiện tại Yến Xích Hà thực hoài nghi chính mình cái này chủ nhân có phải hay không ở hố chính mình. Đừng vô nghĩa, cho người ba cái tiểu chu thiên thời gian tu luyện hoàn thành, mặt khác không cần lo lắng, bổn chủ nhân bực này bí pháp, chính là thế gian số một số hai bí pháp, không phải ngươi trong tưởng tượng kia chờ bình thường bí pháp, chỉ cần không gặp phải vượt qua ngươi ba cái đại cảnh giới cao thủ, không ai có thể xuyên qua ngươi, đương nhiên trọng điểm là đừng chiến đấu, cùng người chiến đấu ngươi tự thân hơi thở liền sẽ bại lộ ra tới. Chỉ cần ngươi tiểu tâm một chút liền thành, chính là xuống núi đi mua sắm tiên dược mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tu luyện, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi. Dương Nghị Vân đối Yến Xích Hà thực không kiên nhẫn. Yến Xích Hà gặp gỡ như vậy một cái chủ nhân chính mình cũng thực bất đắc dĩ, không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, vùi đầu bắt đầu tu luyện hai loại bí pháp. Dương Nghị Vân chỉ cho Yến Xích Hà ba cái tiểu chu thiên, cũng chính là tầm thường ba ngày thời gian, trên thực tế Yến Xích Hà chi dùng hai ngày liền đem hai loại bí pháp tu luyện nối liền. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, Yến Xích Hà tốt xấu là kim tiên, học tập bực này bí pháp, so với tu chân giới mau nhiều, hắn khi đó là người tu chân, mà hiện tại đối ứng chính là tiên giới tiên nhân. Chủ nhân thuộc hạ học xong, thay đổi dung mạo ta nhìn xem. Ngay sau đó Yến Xích Hà biến thành một cái cố tình mỹ thiếu niên. Một lần nữa biến Dương mẫu nhân nhíu mày. Lại đến Yến Xích Hà dung mạo biến thành một cái lão nhân. Hắn bổn tướng liền tầm thường trung niên nhân. Hiện tại biến hóa thành mỹ thiếu niên cùng lão nhân bộ dạng, xem ở Dương Nghị Vân trong mắt thấy thế nào đều biệt nữ. Trong óc linh quang chợt lóe, Dương mỗ nhân khóe miệng xấu xa cười, đột nhiên nghĩ tới hắn trong ấn tượng rất sâu, lại cũng thích nhất kia bộ điện ảnh, trong đó dâu sổm Yến Xích Hà hình tượng hiện lên ở trong óc. Cười hắc hắc nói, thiếu chút nữa quên mất, nếu ngươi tên gọi Yến Xích Hà, như vậy dung mạo nên cũng xứng đôi mới là, dựa theo cái dạng này tới thay đổi. Dứt lời lúc sau, Dương mẫu nhân vung tay lên, một cái dâu sồm hung thần ác sát pháp lực ngưng tụ hình ảnh xuất hiện. Ách, chủ nhân này cũng quá xấu đi, Yến Xích Hà tỏ vẻ phản đối. Nói nhảm cái gì, ta nói cho ngươi, cái này dâu sồm hình tượng ở nhà ngươi chủ nhân lòng ta, chính là nhất đẳng nhất chờ ngưu nhân,
làm tiểu tử ngươi biến thành hắn bộ dáng, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, nhanh lên bắt đầu. Dương Mẫu Nhân mắng thúc giục. Ở Dương Mẫu Nhân uy dưới, Yến Xích Hà chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngay sau đó một cái đầy mặt râu sồm, hung thần ác sát người đứng ở Dương Nghị Vân trước mặt. Đường Yến Xích Hà hoàn toàn biến thành Dương Nghị Vân cảm nhận chung cái kia râu sồm hình tượng sau, như vậy trong nháy mắt hắn có chút thất thần. Khi còn nhỏ có nãi nãi trốn học xem băng ghi hình thơ ấu ký ức xuất hiện, thực hoài niệm lúc ấy. Chủ nhân giống không giống. Lúc này Yến Xích Hà mang theo A Du cùng thật cẩn thận hỏi chuyện. Rồi sau đó đánh gãy Dương Nghị Vân xuất thần. Về sau nói chuyện lớn tiếng một chút, muốn hung thần ác sát, vị này tính cách là hào sảng vô cùng, đông cứng thô cuồng, tâm địa thiện lương, hiệp nghĩa tâm địa người, thử lại Dương Mẫu Nhân không tự chủ được muốn cho Yến Xích Hà biến thành chân chính dâu xồm. Ách, hảo, chủ nhân giống không giống, Yến Xích Hà lần này đề cao thanh âm. Ở thô cuồng một ít, hung ác một ít. Giống không giống. Lại đến, có điểm hương vị. Giống không giống, Yến Xích Hà giống giận, trừng mắt, hung thần ác sát. Đúng đúng đúng, chính là cái hương vị, bảo trì, về sau nói chuyện làm việc đều như vậy, ha ha. Dương Mẫu Nhân rốt cuộc cười, ở trên tay hắn râu sồm xuất hiện một cái tiên giới bản. Mấy cái canh giờ sau, Yến Xích Hà dung mạo cùng khí tức hoàn toàn đại biến, xinh đẹp biến thành Dương Mẫu Nhân trong lòng chùa lan như cái kia đại hiệp râu sồm. Rồi sau đó phía sau có một phen thật lớn dưới kiếm sơn mà đi. Đương nhiên đi thời điểm, Dương Nghị Vân từ Tuyết Hương nơi nào phế đi hảo một phen nước miếng muốn tới một vạn hạ phẩm thiên thạch, làm Yến Xích Hà mang theo đi mua sắm tiên dược. Làm Dương Mẫu Nhân buồn bực chính là, Tuyết Hương ở hắn xem ra, cái gì cũng tốt, nhưng chính là có một chút không tốt, không phát hiện nàng cư nhiên thực tham tiền cũng thực keo kiệt. Vì muốn một vạn thiên thạch, hắn thiếu chút nữa đã kêu Tuyết Hương tổ tông. Ngay từ đầu chỉ cấp Dương Nghị Vân 100, sau lại ma phá mồm mép sốt cuộc muốn tới một vạn hạ phẩm thiên thạch. Chờ Yến Xích Hà đi rồi, Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Hương cười khổ nói, Tuyết Hương a, lúc trước trên mặt đất quán lão nhân nơi nào mua sắm kim tinh thạch, ngươi còn thực khẳng khái nói cho ta rất lớn kim tinh thạch, hiện tại hướng ngươi yếu điểm tiên thạch, ngươi như thế nào như vậy keo kiệt đâu. Tuyết Hương nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười nói, ta thích lấp lánh sáng lên sáng lấp lánh đồ vật. Hơn nữa tới rồi tiên đan thành sau, ta mới phát hiện tiên thạch có thể mua rất nhiều đồ vật a, đó là ta tiên thạch, ta mới không cho ngươi. Dương Mẫu Nhân nghe Tuyết Hương nói chuyện, như bị sét đánh, nửa ngày nói không ra lời. Tạo nghiệt a, vào đời quả nhiên chính là một cái đại chảo nhuộm, lúc này mới bao lâu ngươi đi học sẽ này đó. Dương Mẫu Nhân kêu rên một tiếng. Hắn lúc trước mang theo Tuyết Hương rời đi thời điểm, Tuyết Hương thu đi như vậy nhiều tiên thạch bảo vật, Dương Mẫu Nhân nghĩ chính là nhà đầu này phản chấn thiên chân đơn thuần, như vậy nhiều tiên thạch bảo bối gì đó đặt ở trên người nàng, còn không đều là của hắn. Bàn tính như ý đánh đùng vang, hiện tại mới phát hiện, nhà đầu này đã bắt đầu lây dính thị sẽ hơi thở. Đương nhiên nói đến cùng Tuyết Hương vẫn là long một loại, hắn biết nhưng phàm là long tộc trời sinh liền đối một ít lấp lánh đồ vật có cất chứa đam mê. Không nghĩ tới Tuyết Hương cũng không ngoại lệ. Cái này làm cho Dương Mẫu Nhân vô cùng buồn bực. Hắn kế tiếp nếu không đoạn luyện đan tăng lên thực lực tu vi, nhưng không thể thiếu tiên thạch mua sắm tiên dược, như thế nào từ nha đầu này trong tay không ngừng lừa tới tiên thạch, khả năng chính là một cái đại nhiệm vụ. Bất quá từ hôm nay lần đầu bắt đầu, liền như thế gian nan, Dương Mẫu Nhân nghĩ mặt sau sợ là càng không hảo lừa, nha đầu này là thiên chân đơn thuần, tâm trí không tính cao, nhưng đó là bởi vì không nhập thế, không bị thế tục hơi thở lây dính. Cũng không phải ngốc. Lúc này mới mang theo nàng gần ở tiên đan thành đi rồi một vòng, liền như vậy khôn khéo, về sau nhưng làm sao bây giờ? Không được, về sau vẫn là tận lực làm nha đầu này thiếu tiếp xúc ngoại giới hảo. Vẫn là phải cho nàng tẩy tẩy não mới được, bằng không anh em tu luyện tài nguyên từ đâu tới đây đâu. Nghĩ đến đây Dương Mẫu Nhân cũng không luyện đan, chuẩn bị cấp Tuyết Hương tẩy não. Tuyết Hương a, tới tới đã tới tới làm, chúng ta nói chuyện nhân sinh. Vung tay lên Dương Mẫu Nhân ở trong sơn động bãi trí một bộ gia cụ, sofa trà cụ đầy đủ mọi thứ, mấy thứ này nàng càn khôn không gian chính là không ít. Lúc trước rời đi địa cầu thời điểm, đặt mua mấy chục bộ đều ở càn khôn hồ chứa đựng. Người tưởng gạt ta tiên thạch. Tuyết Hương nhìn Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Nga không đúng không đúng, ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Ngươi đừng nghĩ gạt ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuyết Hương một bộ cảnh giác bộ dáng. Phốc, Dương Mẫu Nhân cái kia buồn bực a.
Ngươi có thể đọc tâm. Không phải đọc tâm, là ta tâm hồn cảm giác, Tuyết Hương nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân sửng sốt hỏi, tâm hồn cảm giác đó là cái gì thần thông? Cũng không xem như thần thông, phải nói là tu luyện ra tới một loại tu luyện thiên phú, mỗi một cái sinh linh đều có thể tu luyện ra tới, ngươi cũng có thể thử xem. Tuyết Hương nói, ách ta cũng có thể tu luyện ra tới, cái này tâm hồn cảm giác muốn như thế nào đi tu luyện? Dương Nghị Vân bất chi bất giác đối Tuyết Hương lời nói cảm thấy hứng thú. Hắn lại là không phát hiện, vốn là phải đối nhà đầu này tẩy não, kết quả ở bất chi bất giác chung ngược lại bị nàng cấp chuyển rời đến một cái khác đề tài thượng. Bất quá đây là có quan hệ tu luyện, cũng là Dương mẫu nhân cảm thấy hứng thú một loại tu luyện. Tâm hồn cảm ứng này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Lại một lần chứng kiến thức. Bất quá hắn cũng biết tu luyện chi đạo vốn chính là huyền diệu vô cùng, thay đổi liên tục, này cũng không kỳ quái. Lập tức lại truy vấn nói, Tuyết Hương cái này cái gì tâm hồn cảm ứng, có thể đang nói cụ thể điểm sao, muốn như thế nào mới có thể tu luyện. Tuyết Hương đối với Dương mẫu nhân không có gì giấu giếm, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật tu thành tâm hồn lớn nhất chỗ tốt chính là, có thể đối nguy hiểm có cảm giác mặt khác sinh linh đối với người tốt xấu. Có chút sinh linh đối với người phát ra sát ý người có thể phát hiện, nhưng đây là đến từ ngoại giới phát ra sát ý, nhưng nếu nội tâm sinh ra sát ý là không có biện pháp phát hiện. Lúc này nếu có tâm hồn thần thông nói, là có thể cảm nhận được đối phương sát ý, do đó làm ra phòng bị. Mà tâm hồn chỗ tốt nhưng không đơn giản như thế, tu luyện đến trình độ nhất định, là có thể cảm giác đến địch nhân đối với ngươi ra tay phương vị, nhưng thật ra ngươi là có thể làm ra ứng đối, phản giết kẻ địch. T. Nghe đến đó sau Dương Nghị Vân nhìn không được hít hà một hơi, cuối cùng một đoạn này mới là lợi hại nhất, không nghĩ tới tâm hồn cảm giác còn có thể có như vậy diệu dụng. Hắn không đánh gãy Tuyết Hương, nghe nàng tiếp tục nói. Chỉ nghe Tuyết Hương tiếp tục nói, tâm hồn tu luyện còn có một cái chỗ tốt là có thể cảm giác đến một ít tầm thường khó có thể phát hiện sự vật, đối nguy hiểm từ từ, có thể nói có tương đối biết trước năng lực, bất quá như thế nào tu luyện ta là thật không biết. Phốc không biết ngươi như thế nào tu luyện, Dương Nghị Vân nhìn không được ra tiếng. Kỳ thật ta cũng là mấy ngày nay mới có tâm hồn cảm giác, hẳn là rời đi đáy hồ lúc sau, ta tâm tình rất tốt nguyên nhân. Đương nhiên cũng cùng ngươi tặng cho ta sinh mệnh chi thủy có quan hệ, làm ta huyết mạch thăng hoa, thế cho nên ta huyết mạch truyền thừa nhiều ra tâm hồn cảm ứng cái này thiên phú. Nhưng là truyền thừa ký ức nói cho ta, thế gian sinh linh kỳ thật đều là có thể tu luyện ra bản thân tâm hồn cảm ứng thần thông, cho nên ngươi có thể nếm thử một chút. Ta tâm hồn xem như truyền thừa thiên phú, vô pháp truyền thụ cho ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi tu luyện tâm hồn địa phương chính là trái tim, tâm hồn cảm ứng là từ trái tim bắt đầu. Có lẽ ngươi có thể từ máu xuống tay. Tuyết Hương sau khi nói xong, nhìn Dương Nghị Vân, vẻ mặt thiên chân vô tà. Mà Dương mẫu nhân lại là nửa ngày vô ngữ, nói nửa ngày, nhân ra đây là huyết mạch truyền thừa, chỉ là cho chính mình một phương hướng. Đến, tâm hồn tu luyện điểm này, tạm thời đánh đổ đi. Trở về sau có thời gian nghiên cứu đi, tuy rằng biết tu luyện phương hướng trong tim, nhưng là... Đó là trái tim A, làm không hảo là muốn người chết. Không có bất luận cái gì manh mối thí nghiệm, hắn vẫn là thôi đi, hắn còn không muốn chết. Không vui mừng một hồi, làm Dương Nghị Vân thực buồn bực. Nhiệt huyết lãnh đi lúc sau, chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện, đã quên mục đích của chính mình là phải cho Tuyết Hương tẩy não, muốn từ nha đầu này trong tay lừa tiên thạch. Hiện tại nhìn xem nàng chớp chớp mắt to, vẻ mặt thiên chân đơn thuần bộ dáng, Dương mẫu nhân thở dài một tiếng, vẫn là thôi đi. Nam tử hán đại trượng phu. Kiếm tiên thạch chính mình nghĩ cách đi, lừa một cái tiểu cô nương tiền tài không phải cái gì sáng rọi sự. Cứ việc hắn biết như vậy nhiều tiên thạch, Tuyết Hương cầm không nhất định hữu dụng, hắn vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Hảo đi, ta bế quan luyện đan, côn bằng chứng giao cho ngươi chiếu cố. Vung tay lên Dương Nghị Vân côn bằng chứng xuất hiện ở sơn động. Tốt, Tuyết Hương bảo hộ ở côn bằng chứng bên người. Mỗi một cái đại chu thiên đều yêu cầu cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng. Trong khoảng thời gian này Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương là thay phiên tới. Kế tiếp thời gian, Dương Nghị Vân chờ đợi Yến Xích Hà trở về, hắn tiếp tục luyện đan, còn có một đường giải độc đan luyện chế. Tuy rằng là tương đối thường dùng đơn giản tiên đan, nhưng với hắn mà nói có thể rèn luyện luyện đan tay quyết, chờ Yến Xích Hà trở về, là có thể luyện chế Mỹ Kim Thật Nói Đan. Thời gian quá đem thực mau, chỉ chớp mắt ba cái đại chu thiên qua đi, Dương Nghị Vân luyện chế ra một đường giải độc tiên đan. Phẩm chất như cũ là thượng thừa. Cái này làm cho hắn đối kỳ quân đan đạo càng có tin tưởng.
đan dược rèn luyện tiên quyết thật sự có thể nói nghịch thiên, lại kém tiên đan, trải qua kỳ quân đan đạo tiên quyết rèn luyện phương pháp, đều có thể đem tạp chất rèn luyện không còn một mảnh, làm tiên đan phẩm chất thành lần tăng lên. Tiên giới ba cái đại chu thiên thời gian, chính là hạ giới ba ngày thời gian. Cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút lo lắng, Yến Xích Hà sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lẽ ra chính là xuống núi mua sắm một ít tiên dược mà thôi, cũng nên đã trở lại. Thu hồi giải độc tiên đan, Dương Nghị Vân đứng dậy chuẩn bị rời núi động đi xem Yến Xích Hà. Tuyết Hương ngồi ở côn bằng chứng trước, tiến vào tu luyện trạng thái. Dương Nghị Vân không quấy rầy hắn, mới vừa đi sơn động khẩu, liền nhìn đến Yến Xích Hà thân ảnh xuất hiện ở sơn khẩu cửa. Chủ nhân ta đã trở về. Yến Xích Hà gào thét lớn giọng nói chuyện, mặt mang sát khí, nhìn thực hung ác. Hắn vẫn luôn nhớ rõ Dương Nghị Vân đối hắn yêu cầu, muốn hung thần ác sát một chút, dọc theo đường đi đều ở luyện tập, lại là phát hiện chính mình thích bực này lớn giọng gầm rú nói chuyện thanh âm. Không phát hiện đi tiên dược chợ kiếm lời một vòng, rất nhiều người đều đối bộ dáng của hắn có kính sợ, cái này làm cho Yến Xích Hà cảm giác thực sảng. Dương Nghị Vân nghe Yến Xích Hà lớn giọng, nhìn hắn hung thần ác sát bộ dáng, cười, gia hỏa này còn đừng nói, thực sự có vài phần giống dâu sổm Yến Xích Hà. Khụ khụ hai tiếng nói, nhưng thuận lợi. Hết thảy thuận lợi, chủ nhân ngài muốn tiên dược đều mua được, tổng cộng tam phân, hoa rớt 9.300 viên tiên thạch, cũng thật quý. Bất quá còn hảo, luôn là không chậm trễ chủ nhân luyện đan, thuộc hạ nhiều chạy thật nhiều ra, mới thấu đủ số lượng. Còn có A, vẫn là chủ nhân ngài anh minh, toàn bộ tiên đan thành đều dán đầy chúng ta ba cái hình ảnh, chúng ta bị tiên đan lâu toàn thành truy nã, nếu không phải ta thay đổi dung mạo. Không chừng một chút sơn đã bị tiên đan lâu người bắt. Chủ nhân ngài là không biết, hiện tại toàn bộ tiên đan thành người đều biết ngài trong tay có khắc văn đạo phù, nhưng không đơn giản là tiên đan lâu cái kia giả hoa sen muốn tìm ngươi, đánh giá rất nhiều thế lực đều ở tìm ngươi đâu, cũng không biết chúng ta ở chỗ này còn có thể trốn bao lâu. Thuộc hạ lo lắng bọn họ sớm hay muộn sẽ lục soát sơn, đến lúc đó nhưng làm thế nào mới tốt. Yến Xích Hà mang theo thô cuồng lớn giọng nói chuyện. Tiểu tử ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, ta lại không phải kẻ điếc, đừng quấy rầy Tuyết Hương tu luyện, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái rắm, bên ngoài đi hộ pháp, ta muốn luyện đan. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn Yến Xích Hà liếc mắt một cái, đi đem sơn động chỗ sâu trong, xuống tay bắt đầu luyện đan. Đối với Yến Xích Hà sở giảng bọn họ ba cái bị toàn thành truy nã việc, ở trong dự liệu, khá vậy đúng là như thế, Dương Nghị Vân cũng cảm thấy gấp gáp, cần thiết muốn tăng lên thực lực mới được. Chỉ có thực lực tu vi tăng lên mới có thể đi ra ngoài, ở có thể không cần trốn tránh. Hiện tại hắn phải nhờ vào kỳ quân tiên nhân ba loại chiêu bài đan dược tăng lên tu vi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Dương Nghị Vân đem tam phân tiên dược lấy ra tới, tiến vào luyện đan trạng thái. Có phía trước luyện chế tiên nguyên đan giải hòa độc tiên đan kinh nghiệm, lần này thượng thủ nhưng thật ra ổn định vững chắc, hết thảy thuận lợi. Bất quá Mỹ Kim thật nói đan, chung quy không phải bình thường tiên đan. Đệ nhất lò đan dược hoàn thành hắn dùng một năm thời gian, đệ nhị cùng đệ tam lộ thêm lên, dùng một năm rưỡi thời gian, làm được quen tay hay việc. Tam lò Mỹ Kim thật nói tiên đan rốt cuộc luyện chế thành công, mỗi một lò 9 viên, trang tam bình. Dương Nghị Vân thu công lúc sau trực tiếp dùng đệ nhất viên. Hắn muốn biết chính mình luyện chế Mỹ Kim thật nói đan, cùng lúc trước cùng Đỗ Kiệt Bân ở Đại La Tiên Phủ được đến có cái gì bất đồng, công hiệu có thể hay không kém. Rốt cuộc ở Đại La Tiên Phủ kỳ quân luyện đan động được đến chính là kỳ quân tiên nhân tự mình luyện chế tiên đan, lúc này dùng còn lại là chính hắn luyện chế. Cũng không biết chính mình hiện tại dùng công hiệu còn có thể có bao nhiêu, bất luận cái gì đan dược chỉ cần dùng quá một lần, lần thứ hai kẻ thứ ba dùng thường thường công hiệu liền sẽ kém rất nhiều. Nhưng là Mỹ Kim thật nói tiên đan chung quy là kỳ quân tiên nhân vì này chặt đứt tánh mạng đan dược, Dương Nghị Vân tin tưởng hẳn là vẫn là có tác dụng. Điểm này kỳ quân đan sách thượng cũng giảng thuật quá. Đường đệ nhất viên Mỹ Kim thật nói đan ăn vào đi sau, oanh một tiếng, tiên đan khổng lồ năng lượng ở trong cơ thể nổ tung. Dương Nghị Vân còn lại là sắc mặt vui vẻ, cái này cảm giác cái này năng lượng cùng lúc trước hắn nuốt phục thời điểm giống nhau, nói cách khác hắn luyện chế Mỹ Kim thật nói đan phẩm chất thượng cùng kỳ quân tiên nhân luyện chế giống nhau. Hắn luyện chế Mỹ Kim thật nói đan nội loại chất chứa năng lượng cùng kỳ quân tiên nhân cái này luyện đan thiên tài luyện chế vô khác biệt. Đây là Dương Nghị Vân cảm thấy tự hào. Hắn rốt cuộc yên tâm, kế tiếp hấp thu tăng lên thượng, lại là làm hắn khổ hạ mặt. Mỹ Kim thật nói đan công hiệu nhỏ. Hắn hiện tại là trung phẩm chân tiên cảnh giới,
dùng đệ nhất viên đi xuống lúc sau cảm giác càn khôn nói nguyên chi nội lực lượng tăng trưởng mới không đến hai thành, phải biết rằng lúc trước hắn từ Đại La Tiên Phủ ra tới, dùng ba viên Mỹ Kim Thật nói đan, khiến cho hắn từ sơ phẩm thiên tiên bước vào tới rồi sơ phẩm chân tiên chi cảnh, cái này khác biệt đối Dương Mỗ Nhân tới nói chính là có chút kém. Này cũng thuyết minh một vấn đề, cùng loại tiên đan liên hệ dùng vài lần lúc sau, công hiệu sẽ dần dần giảm xuống, đây là hằng cổ bất biến. Cũng may tạm thời còn hữu dụng, tăng trưởng không đến hai thành lực lượng, vậy tiếp tục dùng, dù sao hắn luyện chế tam lò, vẫn luôn dùng đi xuống chính là, thẳng đến không có hiệu quả quá vì này lại nói. Tiếp được Dương Nghị Vân tiếp tục dùng. Đệ nhị viên, đệ tam, một hơi Dương Nghị Vân ăn vào 9 viên, suốt một đường Mỹ Kim Thật nói đan. Sau đó trong thân thể hắn oanh một tiếng, luôn là xem như đột phá tới rồi thượng phẩm chân tiên chi cảnh. Dựa theo kỳ quân đan sách ghi lại, bình thường dưới tình huống, chân tiên chi cảnh tiên nhân dùng 3 viên Mỹ Kim Thật nói đan là có thể đột phá đến kim tiên trình tự. Nhưng hắn cố tình chính là cái quái thai, suốt một lò 9 viên Mỹ Kim Thật đan, cũng mới từ trung phẩm chân tiên đột phá đến thượng phẩm chân tiên, đừng nói kim tiên, chính là chân tiên đại viên mãn cũng chưa tới. Còn có 2 bình 18 viên Mỹ Kim Thật nói đan, Dương Nghị Vân vừa thấy, cắn răng một cái một hơi nuốt vào suốt một lọ. Hắn cũng không tin còn đột phá không đến kim tiên trình tự. Trên thực tế kim tiên trình tự là hắn lần này mong muốn thấp nhất cảnh giới. Ầm vang. Phía trước từng viên dùng còn không cho là đúng, cái này một hơi 9 viên, tức khắc ở trong thân thể hắn toàn bộ nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang. A, à, điển hình tự làm bậy không thể sống. Dương Mỗ Nhân là đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực. Tựa như ăn bánh bao giống nhau, một đám ăn xong đi, có thể quay lại đây có thể tiêu hóa, hiện tại hắn lại một hơi ăn 9 bánh bao, tức khắc liền dạ dày liền chuyển bất quá cong. Huống chi này đổi là tiên đan, kỳ quân tiên nhân ứng cho rằng ngạo tiên đan. Một hơi 9 viên năng lượng nháy mắt ở trong cơ thể nổ tung. Khổng lồ năng lượng hắn hấp thu luyện hóa không kịp, liền phải căng bạo bụng giống nhau, nhịn không được gầm rú một tiếng. Đây là kêu thảm thiết a. Qua nha nha, tiểu hỗn đản ngươi đây là ở tìm đường chết a. Giờ phút này trên vai ngồi xổm thần ma điểu bị Dương Nghị Vân chu lên bừng tỉnh, thần ma điểu vừa tỉnh tới liền thấy được Dương Nghị Vân tình huống. Cả người trên mặt đều có mạch máu bạo khởi, điển hình muốn thân thể tạc nứt bộ dáng. Đây là thời điểm liền tính là muốn cho người hỗ trợ, bên ngoài cũng nghe không đến, bởi vì Dương Mỗ Nhân tu luyện thời điểm, ở sơn động chỗ sâu trong bầy ra kết giới. Bên người cũng chỉ có một cái thần ma điểu. Nhưng thần ma điểu vừa thấy, không được a, Dương Mỗ Nhân đây là muốn quải thiết tấu, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Dương Mỗ Nhân trước người đan dược bình, nơi nào còn không biết tiểu tử này là nuốt đại lượng đan dược, chính mình một chút tiêu hóa không được, đây là phải bị đan dược lực lượng căng bạo tiết tấu. Mắt thấy Dương Mỗ Nhân chính mình đều khống chế không được trong cơ thể năng lượng, thần ma điểu cũng sốt ruột. Đối nó tới nói, Dương Mỗ Nhân nhưng bất tử. Đã chết nó phiền toái liền lớn, cùng trời cao tà cái kia lão hỗn đản chi gian từng có ước định, muốn bảo Dương Nghị Vân tiểu tử này. Nếu là Dương Nghị Vân đã chết, trời cao tà cái kia lão hỗn đản trong tay có chính mình đồ vật, đã có thể vĩnh viễn lấy không trở lại không nói, chưa chừng còn sẽ bị cái kia lão hỗn đản cấp lộng chết. Nhược kê, siêu cấp đại nhược kê, hỗn trướng tiểu vương bát đản a, chính ngươi tìm đường chết, còn muốn liên lụy lão tử đi theo ngươi cùng nhau chịu tội a, nhược kê a. Thần ma điểu nguyền rủa Dương Nghị Vân, phụt phụt chớp động cánh, đối với Dương Nghị Vân giữa mày mổ đi xuống. Lại là thần ma điểu trong miệng thốt ra một giọt kim sắc máu, tức khắc xông vào Dương Nghị Vân giữa mày. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Nghị Vân giữa mày kim sắc đại tác phẩm, ong một tiếng, hiện lên một con ba chân điểu, toàn thân kim quang lộng lẫy, như là đắm chìm trong kim sắc trong ngọn lửa giống nhau. Ngay sau đó chớp động một chút cánh, thật lớn cánh chim đem Dương Nghị Vân hoàn toàn bao vây đi vào. Hóa thành một cái kim sắc kén. Khúc cong kim quang lập lòe dựng lên, lại có thể nhìn đến có khắc văn ở lưu động. Mà lúc này thần ma điểu còn lại là, binh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lập tức uể oải không phấn chấn. Trực tiếp nằm ở trên mặt đất, chậm rãi khép lại đôi mắt, trong miệng như cũ lẩm bẩm tự nói mắng, người cái siêu cấp đại nhược kê, lão tử bản mạng tinh huyết a, muốn mệnh. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Có thể thấy được thần ma điểu lần này là thật sự xuất huyết nhiều. Mà Dương Nghị Vân đâu? Hắn ở một hơi nuốt ăn vào 9 viên Mỹ Kim Thật nói đan sau, bị 9 viên tiên đan khổng lồ năng lượng đồng thời nổ tung lúc sau, trong cơ thể trong nháy mắt đã bị căng bạo,
càn khôn nói nguyên đều phát ra răng rắc một tiếng, hoàn toàn mất khống chế. Mặc kệ hắn làm như thế nào vận chuyển công pháp, đều không kịp đem toàn bộ bạo đi năng lượng hấp thu luyện hóa, kinh mạch cùng mạch máu đứt từng khúc mở ra. Trong lòng chua xót chính mình quá lòng tham, sớm biết rằng vẫn là từng viên tới dùng luyện hóa hảo, cái này hảo, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình phải bị 9 viên tiên đan năng lượng căng nổ tan xác mà chết. Muốn xong đời a. Ở trong lòng chua xót hết sức, hắn nghe được thần ma điểu ở mắng hắn. Nhưng lúc này làm sao có thời giờ đi để ý tới này chỉ tạp mao điểu. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, liền ở hắn cảm giác muốn xong đời thời điểm, tràn ngập tơ máu, thất khiếu đều ở đổ máu dưới tình huống, hai mắt bị máu mơ hồ là lúc, lại là mơ hồ nhìn thấy thần ma chim bay tới, ở hắn giữa mày mổ một chút. Nhưng mà hắn lại cái gì đều làm không được, tùy ý thần ma điểu một mổ. Rồi sau đó liền cảm nhận được, giữa mày chỗ bỗng nhiên truyền đến một khắc cổ trích nhiệt thả có càng vì khổng lồ lực lượng, ngay sau đó truyền khắp hắn toàn thân. Lúc này Dương Nghị Vân chỉ nghĩ mắng thần ma điểu, này chỉ tạp mao điểu bỏ đá xuống giếng, tiểu gia trong cơ thể đều mau bị khổng lồ năng lượng căng bạo, người mẹ nó còn cấp tiểu gia ta hướng trong cơ thể giáo huấn càng vì lực lượng cường đại. Ta còn không phải là nhổ sạch ngươi lông chim, mắng quá ngươi sao? Đến nỗi như vậy muốn cho ta chết. Nhưng mà hắn trong lòng càng mắng thần ma điểu thời điểm, lại là phát hiện không thích hợp. Thần ma điểu ở chính mình giữa mày một mổ chi lực, cũng không có trong tưởng tượng ra tốc hắn nổ tan xác, ngược lại cổ lực lượng này tiến vào trong cơ thể lúc sau, bắt đầu trấn áp trong thân thể hắn Mỹ Kim thật nói đan năng lượng. Là hoàn toàn tính áp đảo nghiền áp. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, Dương Nghị Vân phát hiện thần ma điểu đưa vào tới này cổ trích nhiệt chi lực, cũng không có đối chính mình trong cơ thể tạo thành phá hư. Ngược lại là ở hỗ trợ, tuy rằng cực nóng, nhưng không có bất luận cái gì phá hư. Ngay lập tức chi gian dung hợp tiến vào toàn thân tan vỡ mạch máu chung, rồi sau đó lưu chuyển hướng về phía trái tim. Giờ phút này trong cơ thể cục diện được đến khống chế, Dương Nghị Vân vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa công, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đồng thời cũng nghe tới rồi thần ma điểu cuối cùng suy yếu mắng thanh, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai tạp mao điểu là ở giúp hắn. Hơn nữa nó đưa vào trong cơ thể lực lượng là nó bản mạng tinh huyết. Cứ việc có một bụng nghi vấn, nhưng là Dương Nghị Vân lão không kịp hỏi thần ma điểu, bởi vì trong cơ thể tình huống với hắn mà nói chỉ là tạm thời chuyển biến tốt đẹp, hắn phải bắt được cơ hội, sạch sẽ hấp thu luyện hóa tiên đan năng lượng. Trừ cái này ra thần ma điểu đưa vào tới cực nóng lực lượng, cũng là càng vì khủng bố lực lượng, cứ việc dung nhập vào hắn trong máu, thậm chí tiến vào trái tim, chính là thật thật tại tại năng lượng tồn tại với thân thể trong vòng. Nếu là không luyện hóa, chung quy là nguy hiểm sự, chỉ có đem chi luyện hóa biến thành lực lượng của chính mình, mới tính an toàn. Trong cơ thể lực lượng không hề lung tung xé rách lúc sau, Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn tạo hóa công, nhưng thật ra thấy hiệu quả. Kinh mạch cùng bạo liệt mạch máu cũng đều bắt đầu chữa trị, càn khôn nói nguyên cũng ngay sau đó chuyển biến tốt đẹp, hết thảy rốt cuộc thượng quỹ đạo. Thời gian ở vô thanh vô tức chung qua đi, Dương Nghị Vân quên mất hết thảy. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi tu luyện chung. Trong lúc trong thân thể hắn nổ vang 5 lần. Lần đầu tiên là hắn rốt cuộc bước vào chân tiên đại viên mãn chi cảnh, lần thứ hai là lại lần nữa đột phá, bước vào sơ phẩm kim tiên chi cảnh. Đương lần thứ 5 nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân từ tu luyện trạng thái tỉnh lại. Bởi vì trong cơ thể sở hữu lực lượng đều bị hắn luyện hóa hấp thu. Mà giờ phút này hắn còn lại là tu vi đạt tới kim tiên đại viên mãn trình tự. Đương nhiên đây là ở hắn không biết dưới tình huống tu luyện đến kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên, chính hắn đầu tiên bị khiếp sợ. Này! Dương mẫu nhân mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đã là kim tiên đại viên mãn trình tự. Tương đương là liên tiếp nhảy 5 cái tiểu cảnh giới, từ thượng phẩm chân tiên chi cảnh trực tiếp đến kim tiên đại viên mãn. Này mẹ nó là ảo giác đi! Dương mẫu nhân tự nói. Chính mình đều không thể tin tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lần tu luyện hơi kém không nổ tan xác mà chết, hiện tại lại là trực tiếp đến kim tiên đại viên mãn. 5 cái cấp bậc tiểu cảnh giới liền như vậy ngốc ngốc vượt qua tới. Dương Nghị Vân nội coi cả buổi, rốt cuộc xác định, này không phải nằm mơ, hắn Dương mẫu nhân hiện tại là thật đánh thật kim tiên đại viên mãn tu vi. Kim tiên A. Vẫn là đại viên mãn. Ở tiến thêm một bước nhưng chính là Đại La Thượng Thiên. Như vậy xem Dương Nghị Vân đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nhớ rõ một khắc trước trong cơ thể, còn ở sông cuộn biển gầm, phá
phải bị dùng một lần nuốt vào 9 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan căng bạo. Lúc này lại là thành tựu kim tiên cảnh giới cao nhất. Thật sự là có một câu cảm khái, đời người như giấc mộng huyễn. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Dương Nghị Vân dần dần hoàn hồn, cũng mơ hồ đã biết chính mình đây là có chuyện gì. Hắn biết chỉ cần 9 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan lực lượng, nhưng không có như vậy cường đại. Bởi vì hắn lần đầu tiên một viên tiếp theo một viên dùng Mỹ Kim Thật Nói Đan đồng dạng là 9 viên lượng, nhưng lại gần là từ giữa phẩm chân tiên tiến vào thượng phẩm chân tiên chi cảnh. Lần thứ hai cứ việc là dùng một lần 9 viên tiên đan cùng nhau dùng, còn kém điểm nổ tan xác mà chết, liền tính là đem lần thứ hai 9 viên tiên đan dược lực toàn bộ luyện hóa, từ thượng phẩm chân tiên bước vào chân tiên đại viên mãn đều rất khó, bởi vì dược hiệu sẽ một lần so một lần nhược, không có khả năng bước vào kim tiên chi cảnh. Cho nên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tạp mao điểu nguyên nhân. Tạp mao điểu ở hắn sắp nổ tan xác thời điểm, nhớ rõ ở giữa mày một mổ. Sau đó trong thân thể hắn liền tiến vào một cổ cực nóng kim sắc lực lượng, Dương Nghị Vân biết đó là máu. Kim sắc máu, cũng mơ hồ nhớ rõ tạp mao điểu mắng quá nói cái gì bản mạng tinh huyết, tựa hồ rất nhiều thịt đau bộ dáng. Hiện tại nghĩ đến có thể đạt tới hiện tại kim tiên đại viên mãn cảnh giới, tất nhiên là tạp mao điểu kia một giọt kim sắc bản mạng tinh huyết công lao. Như vậy tưởng tượng nói, Dương Nghị Vân trong lòng cũng liền bình thường trở lại, hắn nhớ rõ lần đầu tiên cùng tạp mao điểu gặp mặt cảnh tượng. Tạp mao điểu nhỏ giọt một giọt máu đều có thể làm một gốc cây khô mộc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, rất là thần kỳ. Bất quá kia một lần tạp mao điểu chảy ra máu là màu đỏ, hẳn là trong cơ thể bình thường máu mà thôi. Chính là lúc này đây tạp mao điểu cho chính mình lại là kim sắc máu, hơn nữa là bản mạng tinh huyết. Này đó rốt cuộc có thể nghĩ thông suốt. Tạp mao điểu trên người một giọt bình thường màu đỏ máu đều có thể làm khô mộc tái sinh, huống chi là tạp mao điểu kim sắc bản mạng tinh huyết. Như thế có thể cứu chính mình một mạng, hơn nữa làm hắn tu vi từ thượng phẩm chân tiên trực tiếp bước vào kim tiên đại viên mãn, kéo dài qua 5 cái tiểu cảnh giới, này liền có thể nghĩ thông suốt. Hiện tại Dương Nghị Vân tò mò là tạp mao điểu rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nó một giọt bình thường máu có thể làm khô mộc tái sinh, một cái bản mạng tinh huyết có thể cứu hắn cơ hồ nổ tan xác bên cạnh không xong trạng thái, còn có thể làm hắn trực tiếp vượt độ 5 cái tu luyện cảnh giới, thẳng tới kim tiên đại viên mãn. Này quả thực ở Dương Nghị Vân xem ra, có thể nói là thần tích. Rất khó tưởng tượng tạp mao điểu thứ này rốt cuộc là cái gì địa vị. Chẳng lẽ thứ này thật là tam giới đệ nhất thần ma điểu? Trước kia Dương Nghị Vân đối thứ này khẩu hiệu, động bất động liền tam giới đệ nhất thần ma điểu là khịt mũi coi thường, mà hiện tại hắn nội tâm lại là ẩn ẩn có chút tin. Không có thần ma thủ đoạn, há có thể làm chính mình tu vi một lần đến kim tiên đại viên mãn chi cảnh. Cái gì là thần ma? Dương Nghị Vân không có rõ ràng nhận thức, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn biết tạp mao điểu tuyệt đối không phải một con bình thường điểu. Nghĩ đến đây, hắn lúc này mới nhớ lại tới, thần ma điểu tựa hồ phía trước cho chính mình một giọt bản mạng tinh huyết lúc sau, ở mắng chung giống như nghe được hắn thực suy yếu bộ dáng, lúc này không biết tạp mao điểu đi đâu vậy. Đối với cái này cứu chính mình mệnh đại công thần, Dương Nghị Vân hiện tại trong lòng đã xảy ra thì tốt hơn biến hóa. Quả đen, kêu to mọi nơi vừa thấy, Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người, lại là thấy được tạp mao điểu liền ở cách đó không xa nằm ngay đơ chung. Đầu tiên là trong lòng căng thẳng, rồi sau đó lại là buông lỏng. Hắn ánh mắt đầu tiên xem qua đi, tưởng chính là thứ này sẽ không thật treo đi. Nhưng ngay sau đó lại là nhìn đến tạp mao điểu trên người ẩn ẩn có ánh sáng hiện ra, này liền thuyết minh nó còn không có quải, có lẽ chỉ là tiến vào tự mình ngủ đông trang quá. Rốt cuộc phóng xuất ra một giọt bản mạng tinh huyết, xem như xuất huyết nhiều. Tạp mao điểu bản mạng tinh huyết không đơn giản. Nhìn qua hẳn là đại thương nguyên khí. Dương Nghị Vân không dám quấy rầy, nhưng lại đem tạp mao điểu thu vào càn khôn hồ không gian, còn không biết tạp mao điểu sẽ khi nào tỉnh lại. Rồi sau đó Dương Nghị Vân cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi xuống, hắn yêu cầu hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của mình. Tu vi cảnh giới tốt nhất nói. Đã xác định, hắn hiện tại chính là thật đánh thật kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Trọng điểm là hắn cảm giác chính mình trái tim tựa hồ có một ít bất đồng, điểm này nhất định cùng tạp mao điểu bản mạng tinh huyết có rất lớn quan hệ. Đương nhiên hắn không phải lo lắng có hại, nếu tạp mao điểu cứu chính mình, liền sẽ không hại hắn. Mà là hắn đã nhận ra thân thể thượng tựa hồ có một ít bất đồng, hoặc là nói căn nguyên trong tim địa phương bất đồng. Dù sao tạp mao điểu máu bị hắn hấp thu, điểm này sẽ không sai.
hiện tại hắn quan tâm chính là, sẽ cho chính mình mang đến cái gì. Nội coi lúc sau, Dương Nghị Vân thấy được chính mình trái tim, ánh mắt đầu tiên xem qua đi không có gì bất đồng, cùng bình thường giống nhau. Chẳng qua máu tuần hoàn tốc độ so ngày thường càng thêm nhanh chóng, đây là chuyện tốt. Nhưng trừ cái này ra, giống như không biến hóa. Nhưng Dương Nghị Vân nội tâm lại là có cảm, hắn trái tim đã xảy ra biến hóa. Nhìn không ra tới, lại là có thể cảm giác được. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thật giống như là chính mình trong lòng nhiều một con mắt giống nhau cảm giác. Đối một ít để ý sự tình tương đối mẫn cảm. Nội coi nhìn không tới, nhưng trong lòng lại biết. Tựa hồ là biết trước. Từ từ. Biết trước cảm. Dương Nghị Vân trong óc bỗng nhiên xẹt qua một đạo tia chớp. Đột nhiên nhớ tới phía trước cùng Tuyết Hương nói chuyện phiếm, nhớ rõ Tuyết Hương đối hắn nói qua tâm hồn cảm giác. Hảo tưởng chính là nói có tâm hồn, là có thể có vô hình chung biết trước năng lực. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân bỗng nhiên kích động lên, càng nghĩ càng là cảm giác có khả năng. Trách không được hắn trong lòng sẽ sinh ra loại này ý tưởng. Đây là biết trước cảm đi. Trái tim bên trong tựa hồ có một con mắt giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ đây là Tuyết Hương nói qua tâm hồn? Chính mình hiện tại khai tâm hồn. Liền trong tim. Nhìn không tới, nhưng lại rõ ràng chính xác có thể biết được. Tuyết Hương nói qua muốn vui vẻ khiếu, liền phải từ trái tim vào tay. Tâm hồn dựa theo Tuyết Hương cách nói các có bất đồng, lý luận thượng mỗi cái tu luyện sinh linh đều có thể mở ra thuộc về chính mình tâm hồn, nhưng lại yêu cầu như thế nào mở ra, như thế nào đi tu luyện hoặc là nói đi vận dụng tâm hồn, nàng cũng không biết. Bởi vì nàng tâm hồn chính là huyết mạch truyền thừa, căn bản là vô pháp truyền thụ cấp Dương Nghị Vân. Tuyết Hương làm Dương Nghị Vân chính mình đi hiểu được. Nhưng Dương Nghị Vân nào biết đâu rằng như thế nào đi hiểu được tâm hồn. Lúc ấy liền không để ý, chỉ là đem tâm hồn bên này chuyện này, ghi lại trong lòng. Lúc này Dương Nghị Vân lại là trong lòng có hiểu ra, ở cảm giác thượng hắn biết chính mình trái tim bên trong như là mọc ra một con mắt loại cảm giác này, chính là Tuyết Hương theo như lời tâm hồn. Mà chính mình cái này tâm hồn như thế nào tới? Kỳ thật hiện tại đã phi thường rõ ràng. 89/10 cùng tạp mao điều cho chính mình một giọt bản mạng tinh huyết có quan hệ. Bởi vì phía trước tu luyện thời điểm, hắn cảm thụ quá tạp mao điều lực lượng hoặc là nói bản mạng tinh huyết, thẩm thấu vào chính mình mạch máu trong máu, cuối cùng tất cả đều chảy xuôi tới rồi trái tim. Cho nên Dương Nghị Vân cho rằng hiện tại chính mình trái tim bên trong cảm giác xuất hiện một con mắt, có vận mệnh chú định dự cảm biết trước cảm giác, đều không phải là ảo giác, mà là mở ra tâm hồn. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân cuối cùng là bình thường trở lại. Nhưng ngay sau đó lại là nội tâm mừng như điên. Mà đối tạp mao điểu hắn là thật sự có một loại khác cái nhìn, đương nhiên hiện tại tạp mao điểu tiến vào ngủ đông, hết thảy chờ đến nó tỉnh lại lúc sau lại đi hỏi đi. Giảng nói thật, hắn tại nội tâm cấp tạp mao điểu nhớ một công lớn. Trong lòng nghĩ, ngày sau hảo hảo bồi thường đi, nếu tạp mao điểu thích ăn tiên đan, như vậy về sau mỗi ngày liền cho nó luyện chế tiên đan ăn. Nghĩ đến tiên đan, Dương Nghị Vân lại là lòng còn sợ hãi, trong lòng thề, về sau dùng tiên đan tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Này một ngày nếu không phải bên người có tạp mao điều tồn tại, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Mà đối với Mỹ Kim thật nói đan, Dương Nghị Vân biết chính mình hiện tại cái này giai đoạn dùng đã không có bất luận cái gì hiệu quả, tiếp được muốn luyện chế chính là Mỹ Kim Đại La Tiên Đan. Chờ tu luyện một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị tự mình xuống núi đi. Muốn luyện chế càng thêm cao cấp Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, yêu cầu tiên dược nhiều hết mức, cũng càng cao giai, chỉ dựa vào yến xích Hà Dương Nghị Vân biết hẳn là siêu tập không đủ. Hơn nữa yêu cầu càng nhiều tiên thạch. Tuyết Hương tiên thạch hắn tạm thời không chú ý. Rốt cuộc hắn một đại nam nhân, muốn một cái tiểu cô nương tiên thạch, tổng cảm thấy có loại ăn cơm mềm cảm giác, cho nên nếu muốn biện pháp chính mình đi lộng tiên thạch mới được. Đến nỗi tiên thạch như thế nào tới, hắn kỳ thật trong lòng đã có chú ý. Giờ phút này hắn muốn xuất quan, đi xác minh một chút, hắn đến tột cùng có phải hay không mở ra tâm hồn cảm ứng. Dù sao trái tim bên trong như là mọc ra một con mắt loại cảm giác này phi thường chân thật, đi tìm Tuyết Hương xác minh một chút liền có thể rõ ràng. Dương Nghị Vân triệt rớt trận pháp kết giới, đi ra sơn động chỗ sâu trong. Tới rồi bên ngoài, lại là không phát hiện Tuyết Hương, nhưng là côn bằng chứng còn ở. Yến Xích Hà, Tuyết Hương. Dương Nghị Vân biết bọn họ hẳn là ở sơn động ngoại, sẽ không đi xa, Tuyết Hương là tuyệt đối sẽ không rời đi côn bằng chứng lâu lắm. Chủ nhân ngài cuối cùng xuất quan.
Ách Hoa nhà chủ nhân ngài, tiến vào kim tiên đại viên mãn chi cảnh. Lời nói đến cuối cùng, Yến Xích Hà trong mắt đều mau trừng ra tới, vô cùng giật mình. Khoảng cách Dương Nghị Vân bế quan tu luyện tuy rằng đi qua 500 năm, đối tiên nhân tới nói 500 năm không tính cái gì, nhưng cũng không tính quá ngắn, trong lúc này hắn cũng nỗ lực tu luyện, chính là cảnh giới tu vi như cũ ở sơ phẩm kim tiên, đụng phải bình cảnh vẫn luôn liền không đột phá. Chính là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cái này chủ nhân cư nhiên bước vào kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Phải biết rằng Dương Nghị Vân bế quan thời điểm, mới là trung phẩm chân tiên chi cảnh, đây là nói 500 năm thời gian tu vi, Dương Nghị Vân kéo dài qua lục ca tu luyện cảnh giới, một hơi tu luyện tới rồi kim tiên đại viên mãn chi cảnh, lại tiến thêm một bước nhưng chính là đại la chi cảnh. Tiên nhân tu luyện chi cảnh tiến vào đại la cảnh giới, mới là tính chân chính nghênh ngang vào nhà. Mà hắn cái này chủ nhân, hiện tại khoảng cách đại la liền kém một bước xa. Kim tiên đại viên mãn, một hơi 6 cái tu luyện cảnh giới, 500 năm thời gian, đây là kiểu gì tốc độ tu luyện, Yến Xích Hà tu luyện mấy ngàn năm, nhìn chung toàn bộ tiên giới, hắn cũng không nghe nói qua, có người có thể ở 500 năm thời gian trong vòng, một hơi kéo dài qua 6 cái tiểu cảnh giới. Cái này chủ nhân là yêu nghiệt. Yến Xích Hà gào thét lớn giọng tiến vào, nhìn Dương Nghị Vân thời điểm đôi mắt trừng lão đại, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Tuyết Hương đi theo hắn phía sau. Hai người quả nhiên đều không có đi xa. Dương Nghị Vân cười cười, xem như may mắn bước vào kim tiên đi, bất quá nghe người ý tứ ta lần này tu luyện qua thời gian rất lâu sao. Yến Xích Hà chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đem trong lòng khiếp sợ áp xuống trả lời, ách chủ nhân ngươi lần này tu luyện chính là có chút trường A, đều đã qua đi 500 năm lâu. Yến Xích Hà hiện tại nói chuyện càng lúc càng lớn giọng hung thần ác sát, càng ngày càng giống Dương Nghị Vân cảm nhận chung cái kia dâu xồm. Nghe hắn nói chuyện nhìn hắn đầy mặt dâu xồm, Dương Mỗ Nhân trò đùa dai bản cũng đang lo lắng về sau có phải hay không phải cho thứ này kiến tạo một tòa chùa lan nhược. Bất quá nghe hắn nói đều đã qua đi 500 năm, Dương Nghị Vân lại cũng có chút kinh ngạc, ở hắn cảm giác chung cũng chính là tu luyện một hồi, thời gian không dài hơn. Ngần người hỏi, là tiểu ngũ trăm năm, vẫn là đại 500 năm. Đối tiên giới thời gian, Dương Nghị Vân vẫn là không thói quen, bất quá cũng biết có lớn nhỏ chi phân. Tiểu ngũ trăm năm nói chính là hạ giới thời gian, đại 500 năm nói chính là tiên giới thời gian, hai người khác nhau rất lớn, tiên giới một ngày chính là hạ giới một năm. Tiểu ngũ trăm A, nếu là đại 500 năm kia không nghịch thiên, ta cùng Tuyết Hương chủ mẫu đều mau nhàm chán đã chết. Yến Xích Hạ oán giận nói. Tu luyện 5 tháng vốn dĩ đối tu luyện giả tới nói không đáng giá tiền, trước kia ở tu chân giới một lần tu luyện bế quan đều có thể có thượng trăm năm, hiện tại tới rồi tiên giới liền càng là như thế. 500 năm thời gian, nghe có chút trường, kỳ thật đối Dương Nghị Vân tới nói cũng không nhiều lắm cảm giác. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân nói, tiểu ngũ trăm năm lâu, nghĩ đến giả hoa sen cũng nên đối chúng ta thả lỏng cảnh giác, như vậy đi, chúng ta xuống núi đi xem, vừa lúc ta có chuyện muốn làm. Tốt, hiện tại liền đi thôi. Yến Xích Hà có vẻ thực tích cực, suốt 500 năm cũng chưa ra quá sơn, cho dù là tiên nhân cũng nhàm chán. Không nóng nảy này trong chốc lát. Dương Nghị Vân cười cười, theo sau nhìn về phía Tuyết Hương nói, Tuyết Hương ta tựa hồ có khai tâm hồn, nhưng là không xác định, giúp ta nhìn xem, xác định một chút. Không cần xem, muốn biết có phải hay không chính thực sự có tâm hồn cảm ứng, chiến đấu là nhất rõ ràng, nếu tâm hồn khai sau, ở nhất định phạm vi chiến đấu, là có thể cảm ứng được đối phương ra tay vị trí, người có thể thử xem. Tuyết Hương cấp ra đơn giản nhất sáng tỏ đáp án, nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn đến Dương Nghị Vân thời điểm. Cũng là hai tròng mắt trung lập lòe tinh quang, đối với Dương Nghị Vân tốc độ tu luyện cũng thực giật mình. Cũng đúng vậy, Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng đối Yến Xích Hà nói, đi bên ngoài, dùng đánh lén phương thức công kích ta thử xem. Ách chủ nhân ta có thể hỏi cái gì là tâm hồn sao, người cùng chủ mẫu đang nói cái gì? Yến Xích Hà ngơ ngác hỏi, hắn đối tâm hồn còn không hiểu biết. Đương nhiên này cũng bình thường, tâm hồn xem như một loại tu luyện thượng thiên phú thần thông. Có thể xuất hiện tâm hồn giả rất ít, hơn nữa đây là một loại cá nhân nội tại thần thông thiên phú, có thể làm sát chiêu tồn tại, liền tính mở ra tâm hồn, cũng sẽ không nói cho người khác. Dương Nghị Vân nói, tâm hồn là một loại tu luyện thiên phú thần thông, cái này về sau chậm rãi ở nói cho ngươi, ngươi chủ nhân ta hiện tại cũng là ngây thơ mờ mịt, còn không biết có phải hay không mở ra tâm hồn. Mà đối với Yến Xích Hà thứ này xưng hô Tuyết Hương chủ mẫu cái này xưng hô, hắn nội tâm cười.
lại cũng không để ý, xem Tuyết Hương tựa hồ căn bản liền đối chủ mẫu cái này xưng hô không có gì nhận chi. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài. Dương Nghị Vân nói, đương nhiên đi phía trước phất tay đem côn bằng chứng thu vào càn khôn hồ không gian. Theo sau ba người đi ra sơn động, nếu quyết định phải rời khỏi, liền phải mang đi côn bằng chứng, loại này quan trọng đồ vật cũng không thể lưu tại trong sơn động. Sơn động ở ngoài, Yến Xích Hà đã sớm tiến vào che trời trong rừng rậm, Dương Nghị Vân còn lại là chậm gì gì từng bước một mà đi. Hắn yêu cầu chính là Yến Xích Hà trước tiên mai phục đánh lén hắn, như thế mới có thể biết chính mình có phải hay không mở ra tâm hồn. Nếu là, hắn là có thể cảm nhận được Yến Xích Hà đánh lén. Tiến vào rừng rậm lúc sau, Dương Nghị Vân nhắm lại hai mắt, cũng phong bế chính mình sáu thức cảm quan, không xem không nghe, hắn muốn hoàn toàn dụng tâm đi cảm ứng Yến Xích Hà tồn tại. Nếu ở phong bế sáu thức cảm quan dưới tình huống, hắn có thể sử dụng tâm cảm ứng được Yến Xích Hà, đã nói lên hắn thật sự mở ra tâm hồn. Đương hắn phong bế hết thảy ngoại tại cảm quan lúc sau, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ toàn thế giới đều không có bất luận cái gì thanh âm, lâm vào vô biên trong bóng tối. Bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh. Giờ phút này hắn đi bước một đi hướng rừng rậm chỗ sâu trong, chờ đợi Yến Xích Hà xuất hiện đánh lén, hoặc là nói ở dụng tâm cảm thụ Yến Xích Hà tồn tại. Loại này hắc ám yên tĩnh trạng thái hạ, Dương Nghị Vân tâm thành như trong tim, lại là có thể nghe được chính mình trái tim bắt đầu nhảy lên thanh âm. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Hắn trái tim nhảy lên có tiết tấu có quy luật, mạnh mẽ hữu lực. Mỗi một khắc lại là trái tim nhảy lên bỗng nhiên nhanh hơn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân tựa hồ trong bóng đêm thấy được một cái điểm trắng xuất hiện, ở chính mình bên trái phương nhanh chóng mà đến. Trừ bỏ trái tim nhanh hơn nhảy lên thanh, cùng cái này điểm trắng xuất hiện ở di động, nhanh chóng tới gần chính mình, hết thảy như cũ không có bất luận cái gì thanh âm. Bao gồm cái này điểm trắng di động cũng không có phát ra một chút ít sinh ý. Bất quá, lúc này Dương Nghị Vân lại là nội tâm đại hỉ. Hắn tuy rằng nhắm mắt lại, phong bế sở hữu ngoại tại cảm quan, nhưng lại biết chính mình tâm hồn thật là mở ra. Lúc này nhìn đến hắc ám thế giới, chính là trái tim chung cái loại này có đôi mắt cảm giác, đây là tâm hồn cảm ứng thiên phú. Ngay sau đó điểm trắng tới rồi hắn bên người. Dương Nghị Vân đã sớm biết hắn sắp sẽ bên trái biên ra tay, đầu cũng sẽ không ra tay, đánh ra một trường. Oanh! A nha! Lại là Yến Xích Hà kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Răng rắc! Yến Xích Hà trực tiếp bị Dương Nghị Vân một trường đánh vào trên người, bay ra đi hơn trăm mễ xa, đâm chặt đứt một viên đại thụ. Vốn dĩ hắn đã tự nhận là làm được chính mình đánh lén Dương Nghị Vân tốt nhất trạng thái, trực tiếp gần người tới rồi Dương Nghị Vân 2 mét trong vòng, giơ tay công kích, trực tiếp là có thể đánh lén thành công. Ai ngờ đến chủ nhân Dương Nghị Vân, cư nhiên như là đã sớm biết chính mình sẽ công kích hắn cái kia phương vị giống nhau, trở tay một trường đánh vào hắn ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay. Cái này làm cho Yến Xích Hà trong lòng vô cùng buồn bực, rõ ràng biết Dương Nghị Vân cái này chủ nhân là ở phong bế hết thảy sáu thức cảm quan. Bực này dưới tình huống, liền tính hắn tu vi không bằng Dương Nghị Vân cái này chủ nhân, khá vậy có thể đánh lén thành công đi. Ai biết căn bản liền không phải như vậy, nhân gia đã sớm biết hắn muốn đánh lén phương vị, hơn nữa thong dong làm ra phản kích. Không nói đến Yến Xích Hà buồn bực. Giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là rốt cuộc xác định, chính mình thật là khai tâm hồn, có được Tuyết Hương nói qua cái loại này có thể biết trước nguy hiểm huyền diệu cảm giác năng lực. Đương hắn một trường đánh vào cái kia điểm trắng trên người sau, xúc cảm thượng truyền đến chính là rắn chắc thân thể, cũng đã biết là Yến Xích Hà không thể nghi ngờ. Tâm hồn thật là mở ra. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Nhưng mà còn không có chờ hắn cao hứng, trong giây lát hắn trái tim nhảy lên lại một lần nhanh chóng mà nhảy, có một loại nguy hiểm xuất hiện ở sau người, lúc này đây loại này nguy hiểm rất cường liệt, cũng càng rõ ràng, làm Dương mẫu nhân sắc mặt biến đổi. Dương Nghị Vân tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lại có thể khẳng định, lúc này đây xuất hiện nguy hiểm, tuyệt đối không phải Yến Xích Hà. Ngay sau đó hắn thấy được, trong bóng đêm một cái khác điểm trắng xuất hiện, trực tiếp tới rồi hắn phía sau. Tốc độ thực mau. Trái tim nhảy lên so với phía trước càng thêm tấn mãnh, hơi thở nguy hiểm thực nùng liệt. Dương Nghị Vân tuy rằng cảm giác tới rồi cái này điểm trắng sẽ từ phía sau đánh lén chính mình, nhưng lại không dám đi ngạnh kháng. Lập tức lắc mình tránh né, dưới chân vừa động sai thân. Oanh! Đại địa vì này chấn động. Dương Nghị Vân biết hắn tránh thoát đi. Ngay sau đó mày nhăn lại, trở tay chi gian đối với đối phương chính là một quyền đánh đi.
Oanh! Nhưng mà lúc này đây lại là đại không. Thế nhưng bị né tránh. Hơn nữa hắn cảm giác cũng mất đi tung tích. Ở đi cảm thụ, tim đập ra tốc khôi phục bình thường, vừa rồi trong nháy mắt kia nguy hiểm hơi thở cũng biến mất vô hình. Ngay sau đó hắn trong lòng có chút sáng tỏ, hẳn là Tuyết Hương. Mở mắt ra, giải trừ đối sáu thức cảm quan phong bế. Quả nhiên hắn thấy được Tuyết Hương mang theo ý cười xuất hiện ở khoảng cách hắn trăm năm ở ngoài một cây đại thụ thượng. Mà bên kia Yến Xích Hà còn lại là vẻ mặt u oán dựa vào đứt gãy cọc cây, khóe miệng có vết máu tồn tại. Không cần hỏi Dương Nghị Vân biết vừa mới là Tuyết Hương thử hắn. Ra thật. Dương Mỗ Nhân tự nói một tiếng, phất tay tiếp đón Tuyết Hương lại đây. Yến Xích Hà cũng đứng dậy đã đi tới, chủ nhân ngài xuống tay cũng quá độc ác đi, ta nội cốt đều đoạn tam căn. Một thành công lực mà thôi. Dương Mỗ Nhân đạm đạm cười. Lại là làm Yến Xích Hà sắc mặt cứng đờ, một thành công lực đều như vậy, nếu là. Hắn không dám tưởng đi xuống. Cái này chủ nhân thật sự là cái yêu nghiệt. Phong bế sáu thức cảm quan, đánh lén đều có thể trước tiên biết trước, quá chỉ sợ. Giờ phút này Tuyết Hương đi tới nói, ngươi tâm hồn cảm ứng hẳn là không đến trăm mét, ngày sau đối địch, trăm mét trong vòng, chỉ cần không phải thực lực vượt qua ngươi quá nhiều, ngươi đều có thể trước tiên biết trước công kích phương vị, lập với bất bại chi địa. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện nhìn không được gật đầu, hắn biết Tuyết Hương nói thực chuẩn xác. Đích xác vừa rồi hắn dụng tâm khiếu đi xem hắc ám, Tuyết Hương cái này điểm trắng đánh lén, trăm mét ở ngoài liền sẽ biến mất. Hơn nữa bực này tâm hồn cảm ứng, đích xác bỗng nhiên tu vi cao hơn hắn một bậc cường giả, cũng sẽ mất đi tác dụng. Cũng may cùng cấp bậc giao thủ, hắn đích xác sẽ lập với bất bại chi địa, đương nhiên đối phương nếu có tâm hồn cảm ứng nói, đó chính là mặt khác một chuyện. Tựa như đối mặt Tuyết Hương thời điểm, hắn cái này ưu thế sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Nàng không chỉ có tu vi cường đại, cũng đồng dạng là cái mở ra tâm hồn giả. Nhìn Tuyết Hương, Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, người tâm hồn cảm ứng là bao lớn? Phạm vi cây số, Tuyết Hương thuận miệng nói. Dương Nghị Vân một trận buồn bực, so với hắn lớn gấp 10 lần, hắn hiện tại mới trăm mét phạm vi. Ách hảo đi, chúng ta chuẩn bị một chút rời núi. Dương Nghị Vân không nghĩ bị đả kích. Muốn rời núi Dương Nghị Vân tự nhiên vì tránh cho phiền toái. Cũng yêu cầu thay hình đổi dạng một phen. Rời núi lúc sau, Dương Nghị Vân thông qua trăm biến chi thuật đem chính mình biến thành thư sinh bộ dáng. Nếu hắn những cái đó địa cầu bằng hữu ở, nhất định sẽ nhận ra Dương Mỗ Nhân hóa thành đúng là tiểu ca ca bản Ninh Thải Thần, ha ha. Đến nỗi Tuyết Hương đồng dạng có biến hóa, trở thành thiến nữ. Như thế ba người thẳng đến tiên đan thành chợ. Chỉ cần không đánh nhau, liền sẽ không phát ra tự thân hơi thở, cũng sẽ không sợ bại lộ. Thời gian trôi qua 500 năm, Dương Nghị Vân nghĩ đến tiên đan lâu giả hoa sen hẳn là thả lỏng đối hắn lùng bắt đi. Dương Mỗ Nhân trò đùa dai đưa bọn họ ba người đều hóa thành thiến nữ u hồn ba người tổ. Lại là không nghĩ tới tiến vào chợ lúc sau, khiến cho một phen phiền toái. Đương nhiên cái này phiền toái là bởi vì Tuyết Hương mỹ mạo khiến cho, giờ phút này Tuyết Hương nhưng hoàn toàn là nhiếp tiểu thiến dung mạo, nhất đẳng nhất mở ảo tiên tử dung mạo. Điểm này nhưng thật ra Dương Mỗ Nhân không nghĩ tới. Chỉ nghĩ hoài niệm một chút kinh điển, chơi chơi nhân vật sắm vai, ai biết tiến vào phố xá sầm uất sau, bởi vì Tuyết Hương dung mạo đưa tới rất nhiều ánh mắt. Thậm chí có bên đường đùa giỡn người xuất hiện. Bất đắc dĩ Tuyết Hương tản mát ra đại la khí thế uy áp, mới ngừng nghỉ. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là, Tuyết Hương làm như vậy cũng cùng cấp với bại lộ bọn họ. Tiên đan thành tiên đan lâu đối bọn họ ba cái truy nã căn bản liền không có dừng lại quá, dọc theo đường đi Dương Nghị Vân ba người như cũ thấy được bọn họ ba cái pháp lực hình ảnh ở tiên đan thành phố xá sầm uất treo. Cũng may lúc này bọn họ đều đã thay đổi dung mạo hơi thở, đảo cũng không lo lắng một chút đã bị phát hiện. Chẳng qua Tuyết Hương tán phát đại la hơi thở uy áp, vẫn là bị người cấp theo dõi. Rốt cuộc đại la cao thủ, liền tính là tiên đan thành cũng là không nhiều lắm. Đột nhiên xuất hiện một cái đại la cấp bậc mỹ nữ, tiên đan thành một ít thế lực vẫn là sẽ tia, a một cha. Tỷ như tiên đan lâu, ma đan điện, mây lửa các. Này tam gia thế lực khống chế tiên đan thành, đối tiên đan thành xuất hiện cao thủ, tự nhiên yêu cầu chú ý. Gần nhất sợ quấy rối, thứ hai có thể mượn sức sẽ mượn sức, vì chính mình thế lực hiệu lực. Này đã là nhiều năm hình thành quy củ. Bất quá đây là âm thầm bị theo dõi. Dương Nghị Vân ba người tự nhiên không biết. Giờ phút này Yến Xích Hà dẫn đường đi tiên đan thành một nhà đại hình tiên dược chợ. Dương Nghị Vân yêu cầu hiểu biết,
kế tiếp muốn luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan Tiên Dược, ở chỗ này có thể hay không gom đủ. Mỹ Kim Đại La Đan Tiên Dược tổng cộng 9 loại, hơn nữa đối tiên dược phẩm chất đều không phải Mỹ Kim Thật Đan có thể so sánh. Chủ dược thực quý trọng, cũng không hảo mua sắm, có vẻ nhìn xem tình huống lại nói. Yến Xích Hà đã tới nơi này, đảo cũng ngựa quen đường cũ, lần trước hắn liền hỏi thăm quá, nơi này tiên dược chợ xem như tương đối đầy đủ hết, rất nhiều tiên dược đều có thể làm ra, đương nhiên giai đoạn trước là phải có tiên thạch mới được. Lại nói tiếp là chợ, kỳ thật chính là một đốn ba tầng chiếm địa diện tích thực quảng đại lâu. Tên gọi vạn dược chợ, được xưng có vạn loại tiên dược. Đương nhiên tiên dược chủng loại nhiều, làm sao ngăn vạn loại. Kêu vạn dược chợ, cũng không nhất định liền có một vạn loại tiên dược, chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Bất quá đi vào vạn dược chợ sau, Dương Nghị Vân nhìn xem một tầng liền có hơn 1.000 bình phương diện tích, từng hàng một khanh khách tiên dược cái giá thành liệt, cùng người đến người đi trường hợp, cũng đích xác xem như không tồi tiên dược chợ. Ai nha, này không phải Yến Thượng Tiên sao, ngài thật có chút nhật tử không có tới, không biết Yến Thượng Tiên hôm nay yêu cầu cái gì tiên dược, ta đi cấp Thượng Tiên chuẩn bị. Đi vào nghênh diện chính là một cái phụ nữ trung niên chào đón, đối với Yến Xích Hà chào hỏi. Lại là cho Dương Nghị Vân một loại thanh lâu tú bà tiếp đón khách nhân cảm giác. Đến nỗi Yến Xích Hà sao? Lần trước đã tới nơi này chính là vị này tú bà Nga không phải là vạn dược chợ quản sự chi nhất tiếp đãi, một lần thượng vạn tiên thạch tiên dược, xem như đại khách hàng, đối Yến Xích Hà tự nhiên có ấn tượng. Ở tú bà A không phải ở bên này phụ nữ quản sự trong mắt chính là tài chủ, tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình. Yến Xích Hà được Dương Nghị Vân công đạo, lấy ra yêu cầu tiên dược danh sách, đưa cho quản sự, mở miệng nói, trước nhìn xem này đó tiên dược đều có hay không, có lời nói cấp bổn tiên bị hảo, không thể thiếu ngươi tiên thạch. Khanh khách, Yến Thượng Tiên yên tâm, toàn bộ tiên đan thành chúng ta vạn dược chợ tiên dược nhất đầy đủ hết, bảo đảm cho ngài bị tề. Quản sự trên mặt nhạc nở hoa. Gặp phải Yến Xích Hà bực này dùng một lần mua sắm thượng vạn tiên thạch hào khách, nàng là phi thường vui mừng. Nói chuyện chung tiếp nhận Yến Xích Hà trong tay tiên dược đơn tử hai mắt đảo qua đi, ngay sau đó lại nhíu mày. Dương Nghị Vân vẫn luôn không nói chuyện, hết thảy giao cho Yến Xích Hà xử lý, đương hắn nhìn đến quản sự ánh mắt thời điểm, lại là đối Yến Xích Hà đưa mắt ra hiệu. Yến Xích Hà mang theo lớn giọng nói, như thế nào? Có vấn đề. Ách bất mãn Yến Thượng Tiên. Ngày này tiên dược đơn tử thượng, tổng cộng 9 loại tiên dược, mặt khác nhưng thật ra hảo thuyết, duy độc này quỷ mẫu hoa nước mắt, này. Đây là không. Quản sự nói chuyện đảo cũng là có chút xấu hổ, vừa mới còn dưới háng cửa biển, các nàng vạn dược chợ, toàn tiên đan thành tiên dược nhất đầy đủ hết, này chỉ chớp mắt liền kém một loại. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, 9 loại tiên dược chung duy độc này quỷ mẫu hoa nước mắt, chính là không thể thay thế chủ dược, không thiếu được, cư nhiên cố tình không có. Yến Xích Hà nhìn đến Dương Nghị Vân nhíu mày lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nếu các ngươi tìm không đồng đều, cũng đừng nói bốc nói phét, không có chúng ta liền đi tiếp theo ra. Đừng a, Yến Thượng Tiên ta có thể cho ngươi hỏi thăm a, còn không phải là một loại tiên dược sao, chúng ta vạn dược chợ, nếu được xưng vạn dược chợ, liền tính cửa hàng không có, cũng có thể biết địa phương nào có manh mối. Này quỷ mẫu hoa nước mắt, chính là tiên giới nổi danh yêu thụ quỷ mẫu chi hoa hấp thu nhật nguyệt thần lộ ngưng kết mà thành chí bảo. Một giọt đều yêu cầu thượng vạn năm ngưng tụ, hơn nữa yêu thụ quỷ mẫu cũng không phải là giống nhau đại hung chi yêu, tưởng đạt được quỷ mẫu yêu thụ nở hoa thần lộ, lại này là dễ dàng như vậy không phải. Ta dám nói ở tiên đan thành nếu chúng ta vạn dược chợ đều không có, cái khác địa phương liền càng không diễn, các ngươi nếu là thật muốn buôn bán, liền từ từ, ta đi cho các ngươi tia, tư liệu, cung cấp một cái manh mối như thế nào. Đương nhiên phí dụng tự nhiên cũng muốn tính. Không biết Yến Thượng Tiên nhưng đồng ý không? Phụ nữ quản sự giờ phút này vẻ mặt gian thương bộ dáng. Yến Xích Hà tự nhiên không làm chủ được, nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân lại là biết cái này quản sự nói không sai, nàng nói cùng kỳ quân đan sách thượng giới thiệu quỷ mẫu yêu thụ miêu tả giống nhau, biết quỷ mẫu hoa nước mắt đích xác không dễ đạt được. Đương nhiên có thể cung cấp một cái tin tức cũng là tốt. Liền trực tiếp ra tiếng nói, chỉ cần tin tức chuẩn xác. Giá cả nhưng thật ra hảo thuyết, chờ quản sự tin tức. Khanh khách vị này tiểu ca yên tâm đó là, ta tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, ta cũng sẽ không tạp chúng ta vạn dược chợ chiêu bài, vài vị chờ một lát. Quản sự nói xong xoắn đại mông trực tiếp thượng lầu 3 mà đi. Vạn dược chợ lầu 3 nào đó phòng. Phụ nữ quản sự cung cung kính kính đứng ở một người thanh niên trước mặt.
Thanh niên này nhìn ngoài cửa sổ trầm tư, rồi sau đó mở miệng nói, có không xác định bọn họ có phải hay không muốn quỷ mẫu hoa nước mắt. Hồi bẩm Đông Nhan đại nhân, thuộc hạ quan khán quá bọn họ yêu cầu tiên dược danh sách, hơn nữa mặt khác tiên dược, tổng cộng 9 loại, mỗi một loại tiên dược đều bình thường, nghĩ đến là muốn luyện chế nào đó tiên đan chi dùng, có thể xác định bọn họ yêu cầu. Quản sự trả lời, ân, một khi đã như vậy kia nhưng thật ra có thể hợp tác một phen, này quỷ mẫu hoa nước mắt cũng không phải là tầm thường tiên dược, liền tính là tầm thường luyện đan sư đều không nhất định biết, bổn tọa tiêu phí 100 năm thời gian mới ở tiên đan thành tìm được một gốc cây quỷ mẫu yêu thụ. Đáng tiếc chính là tưởng thu hoạch quỷ mẫu hoa nước mắt, yêu cầu bí pháp, bổn tọa nếm thử các loại biện pháp, tổn thất chúng ta ma đan điện rất nhiều đệ tử, cũng không có thể ra sức, đừng nói đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt, cho dù là tới gần quỷ mẫu yêu thụ đều là khó khăn. Nếu đúng như ngươi lời nói, kia mấy tiểu gia hỏa hẳn là muốn luyện tiên đan, bọn họ ba cái trung gian nhất định có một cái là luyện đan sư, hoặc là chính là bọn họ sau lưng có nào đó luyện đan sư. Mặc kệ nói như thế nào, có thể biết được quỷ mẫu hoa nước mắt ít người, bất quá này ba người nếu thật là luyện đan sư, nói vậy liền đối quỷ mẫu hoa nước mắt thu là biết đến. Như vậy ngươi thỉnh bọn họ đi lên, bổn tọa cùng bọn họ tâm sự, có lẽ lúc này đây đối bổn tọa tới nói là cái cơ hội, hy vọng bọn họ có thể mang đến bổn tọa kinh hỉ. Ở phụ nữ quản sự trong miệng xưng hô vì Đông Nhan thanh niên ngẫm lại sau phân phó quản sự. Phụ nữ quản sự nghe được lúc sau sửng sốt, trong ánh mắt kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu, là, thuộc hạ này liền thỉnh bọn họ đi lên. Người khác không biết trước mắt bộ dạng là thanh niên người là ai, nàng chính là biết vị đại nhân này chính là ma đan điện tam đại điện lão chi nhất, cho rằng đại la đại viên mãn cao thủ, càng là được xưng ma thủ đan sư luyện đan đại sư. Từ hơn 100 năm trước vị đại nhân này khiến cho nàng lưu ý, nếu là có người yêu cầu quỷ mẫu hoa nước mắt loại này tiên dược đến lúc đó liền bẩm báo. Hôm nay cái kia Yến Xích Hà xem như hơn 100 năm qua đệ nhất sóng tới tìm kiếm quỷ mẫu hoa nước mắt người, nàng tự nhiên muốn thông chi Đông Nhan đại sư. Lầu một đại sảnh Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà ba người chờ đợi quản sự, Dương Nghị Vân cũng ở trong óc xem xét về quỷ mẫu hoa nước mắt loại này tiên dược chi tiết. Trước kia hắn chỉ là hiểu biết một chút đại khái. Chỉ là biết đây là luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan chủ dược, liệt ở tiên dược danh sách thượng mà thôi, vốn dĩ cho rằng có thể mua được, hiện tại xem ra vạn dược chợ lớn như vậy địa phương đều không có quỷ mẫu hoa nước mắt, liền biết này dược không phải dễ dàng như vậy đạt được. Lúc này cẩn thận xem xét một chút Kỳ Quân Đan sách thượng về quỷ mẫu hoa nước mắt ghi lại, Dương Nghị Vân lúc này mới cảm thấy khó giải quyết. Sợ là không dễ dàng đạt được a. Chủ yếu là nhìn Kỳ Quân Đan sách hậu. Dương Nghị Vân biết quỷ mẫu hoa nước mắt hoặc là nói quỷ mẫu yêu số sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, mấu chốt là thụ. Quỷ mẫu yêu thụ, sở dĩ kêu tên này, là bởi vì này loại yêu thụ khai linh trí tu luyện thành yêu, sẽ chạy sẽ động, căn bản sẽ không ở một chỗ dừng lại quá dài thời gian, hơn nữa hành động lên vô thanh vô tức nhanh như quỷ mị, hơn nữa cơ thể mẹ có thể phân ra 9 cây tử thụ tới ứng đối địch nhân cùng nguy hiểm, bởi vậy gọi là quỷ mẫu yêu thụ. Là một loại rất khó triển yêu thụ. Dương Nghị Vân muốn chính là quỷ mẫu yêu trên cây nở hoa lúc sau, hoa tâm trong vòng thu thập nhật nguyệt thần lộ tinh khí, nếu nước mắt tích giống nhau, này xem như quỷ mẫu yêu thụ một thân tinh khí chất dinh dưỡng. Căn bản là không dễ dàng đạt được, mấu chốt nhất liền tính là tìm được rồi một gốc cây quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, muốn đạt được trên cây hoa nước mắt, thu liền yêu cầu độc đáo phương pháp, nếu không một khi đóa hoa từ quỷ mẫu thụ thượng thoát ly, sẽ nháy mắt khô héo, hoa tâm trong vòng nước mắt hoặc là nói tinh khí cũng sẽ bốc hơi. Tưởng đạt được quỷ mẫu nước mắt thật đúng là không dễ dàng. Cũng may Dương Nghị Vân từ Kỳ Quân Đan sách thượng tìm được rồi như thế nào thu quỷ mẫu hoa nước mắt biện pháp, hiện tại vấn đề là vạn dược chợ có thể hay không cho hắn cung cấp ra, địa phương nào có quỷ mẫu yêu thụ tin tức. Đối này Dương Nghị Vân nội tâm cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Hy vọng vạn dược chợ có thể cho hắn một cái tin tức tốt. Nếu không hắn thật đúng là không biết muốn đi đâu tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ, chỉ có trước tìm được quỷ mẫu yêu thụ mới có thể đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt. Đang ở hắn trầm tư hết sức, phía trước cái kia phụ nữ quản sự cười ha hả xuống lầu mà đến nói, làm ba vị đợi lâu, về các ngươi muốn quỷ mẫu hoa nước mắt, vừa vặn chúng ta vạn dược chợ một vị đại nhân biết tin tức, bất quá vị nào đại nhân nói muốn gặp thấy các ngươi, thế nào ba vị cùng ta đi một chuyến. Phụ nữ quản sự nói chuyện chung, làm ra một cái thỉnh lên lầu thủ thế. Làm cái quỷ gì, các ngươi có tin tức liền nói thẳng. Chúng ta ra tiên thạch mua các ngươi tin tức đó là, hà tất như vậy phiền toái Yến Xích Hà bắt đầu cào nhau.
Yến Thượng Tiên này quỷ mẫu nước mắt cũng không phải là tầm thường chi vật, nếu các ngươi có thể mua sắm, chắc là hiểu biết một ít, mà nhà ta đây đại nhân, nhưng cũng không ác ý, chưa chừng đối với các ngươi tới nói vẫn là chuyện tốt, có đi hay không các ngươi ước lượng. Phụ nữ quản sự cười khanh khách nói chuyện, bực này với đem Dương Nghị Vân một quân. Bất quá nói chuyện thời điểm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đang xem, thân là vạn dược chợ quản sự, cùng đủ loại tiên nhân kêu to đại, nàng cái này quản sự xem như chỉ là một cái sơ phẩm kim tiên, nhưng lại nhãn lực bất phàm, đã sớm quan sát ra Dương Nghị Vân mới là ba người chung đầu mục. Lúc này nhìn về phía Dương Nghị Vân, ý tứ là làm Dương Nghị Vân làm quyết định. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, thật đúng là không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội, bởi vì hắn hiểu biết quỷ mẫu yêu thụ. Trực tiếp ra tiếng nói, đi thôi, mang chúng ta đi gặp nhà ngươi đại nhân. Thỉnh quản sự cười, ở phía trước dẫn đường. Yến Xích Hà thấu đi lên nhỏ giọng nói, chủ nhân có thể hay không có trá. Yên tâm, lớn như vậy chợ, đảo còn không đến mức, nếu là thật vì chúng ta mà xử trá, kia vạn dược chợ cũng không xứng kêu tên này, có lẽ đã sớm biến mất ở Tiên Đan Thành. Điểm này Dương Nghị Vân nhưng thật ra tự tin, vạn dược chợ sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Thượng lầu ba, đi vào một cái đại sảnh, phụ nữ quản sự nhìn Dương Nghị Vân cười nói, ba vị ngượng ngùng, nhà ta đại nhân chỉ thấy dẫn đầu, mặt khác hai vị thỉnh lại lần nữa uống trà. Có ý tứ gì a? Yến Xích Hà giống lên lên. Dương Nghị Vân dừng tay ý thức Yến Xích Hà đừng ồn ào, người cùng Tuyết Hương chờ ta đi xem. Nếu quản sự đã nhìn ra chính mình mới là Yến Xích Hà sau lưng quyết định người, hắn cũng không hề lảng tránh cái gì, trực tiếp ý thức quản sự dẫn đường. Hắn cùng vạn dược chợ không có bất luận cái gì thù hận giao tế, đảo cũng không đến mức đối chính mình làm hại cái gì. Còn không phải là đi gặp cá nhân sao, cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa quản sự nói là về quỷ mẫu yêu thụ sự tình, hắn cự tuyệt không được. Muốn ở nguy cơ tứ phía tiên giới hỗn đi xuống, muốn đi tìm được lão nhân, muốn không bị người đuổi giết, hắn liền yêu cầu không ngừng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Hiện tại kim tiên đại viên mãn. Đừng nói phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ cần tại đây Tiên Đan Thành hắn đều không đủ xem. Cho nên hắn thiết yếu muốn siêu tập tiên dược luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan cùng sau Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan, theo đạo lý này hai loại đan dược luyện thành dùng lúc sau, hắn là có thể bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Đương nhiên Dương Nghị Vân dựa theo hắn tu luyện thể chất, muốn đến Hỗn Nguyên rất khó, nhưng với hắn mà nói trực tiếp cảnh giới Đại La đều là có thể. Cho nên cần thiết muốn luyện chế Kỳ Quân Tiên Đan. Công đạo Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà sau, Dương Nghị Vân đi theo quản sự tiến vào đại sảnh lúc sau một phòng. Phụ nữ quản sự tới rồi cửa sau, như là thay đổi một người giống nhau, cung cung kính kính gõ cửa nói, Đông Nhan đại nhân, người tới. Kẽo kẹt, cửa phòng tự động mở ra, bên trong vang lên một cái to lớn vang dội tiếng động nói, đạo hữu mời vào. Thanh âm này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai tựa hồ thực tuổi trẻ. Nhưng hắn biết tiên giới tiên nhân tùy tiện ra tới một cái đều có thể là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm đều có khả năng lão quái vật. Đặc biệt là tu vi cao thâm hạng người, liền càng là khó có thể phán đoán. Bất quá nếu là vạn dược chợ cao tầng, nghĩ đến cũng không phải đơn giản hạng người. Quản sự ý bảo Dương Nghị Vân đi vào. Dương Nghị Vân cũng không sợ cái gì, nhấc chân liền đi vào. Phía sau quản sự không có tiến vào, mà là đóng lại cửa phòng. Chờ Dương Nghị Vân tiến vào sau, thấy được một cái bầy biện thực cổ xưa phòng, một người tóc dài thanh niên ngồi ở chính phía trước giường ở đà tọa chung. Ngay sau đó hắn mở hai mắt. Đạo hữu thỉnh nhập tòa. Vung tay lên bàn ghế di động đến Dương Nghị Vân trước người, trên bàn ấm trà bay khỏi dựng lên, tự động đảo ra một ly nóng hôi hổi trà. Dương Nghị Vân nhìn về phía người này, viên mặt hơi béo, nhìn nhưng thật ra hiền lành, bất quá một đôi mắt lại là vô cùng sâu thẳm. Dương Nghị Vân hiện tại kim tiên đại viên mãn, có thể nhìn ra tới kém một cái cảnh giới tiên nhân cảnh giới, trong mắt hắn bạch y thanh niên lại là một cái đại la đại viên mãn cao thủ. Đạo cũng không mất lễ nghĩa, ôm quyền nói, tại hạ Dương Nghị Vân, xin hỏi đạo hữu là. Bổn tọa ma đan điện điện lão chi nhất Đông Nhan, cũng là vạn dược chợ cầm lái, Dương đạo hữu không cần khách khí, thỉnh nhập tòa nói chuyện. Đông Nhan cười nói lời nói, nhưng thật ra rất có lễ nghĩa. Cấp Dương Nghị Vân ấn tượng đầu tiên không tồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.